Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 61. Sơ nhiên, đã xảy ra chuyện. Nguyễn Hồng Ngọc run rẩy đặt tay trên lan can, chống lấy thân thể của mình, nàng đã sắp đứng không vững nữa, hơn nữa nước mắt không tự chủ được chảy dài xuống. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu hiện ra từng chút màu trắng, bỗng nhiên ngay lúc đó liền ngày càng nhiều, rơi vãi đầy trời, nhao nhao rơi xuống. Đúng là từng mảnh bông tuyết. Van cầu ngươi cứu hắn đi. Con mắt Nguyễn Hồng Ngọc đã mơ hồ không thấy rõ rồi, tuyết càng lúc càng nhiều, nhưng lại không che được lạnh buốt trong lòng nàng, hàn ý trên người còn hơn cả gió tuyết đầy trời. Ninh Khả Nguyệt giữ im lặng, im im lặng lặng ngật đứng ở đó, nhìn lên trời cao, không thể thấy rõ được nét mặt của nàng. Cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu cứu hắn, ta cái gì cũng sẽ đáp ứng, ta nhất định sẽ bảo hắn lui khỏi vị trí thành chủ thành Hồng Nguyệt, mà ngươi chính là thành chủ kế nhiệm, nhất định. Ta nhất định sẽ bảo hắn làm thế, ta thề. Thân hình Nguyễn Hồng Ngọc khóc đến khom lại, đau lòng khiến nàng không cách nào đứng thẳng được, cả người chậm rãi ngã trong tuyết. Trước hai mắt mơ hồ tựa hồ có một đạo thân ảnh to lớn cao ngạo đang mỉm cười nhìn nàng, sau đó xoay người, càng chạy càng xa. Trái tim nàng phảng phất như bị một đao đâm vào xoáy thành thịt nát, đau nhức đến không cách nào hô hấp nổi. Van ngươi, ta van ngươi, hiện giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Vô luận ngươi muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý. Nguyễn Hồng Ngọc nằm dạp trên mặt đất, ý thức bắt đầu mơ hồ, trong miệng không ngừng thì thào. Cầu ngươi! Tuyết bay đầy trời rơi xuống, trên thanh phong minh nguyệt viên rất nhanh đã phủ kín tuyết, mà Ninh Khả Nguyệt thủy chung không động chút nào cả, phi tuyết không dám rơi vào xiêm y của nàng, trên quần áo không nhiễm một hạt bụi. Một đạo quang mang bay xẹt qua trên trời cao, rơi vào trên thanh phong minh nguyệt viên. Trên mặt trầm trọng như bao trùm một tầng băng sương. Mà tuyết rơi nhiều trên bầu trời càng khiến tâm tình của hắn nặng như tưới chì. Tuyết càng lúc càng nhiều, chậm chậm bay trên trời cao, mà đạo lưu tinh kia lướt qua thập phần chậm chạp, rất lâu sau đó còn có thể chứng kiến vĩ quang chớp động trong đêm tối. Trong nội tâm Ninh Hàng Phong đột nhiên khẽ động, trong gió tuyết đầy trời kia, thân ảnh Ninh Khả Nguyệt giống như hoa mai cô tiểu tuấn giật, tịch mịch nói không nên lời. Hắn cũng đồng thời thấy được Nguyễn Hồng Ngọc mặt mũi tràn đầy thê lương và nước mắt đang bổ nhào trong tuyết, thân thể mềm mại khẽ run, như tùy thời đều sẽ bị gió thổi tàn lụi vậy. Trong lòng càng run mạnh, tựa hồ ý thức được gì đó, phảng phất ngực bị người đánh vào một quyền, sợ hãi nói. Hồng Ngọc đại nhân. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, Ninh Hàng Phong vội vàng báo cáo nói. Nhị tỷ, không tốt rồi, trên Tử Vân Phong bị người hạ xuống cấm chế. Hiện giờ cả tòa núi đều bị phong kín, cửa vào địa lão thiên hoang cũng tựa hồ bị một cổ lực lượng phong ấn rồi. Lúc nói ra tin tức này, chính hắn cũng không thể tin được, rốt cuộc là người phương nào lại dám hạ đại thủ bút như thế, ép toàn bộ Thanh Hồng Nguyệt tựa hồ đang lâm vào nguy cơ cực lớn. Ninh Hàng Phong đợi một hồi, cũng không thấy Ninh Khả Nguyệt có động tĩnh, vội la lên. Nhị tỷ, làm sao bây giờ? Nội tâm của hắn cũng một hồi bối rối, biết rõ đã xảy ra chuyện lớn. Mà hai người cầm quyền Khương Sở Nhiên lưu lại trước khi rời đi đều ở đây. Một người lăn trên mặt đất khóc nức nở, nhìn bộ dạng như vậy căn bản không thể nghĩ được gì rồi, còn một người lại đứng đấy giống như pho tượng, không nói một lời, cũng không biết trong lòng đang đăm chiêu gì. Thật lâu, Ninh Khả Nguyệt mới chậm cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt nhìn không ra bất luận thần sắc gì, chỉ lạnh nhạt nói. Gõ huyễn thế chi trung, mở hộ thành chi trận, người thông báo Nguyễn Nguyên Tư, từ giờ trở đi. Đến trước khi ta trở lại, trong thành tất cả đều do hắn làm chủ. Thanh âm Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh dị thường, không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng tâm thần Ninh Hàng Phong lại đại chấn, nghe ra bất thường trong đó. Hắn còn muốn hỏi lại, đã thấy Ninh Khả Nguyệt đã hóa thành cầu vồng, biến mất trên không thành Hồng Nguyệt, mà hướng đi đúng là Tử Vân Phong. Ninh Hàng Phong chấn động, ánh mắt của hắn nhìn lại, huyết nguyệt cách đó không xa, bóng dáng lưu tinh tựa hồ còn lưu lại vi mang. Tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong đêm tối vô tận. Hắn nhìn Nguyễn Hồng Ngọc, vội vàng rời khỏi Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, chạy tới phủ thành chủ. Không lâu, một đạo tiếng chuông thanh viễn du dương chấn vang trên không thành Hồng Nguyệt, âm thanh đạt trăm dặm, chấn thẳng nhân tâm, chỗ không ai biết, thiên tướng đại biến. Ninh Hàng Phong tuân theo chỉ thị Ninh Khả Nguyệt, đi phủ thành chủ gõ vang huyễn thế chi trung, toàn thành đều sợ hãi. Rất nhanh bốn phương tám hướng vọt lên từng đạo khí tức cường đại bay tới chỗ phủ thành chủ, đều là cường giả võ đế của thành Hồng Nguyệt cả. Huyễn thế chi trung,
chính là báo động cấp bậc cao nhất của Thành Hồng Nguyệt, chung vừa vang lên, tất cả cường giả trên võ đế đều phải bỏ hết công việc trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất đến phủ thành chủ hội tụ. Bất quá chỉ nháy mắt đã có vài chục tên cường giả rơi vào trong đại điện phủ thành chủ, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thiên địa dị tượng, lưu tinh vẫn lạc, nửa đêm phi tuyết, bọn hắn thân là cường giả cửu thiên cảnh câu thông thiên địa, trong mơ hồ cũng phát giác được có đại sự xảy ra. Mà huyễn thế chi chung, từ sau lần năm đó cổ phi dương đại náo Thành Hồng Nguyệt đã chưa từng vang lên lần nào nữa. Bởi vậy tiếng chung vang lên, khiến đại bộ phận mọi người tựa hồ như về tới một màn thê thảm năm đó vậy. Đại bộ phận ở đây đều là tồn tại đã trải qua trận chiến năm đó, biết rõ tính nghiêm trọng khi gõ vang huyễn thế chi chung, mỗi người đều lộ vẻ khẩn trương, cũng không biết nguyên do chính xác. Đột nhiên ba đạo khí tức khủng bố truyền đến, đúng là ba đạo quang mang đỏ vàng lam vần quanh xoay tròn lấy nhau, ba đạo quang mang chỉ xoay quanh trên không phủ thành chủ, cũng không ơi xuống, tựa hồ không muốn tham dự nghị sự, chỉ lặng lặng chờ đợi xem thế nào thôi. Khí tức mạnh mẽ kia, khiến tất cả võ giả trong đại điện đều hoảng sợ kinh hãi, không thể tưởng được ngay cả ba vị này cũng bị kinh động đến. Cái này khiến cường giả trong đại điện càng bắt đầu đứng ngồi không yên, không ngừng châu đầu ghé tai, chỉ có một nam tử trung niên áo trắng là thần sắc lạnh nhạt, mang đến cho người một loại cảm giác cực tĩnh. Một nam tử trung niên đối diện nhìn hắn một cái, rốt cục nhịn không được, mở miệng nói. Nguyễn Nguyên Tư, nhìn bộ dạng ngươi bình tĩnh như thế, tựa hồ biết chút ít tình huống đúng không, huyễn thế chi chung gõ vang đến cùng vì sao? Nam tử trung niên kia vừa mới mở miệng, lập tức tất cả thanh âm đều tĩnh lặng lại, đều rơi vào trên người Nguyễn Nguyên Tư. Trong mắt Nguyễn Nguyên Tư hiện lên một tia khẩn trương, lập tức lạnh nhạt nói. Ta cũng là mới xuất quan, nào biết xảy ra chuyện gì? Lần này thiên địa dị tượng, lưu tinh phi tuyết, thật khiến người lo lắng a. Câu trả lời này khiến mọi người đều cảm thấy không thú vị, ánh mắt đồng thời nhìn phía năm vị lão giả ngồi trên thủ tọa, bọn hắn chính là thành viên nghị hội tối cao nhất của Thành Hồng Nguyệt. Phân biệt là Ninh Hoài Thụ, Ninh Viễn Môn, Khương Nhược Tích, Nguyễn Nguyên Võ, Phó Nghi Xuân. Thành Hồng Nguyệt bắt đầu từ khi thành lập là theo chế độ đại nghị thất đại vương tọa, về sau bị thủ tiêu trở thành thành chủ chế, sau đó phát triển, vì ức chế quyền lực tuyệt đối của thành chủ nên dưới thành chủ còn tăng thêm chế độ đại nghị. Đề cử ra lão giả đức cao vọng trọng L đảm nhiệm, dùng để chống lại vương quyền của thành chủ. Có thời gian, quan hệ giữa thành viên nghị hội và thành chủ quả thật thủy hỏa bất dung, cái này cũng khiến lịch đại thành chủ không ngừng suy yếu quyền lợi của thành viên nghị hội. Nhưng loại quan hệ này cũng có mặt tốt, đó chính là có thể khiến Thành Hồng Nguyệt trong tình huống không có thành chủ có thể do thành viên nghị hội cùng nhau thương nghị chuyện lớn nhỏ trong thành, không đến mức xuất hiện tình huống hỗn loạn. Gần mấy trăm năm qua, thực lực mấy đời thành chủ đều cường đại dị thường, khiến cho lực lượng thành viên nghị hội cực yếu, nhưng cái này cũng khiến cho quan hệ giữa cả hai cũng coi như hòa hợp. Hơn nữa Khương Sở Nhiên tác phong làm việc gần đây ổn trọng, tuy rằng đi vào chưa đủ, nhưng cẩn thận có thừa, qua nhiều năm như vậy cũng không phát sinh qua đại sự gì, năm vị thành viên nghị hội cũng cực ít lộ diện, đều chuyên tâm tu luyện, ngày bình thường cực ít khi thấy được thân ảnh của bọn hắn. Ninh Hoài Thụ cau mày nói. Tiếng chuông đã tiếng vang, ngay cả tam lão cũng bị kinh động đến, người gõ chuông sao còn chưa hiện thân. Phía dưới một gã võ giả cau mày nói. Có thể nào có quan hệ đến địa lão thiên hoang không? Đã hơn một tháng rồi vẫn không thấy tiên cảnh đóng cửa, cái gọi là thiên địa dị số có phải là tiên cảnh có biến hay không? Nguyễn Nguyên Tư trong nội tâm khẽ động, nói. Nếu đơn giản như thế thì tốt rồi. Ninh Viễn Môn hừ lạnh nói. Nói đùa gì vậy? Huyễn thế chung chính là lúc Thành Hồng Nguyệt sống còn mới có thể gõ vang, một khi tiếng chung vang lên, bất luận cường giả cửu thiên cảnh nào cũng phải lập tức tới thành chủ tụ tập, chuyện nghiêm túc như thế, làm sao có thể quan hệ đến địa lão thiên hoang được. Ninh Hoài Thụ cũng mặt âm trầm, nói. Nếu là gõ chuông là vì chuyện nhỏ này, vậy thì người gõ chuông sẽ phải chịu cực hình. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền bay vào trong đại điện, đúng là Ninh Hàng Phong, theo hắn cùng nhau vào. Còn có một loại khí tức áp lực nặng nề. Ninh Hàng Phong, tại sao là ngươi? Ninh Hoài Thụ cau mày lại, nói. Chẳng lẽ là ngươi gõ huyễn thế chung sao? Trên mặt hắn lộ ra một tia lo lắng, tất cả mọi người trong đại điện sững sờ, lộ ra vẻ cổ quái, hiển nhiên Ninh Hàng Phong cũng không có tư cách này. Ninh Hàng Phong trầm giọng nói. Có chuyện khẩn cấp, nhị tỷ ta đã đi tới Tử Vân Phong rồi, trước khi đi lưu lại lời nói bảo ta huyễn thế chung.
còn có mấy câu nhắn nhủ với mọi người nữa. Tử Vân Phong. Mọi người tất cả giật mình, chẳng lẽ thật sự có quan hệ đến địa lão thiên hoang? Ninh Hoài Thụ biến sắc, khẽ nói. Khả Nguyệt thật sự là làm ẩu, Khương Sở Nhiên giao cho nàng cầm quyền, dĩ nhiên lại sai người khác đi gõ Huyễn Thế Trung, thật sự là hồ đồ. Ninh Hàng Phong vội la lên. Lần này đang mang trọng đại, thậm chí ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của Thành Hồng Nguyệt A, nhị tỷ cũng là sau khi suy nghĩ cẩn thận mới hạ quyết tâm đấy. A, sinh tử tồn vong thế nào? Ninh Viễn Môn lạnh lùng nói. Nếu không thể khiến cho mọi người tin phục, tỷ đệ các ngươi sẽ có phiền toái lớn đấy. Lúc này, lại một đạo thân ảnh từ bên ngoài thẳng bay vào, bạch quang lập lòe, Nguyễn Hồng Ngọc lộ ra chân thân, chỉ là khí tức trên thân cực kỳ suy yếu, nói khẽ. Đây là chuyện ta và Ninh Khả Nguyệt đại nhân cùng quyết định, lúc Sở Nhiên rời đi để cho ta trưởng nội, để nàng trưởng ngọ ai, chẳng lẽ chúng ta cùng quyết định cũng không được sao? Nàng đã tỉnh lại tinh thần, chỉ có điều cả người đã tiều tụy không thành bộ dáng, không chỉ gầy đi vài vòng, hơn nữa còn không có chút máu. Tỷ tỷ, Nguyễn Nguyên Tư chấn động, sợ hãi nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ninh Hoài Thụ cau mày nói. Nếu là hai người các ngươi cùng quyết định, ta cũng không có gì để nói nữa, chỉ là đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Huyễn Thế Trung chỉ có 30 năm trước đánh một trận với Cổ Phi Dương mới gõ vang qua một lần, chẳng lẽ nguy cơ lần này có thể so với 30 năm trước sao? Ninh Hàng Phong nhìn thoáng qua Nguyễn Hồng Ngọc suy yếu, lúc này mới mặt sắc mặt ngưng trọng nói với chúng nhân. Theo tin tức đạt được, trên Tử Vân Phong đã bị người hạ thủ, cấm chế chúng ta bố trí xuống đã bị đổi hết toàn bộ rồi, hiện giờ không biết là người phương nào ở bên trong. Theo ta suy đoán, người bên trong giữ nhiều lành ít rồi. Cái gì, có người chiếm cứ Tử Vân Phong? Tất cả mọi người chấn động, Khương Nhược Tích ngồi ở bên trên sắc mặt đột biến, cả kinh nói. Trên Tử Vân Phong chính là do Biệt Ly lão đệ trấn thủ đúng không? Ninh Hàng Phong nhẹ gật đầu, nói. Đúng là Biệt Ly đại nhân. Ti, Khương Nhược Tích hít một hơi lạnh, sợ hãi nói. Biệt Ly lão đệ chính là cường giả võ đế bát tinh. Nếu nói cấm chế trên Tử Vân Phong bị thay đổi, vậy bọn họ. Phó Nghi Xuân cau mày nói. Có phải là do bản thân Khương Biệt Ly thấy cần thiết nên tự thay thế trận pháp không? Ninh Hàng Phong trầm giọng nói. Dùng tình huống trước mắt mà xem, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hiện giờ trên Tử Vân Phong không chỉ có không cách nào tiến vào, hơn nữa còn phong tỏa thần thức, ta thậm chí vận dụng huyền khí lôi nghi, cũng không thể tìm được khí thức của Biệt Ly đại nhân. Sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Lần này tâm tất cả mọi người đều đột nhiên trầm xuống. Huyền khí lôi nghi chính là một loại huyền khí dò xét cực kỳ tinh vi, ở y một ít nơi áp chế thần thức có thể phát ra kỳ hiệu. Một gã võ giả nổi giận đứng bật dậy, tức giận nói. Lại có người dám làm thế với Thành Hồng Nguyệt ta sao? Tất cả mọi người đều dâng lên nộ khí, chỉ có 5 tên thành viên nghị hội vẫn khá bình tĩnh. Ninh Hoài Thụ cau mày nói. Dù vậy, cũng không đáng cho các người gõ vang Huyễn Thế Trung, Ninh Khả Nguyệt và Nguyễn Hồng Ngọc, hai người các người quá mức non nớt, đại sự như thế cũng không tìm chúng ta thương lượng trước một chút. Nguyễn Hồng Ngọc hốc mắt đỏ bừng, nhịn không được lại có nước mắt chảy xuống. Nguyễn Nguyên Tư trầm giọng nói. Tỷ, đến cùng còn có chuyện gì xảy ra nữa? Nếu chỉ là chuyện Tử Vân Phong, Nguyễn Hồng Ngọc tuyệt sẽ không như thế, hắn trong mơ hồ tựa hồ đã nhận ra gì đó. Nguyễn Hồng Ngọc khẽ nhúc nhích mũi. Mấy lần muốn mở miệng, nhưng như thế nào cũng không nói ra lời, ngược lại thanh âm khóc nức nở càng lúc càng lớn. Ninh Hàng Phong thở dài, nói. Vẫn nên để ta nói đi, căn cứ theo phỏng đoán của nhị tỷ ta và Hồng Ngọc đại nhân, thành chủ đại nhân. Hắn có thể đã vẫn lạc rồi. Toàn bộ đại điện lập tức ngưng tĩnh, không hề có chút thanh âm, tĩnh đến mức thanh âm của con kiến trong bụi cỏ ngoài điện cũng có thể nghe được rõ ràng. Cái gì, ai vẫn lạc? Ngươi nói ai vẫn lạc? 5 người đều bị hù rồi, Ninh Hoài Thụ cả kinh kêu lên, tựa hồ hoài nghi mình tuổi già lỗ tai không nghe rõ. Sắc mặt Ninh Hàng Phong ngưng trọng dị thường, nói từng chữ. Thành chủ đại nhân có thể đã vẫn lạc. Lúc này tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, trên toàn bộ đại điện trở nên một mảnh băng hàn. 3 đạo quang mang một mực xoay quanh trên không phủ thành chủ trong chốc lát rơi xuống, khí tức cường đại ép tới khiến tất cả mọi người đều khó có thể hô hấp. Nguyên một đám vội vàng đứng thẳng lên, đi ra đại điện nghênh đón. Cung nghênh Tam lão đại nhân. 3 vị lão giả mang phục sức hồng, hoàng, lam,
Hồng lão cầm đầu mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào Ninh Hàng Phong, lạnh giọng nói. Cái gì gọi là có thể vẫn lạc? Tin tức này quá mức khiếp sợ, ngay cả Tam lão không tham dự nghị sự cũng không cách nào thừa nhận, trực tiếp hiện thân ra. Ninh Hàng Phong dưới ánh mắt của Hồng lão cũng không lùi không tránh, ngưng giọng nói. Bẩm Hồng lão, là cảm ứng của Nguyễn Hồng Ngọc đại nhân và nhị tỷ ta, cùng với dị thượng lưu tinh phi tuyết nữa. Tam lão nhìn một cái, tất cả đều lộ vẻ khiếp sợ. Thiên địa dị tượng như thế, bọn hắn thân là cường giả võ đế cửu tinh, tự nhiên cũng phát giác ra, tâm thần một mực đều có chút không tập trung, không thể tưởng được lại là đại sự lớn như thế. Tuy rằng không tận mắt chứng nhận Khương Sở Nhiên sinh tử, nhưng chắc hẳn thật sự đã chết rồi. Nguyễn Hồng Ngọc nhìn không được thấp giọng khóc nức nở, nàng đã cố cầm nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được khóc lên. Nguyễn Nguyên Tư trong lòng rung động, khó nói nên lời, vội bước lên trước đỡ lấy tỷ tỷ đang lung lay sắp ngã. Hồng lão trầm trọng nói. Lúc Ninh Khả Nguyệt rời đi có nhắn nhủ gì không? Ninh Hàng Phong vội nói. Mở ra đại trận hộ thành, nâng cảnh giới thành Hồng Nguyệt lên cao nhất. Hồng lão gật đầu, nói. Khả Nguyệt phân phó rất tốt, trước khi sự tình còn chưa biết rõ ràng, vẫn bảo trì cảnh giới tối cao, bất luận kẻ nào có bất kỳ gió thổi cỏ lay, giết chết bất luận tội. Phía sau hắn Hoàng lão thở dài nói. Hồng Nguyệt thành mới hơn 20 niên, đã thay đổi hai vị thành chủ, đây cũng không phải điềm lành a. Sở Nhiên hài tử này tính tình trầm ổn, làm việc có cách, là nhất phương bá chủ chi tài hiếm có. Nếu hắn thật có bất trắc, ai có thể thay hắn lãnh đạo Hồng Nguyệt thành? Tất cả mọi người đều trầm mặc, tuy rằng nội bộ Hồng Nguyệt thành cũng là các loại đấu tranh không ngừng. Đối với Khương Sở Nhiên cũng có khối người không phục, nhưng lúc này Khương Sở Nhiên vừa chết, mọi người nhất thời cảm thấy mất đi người tâm phúc, cho dù ai lãnh đạo Hồng Nguyệt thành đều cảm thấy không thích hợp. Lúc này mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, tuy rằng Khương Sở Nhiên trong ngày thường ôn hòa ít nói, trên người không có bá vương chi khí, cũng để cho không ít người khinh thường, nhưng Hồng Nguyệt thành thiếu hắn thật đúng là không được. Ninh Hàng Phong nói, bẩm báo Tam lão, lúc nhị tỷ ta rời đi từng nói. Trước khi nàng quay về, bên trong thành toàn bộ công việc bình thường giao cho Nguyễn Nguyên Tư xử lý. Nguyễn Nguyên Tư thân thể khẽ run lên, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ rằng Ninh Khả Nguyệt dĩ nhiên sẽ điểm danh hắn. Trên mặt Ninh Hoài Thụ dâng lên sắc mặt giận dữ, nói. Hừm, Ninh Khả Nguyệt thật là có thể lăn qua lăn lại, ai có thể làm chủ Hồng Nguyệt thành há là do nàng định đoạt. Không sai. Khương Nhược Tích cũng là gật đầu nói. Lúc thành chủ không ở đây tự nhiên hẳn là từ năm vị hội nghị thành viên chúng ta cộng đồng thương nghị định sự. Ninh Hàng Phong cau mày nói. Lúc Khương thành chủ rời đi đã chỉ định nhị tỷ ta và Hồng Ngọc đại nhân tạm thời nắm quyền. Hiện tại nhị tỷ ta và Hồng Ngọc đại nhân đem quyền lực tạm thời giao cho Nguyễn Nguyên Tư, chuyện này cũng không gì đáng trách. Phó Nghi Xuân hừ nói. Hàng Phong, cũng không phải là chúng ta muốn cùng với Nguyễn Nguyên Tư tranh đoạt cái gì, khi Khương Sở Nhiên ở đây, người có từng thấy chúng ta nhúng tay vào việc trong ngoài. Chỉ là hiện tại chính thực thời khắc phi thường, chúng ta năm lão gia này nhất định phải đi ra đảm đương gánh trách nhiệm này. Ninh Hàng Phong chống cự nói. Năm vị đại nhân lo lắng Hàng Phong cảm động lây, nhưng năm vị đại nhân cách chính đã lâu. Đối với việc trên dưới Hồng Nguyệt Thành đều chưa quen thuộc. Mà Nguyễn Nguyên Tư vẫn luôn ở bên cạnh Khương Thành Chủ, Hàng Phong cũng thiết nghĩ Nguyễn Nguyên Tư tạm thời nắm quyền là nhân tuyển tốt nhất. Ninh Viễn Môn cả giận nói. Ninh Hàng Phong, người thì tính là cái gì, ở đây có phần của ngươi nói chuyện. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để năm người bọn hắn đoạt được quyền trưởng khống Hồng Nguyệt Thành. Tự nhiên không thể nào tặng cho Nguyễn Nguyên Tư. Khương Sở Nhiên vừa chết, luận bối phận tài lực thật đúng là không ai vượt hơn năm người bọn họ. Nguyễn Hồng Ngọc lạnh giọng nói. Lúc Sở Nhiên rời đi đã đem nội quyền giao cho ta, không biết ta có thể có phần nói chuyện. Ninh Viễn Môn liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói. Hồng Ngọc tự nhiên có quyền nói, chỉ bất quá lúc Khương Sở Nhiên rời đi đã đem nội quyền giao cho ngươi và Ninh Khả Nguyệt, vốn là không hợp quy củ của Hồng Nguyệt Thành. Không tính. Hiện tại nếu Khương Sở Nhiên thân gặp bất trắc, năm người chúng ta cũng không thể mỗi ngày mải mê thanh tu, phải gánh vác phần trách nhiệm này tới. Bên trong đại điện không ít người cũng là phụ họa, nhưng đồng dạng không ít người biểu thị phản đối. Từ bắt đầu nhỏ giọng nghị luận đến công kích lẫn nhau, thoáng cái đã thành tiếng người tranh cãi ồn ào, hầu như sắp sửa muốn động thủ. Năm vị đại nhân đức cao vọng trọng,
cực được nhân tâm, là lựa chọn xứng đáng lúc này. Hừm, nhiều năm chưa từng hỏi đến chính sự, cái gì cũng không biết, làm sao nắm quyền. Hồng Nguyệt Thành có thể có chuyện gì, vài ngày cũng liền quen thuộc, huống hồ đây cũng là quy định từ trước tới này, thành chủ không ở, nghị viên lớn nhất. Hừ, nghị viên lớn nhất, thế giới này nắm đấm lớn nhất, nếu là năm vị đại nhân có thể thắng được Nguyễn Nguyên Tư, ta liền tâm phục khẩu phục. Năm người nghe nghị luận của mọi người, sắc mặt âm trầm không ngớt. Nếu để cho bọn họ và Nguyễn Nguyên Tư động thủ, thật đúng là không có gì nắm chặt, trừ phi năm người liên thủ, nhưng cứ như vậy cũng sẽ mất sạch mặt mũi. Nguyễn Nguyên Tư vẫn luôn chưa có mở miệng, đột nhiên cao giọng nói. Chư vị đều đừng cãi cọ, Hồng Nguyệt Thành hôm nay đã là thời kỳ phi thường, không được phép nội đấu. Ta thập phần tán thành để năm vị đại nhân nắm quyền, sự tình trên dưới Hồng Nguyệt Thành ta đều tương đối quen thuộc, nguyện ý toàn lực phụ trợ năm vị đại nhân. Hắn lúc này vừa mở miệng, lập tức khiến cho người ủng hộ bất mãn, cả đám lo lắng. Nguyễn Hồng Ngọc cũng là trong lòng lo lắng, lôi kéo ống tay áo của Nguyễn Nguyên Tư. Nguyễn Nguyên Tư đạm nhiên cười nói. Tất cả lấy Hồng Nguyệt Thành đại cục làm trọng. Trên mặt Ninh Viễn Môn lộ ra một nụ cười đắc ý, nói. Vẫn là Nguyên Tư hài tử này hiểu chuyện. Nguyễn Nguyên Tư hướng năm người mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra tinh quang, không biết lại suy nghĩ gì, nhưng tựa hồ mang theo một tia nghiền ngẫm. Thấy Nguyễn Nguyên Tư mình cũng cam nguyện buông tha, người ủng hộ cũng đều không lên tiếng, toàn bộ trầm mặc, mà hội nghị năm người đều là gương mặt đắc ý. Hồng Hoàng Lam Tam lão nhìn nhau một cái, đều là âm thầm gật đầu, Hồng lão lúc này mới mở lời nói. Khó có được Nguyên Tư có lòng dạ như thế, vậy liền từ các ngươi năm vị tạm thời nắm quyền quản lý, do Nguyên Tư tận lực phụ trợ, chờ sau khi Ninh Khả Nguyệt từ Tử Vân Phong điều tra rõ tình huống trở về, lại thêm định đoạt. Dạ, cần tuân mệnh lệnh của Tam lão. Năm người vui mừng, len lén nhìn nhau cười, chiếm được Tam lão gật đầu, như vậy chỉ tạm thời đã được nắm quyền. Về phần Ninh Khả Nguyệt, chính là một con nhóc, luận thực lực bọn họ đánh không lại, nhưng luận mưu kế và thủ đoạn, bọn họ căn bản không để vào mắt. Đến lúc đó cũng tùy ý bọn họ đùa bỡn khống chế trong tay. Năm người bị thời gian lâu dài mài mòn hào hùng thoáng cái đã khôi phục lại, đều thần thái sáng láng, phảng phất thoáng cái bản thân đã là bá chủ thiên hạ. Mọi người nhìn thấy đều nhíu mày không ngớt. Coi như nội tâm vui vẻ, ở trong thời khắc loạn trong giặc ngoài này, cũng không nên biểu lộ ra như thế, một điểm tâm tình cũng không thể khắc chế, làm sao có thể thành đại sự, ngay cả Hồng Hoàng Lam Tam lão đều là thấy vẻ mặt không hài lòng, tựa hồ cảm giác không thích hợp. Đột nhiên một đạo tiếng cười nhàn nhạt từ bên ngoài truyền vào, nói. An bài rất tốt, đáng tiếc Ninh Khả Nguyệt không về được. Mọi người toàn thân chấn động. Đều là biến đổi sắc mặt, lại có người dám ở Hồng Nguyệt Thành làm càn như vậy, đây là chuyện bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng có. Hồng Hoàng Lam Tam lão càng là sắc mặt âm trầm lợi hại, có người ở ngoài nghe trộm, bọn họ dĩ nhiên không có phát giác, đủ thấy người tới thực lực kinh khủng, hơn nữa bọn họ cũng âm thầm tự trách bản thân, đại sự như thế dĩ nhiên quên mất thiết chí phòng ngự che đậy, xem ra Khương Sở Nhiên không ở đây, mọi người xác thực thiếu khuyết ứng biến. Nhưng vừa nghĩ lại một chút. Nếu là Khương Sở Nhiên còn ở đây, trong thiên hạ có ai dám ở bên ngoài nghe trộm như vậy? Ba người âm thầm thở dài một cái, trực tiếp hóa thành ba đạo quang mang đã xông ra ngoài, đám người còn lại cũng đều phá không bay lên. Trong khoảnh khắc, trên phủ thành chủ đều là cường giả lâm không, đều trợn mắt hướng phía trời cao nhìn lại. Chỉ thấy trên phía chân trời đen kịt một trận ba động ra, dần dần hiện lên nhóm lớn bóng người, ở trong bóng tối thấy không rõ dung nhan. Hồng lão nhìn hội nghị năm người một cái, nhắc nhở bọn họ nói. Hiện tại Hồng Nguyệt Thành lấy năm người các ngươi dẫn đầu. Ninh Hoài Thụ lúc này mới phản ứng được, hẳn là năm người bọn họ ra mặt, nội tâm vừa mừng vừa sợ, hướng phía trên bầu trời quát to. Là ai, dám ở bầu trời Hồng Nguyệt Thành dương oai, không biết sống chết. Ha ha, trên bầu trời truyền đến tiếng cười nhàn nhạt, nói. Khương Sở Nhiên bị vây ở bên trong địa lão thiên hoang. Ninh Khả Nguyệt vây ở trong Tử Vân Phong, người nói chuyện có phải là Hồng Hoàng Lam Tam lão? Trong lòng mọi người khẽ kinh ngạc, xem ra đối phương đến có chuẩn bị, cố ý chọn lúc hai đại cao thủ cũng không ở trong thành xuất hiện. Ninh Hoài Thụ quát dẹp đường. Ta chính là Hồng Nguyệt Thành hội nghị thành viên Ninh Hoài Thụ, hiện tại toàn quyền trưởng quản Hồng Nguyệt Thành, ngươi là người phương nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Ninh Hoài Thụ, chưa từng nghe qua. Trên bầu trời đạo thanh âm kia hơi có chút cảm khái, thở dài nói. Trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương, lẽ nào Hồng Nguyệt Thành chỉ có thể phái loại nhân vật này đi lên mặt bàn chống đỡ sao? Đáng chết! Ninh Hoài Thụ giận dữ, hắn vừa nắm quyền, chính là lúc cần uy vọng, đã bị người khinh miệt, đâu có thể chịu, nổi giận gầm lên một tiếng xông lên thiên không, trong tay hiện ra một thanh cự nhận, mạnh hướng nơi phát ra đạo thanh âm kia chém tới, nhất thời ánh sáng một mảnh, đem toàn bộ bầu trời chiếu được rõ ràng. Nghị hội năm vị thành viên mỗi ngày đều nhàn rỗi tiềm tu, mặc dù có chút gượng ép, nhưng thực lực xác thực không tầm thường. Chỗ không gian phát ra thanh âm kia kịch liệt vặn vẹo, ở dưới quang nhận bị xé rách ra, một đạo nhân ảnh hiện lên trong đó. Chỉ thấy người nọ nhếch miệng lên, khẽ nâng tay lên, trên ngón trỏ chỉ sáo tiêm đoạn lấp lánh ra một đạo hồng quang, bắn nhanh ra vạn đạo hồng mang, xuyên phá bầu trời đêm tối, bắn thẳng xuống dưới. Quang nhận chi ảnh kia trong nháy mắt bị áp chế xuống, ở trong vạn đạo hồng mang chấn run lên một cái, sau đó đột nhiên tan rã. Đạo nhân ảnh kia khinh miệt bật cười một tiếng, một bước lên, lại là một chỉ lâm không điểm xuống. Ninh Hoài Thụ hoảng hốt, khí tức trên chỉ sáo bén nhọn của đối phương kinh khủng dị thường, giống như một con hạt tử kịch độc gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, không khỏi toàn thân rét run. Hắn dưới tình thế cấp bách, cự nhận lần thứ hai cua múa, đem toàn lực rót vào trong đó, không nói lời gì đã lại chém đi tới. Phía dưới Hồng Hoàng Lam Tam lão đều là nhướng mày, tựa hồ cực kỳ không hài lòng, Ninh Hoài Thụ quá khuyết thiếu kinh nghiệm đối phó với địch, ở tình huống tu vi yếu hơn đối thủ vẫn liều lĩnh như vậy, sợ rằng rất nhanh phải thua. Quả nhiên, đạo nhân ảnh kia đi dẫm lên phía trước một bước, thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua cự nhận, dường như hư huyễn, nhưng trong tay hồng quang lại là chân thật không giả, trực tiếp điểm xuống phía dưới. Phanh! Một đạo hồng mang trực tiếp đánh vỡ đế khí phòng ngự của Ninh Hoài Thụ, bắn vào trong lồng ngực từ sau lưng phá thể ra, sau đó lại giơ lên một cước trực tiếp đạp xuống. Một cước ảnh to lớn ngưng tụ thành trên không trung, Ninh Hoài Thụ đế khí bị phá, trong cước ảnh kia càng ẩn chứa uy áp cực mạnh để hắn tránh cũng không thể tránh, tuyệt vọng nhìn cước ảnh đè ép xuống tới. Phanh! Không huyền niệm chút nào, Ninh Hoài Thụ phun ra một búng máu, bị một cước kia từ trên bầu trời đá rơi xuống, chấn nhập trong đại địa. Tất cả mọi người đều mạnh mẽ hút một ngụm hàn khí, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, Ninh Hoài Thụ chính là bát tinh cao giai vũ đế, dĩ nhiên một chiêu bị bại. Cước ấn to lớn đá rơi Ninh Hoài Thụ, sau đó hóa thành vô số oánh mang từng chút tiêu tán trên không trung. Thân ảnh của người nọ đã ở trong quang mang nhàn nhạt từ từ hiển lộ ra, mỉm cười đứng ở trên trời cao, nói. Thiên hạ này, là phải dùng quả đấm để nói chuyện, không có nắm đấm thì không cần nói. Nguyễn Nguyên Tư bỗng nhiên cả kinh, lập tức nhận ra người này, kinh ngạc nói. Đường Khánh, là ngươi. Tên này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, trở nên thất kinh. Thảo nào có thể một chiêu đánh bại Ninh Hoài Thụ, người tới đúng là một thành viên Thương Minh Ban trị sự. Đoạn thời gian trước làm tứ cực môn môn chủ, Đường Khánh. Tứ cực môn mặc dù ở trong Thương Minh cũng là tồn tại cấp bậc hạch tâm nhất, ngoại trừ Vạn Bảo Lâu, không còn một nhà thương hội nào dám nói có thể áp qua nó. Đường Khánh phong độ phiêu nhiên từ không trung chậm rãi hạ xuống, phía sau vô số cường giả cũng là từng người đi theo, liếc mắt nhìn lại, khí thế kinh người, cùng với người của Hồng Nguyệt Thành người dè chừng lẫn nhau. Toàn bộ người của Hồng Nguyệt Thành cũng đều bị tranh đấu lúc trước giật mình tỉnh giấc. Đều từ trong nhà chạy đến, ngửa mặt lên trời nhìn lại, đều giật mình không thôi. Đường Khánh nhẹ giọng cười nói. Ta lần này tới đây là mang tới cho mọi người một tin tức tốt và hai tin tức xấu. Nguyễn Nguyên Tư ngưng thanh nói. Xin mời Đường Đại Đương ra cứ việc nói ra, tin tức tốt như thế nào, tin tức xấu ra sao. Bốn người khác trong hội nghị năm người lúc này cũng không dám hé răng, cả đám xanh mặt lại. Để cho bọn họ đi tới đánh một trận bọn họ cũng không e ngại, mặc dù chết trận cũng không có gì đáng sợ, thế nhưng vừa rồi Ninh Hoài Thụ bị đối phương một cước đạp xuống, cái mặt này bọn họ nào có thể nhấc lên nổi. Đường Khánh nhìn Nguyễn Nguyên Tư một cái, đạm nhiên cười nói. Tin tức tốt chính là ta dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ tứ cực môn đến gia nhập Hồng Nguyệt Thành. Từ nay về sau, Hồng Nguyệt Thành sẽ không còn là cục diện ba nhà đỉnh lực, mà là thịnh thế bốn nhà cùng tranh nhau phát sang. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngốc trệ một chút, bị tin tức này triệt để kinh hãi, không biết nên phản ứng như thế nào. Nguyễn Nguyên Tư cũng là trong lòng chấn động mạnh,
lập tức hiểu được suy nghĩ của Đường Khánh, nếu nói gia nhập, sợ rằng là hướng về phía quyền khống chế Hồng Nguyệt Thành mà tới, hiện tại ngoại trừ Hồng Hoàng Lam Tam lão không hỏi thế sự ra, sợ rằng đã không có ai là địch thủ của hắn. Hồng Nguyệt Thành ngược lại cũng không phải không cho phép thế lực khác gia nhập, bây giờ Hồng Nguyệt Thành cấu thành kết cấu cũng có rất nhiều thế gia, chỉ là lấy ba nhà làm lớn mà thôi. Nhưng bây giờ trên điểm mấu chốt này để tứ cực môn một tồn tại cường đại như vậy tiến đến, không khác dẫn hổ nhập thất. Hắn cố nén nội tâm khiếp sợ, lạnh giọng nói. Hai tin tức xấu thì sao đây? Trong mắt lóe lên Đường Khánh lóe lên một tia tinh mang, Nguyễn Nguyên Tư này gặp nguy không loạn, nghe được tin tức như thế còn có thể trấn định tự nhiên, xem ra là một kẻ phiền toái, hắn khẽ cười nói. Tin tức xấu thứ nhất đó là, địa lão thiên hoang tựa hồ bị người dùng bí pháp phong ấn. Sợ rằng bất luận kẻ nào đều đã không ra được. Ti, toàn bộ cường giả Hồng Nguyệt Thành đều là hít một ngụm lãnh khí, tin tức này so với cái thứ nhất còn muốn khiếp sợ hơn, phong ấn địa lão thiên hoang. Điều này sao có thể? Đường Khánh thở dài nói. Nói cách khác, Khương Thành chủ có khả năng vĩnh viễn đều không đi ra được, lúc này khắp bầu trời tuyết bay, có lẽ chính là vì những cường giả bên trong kia mặc niệm đi. Nguyễn Nguyên Tư lúc này đã kinh hãi đến không cách nào khôi phục lại, chỉ cảm thấy một âm mưu to lớn đang theo Hồng Nguyệt Thành mà đến, có thể phong ấn cửa vào tiên cảnh, loại chuyện cũng không phải Đường Khánh và Tứ Cực Môn có thể làm được, như vậy rốt cuộc là ai? Tứ Cực Môn đã là tồn tại xếp hàng phía trên thiên hạ, nếu là phía sau bọn họ còn có cao nhân, đó sẽ là loại tồn tại kinh khủng cỡ nào? Hắn chỉ cảm thấy cả người rét run, trầm giọng nói. Còn có một tin tức xấu nữa. Đường Khánh mỉm cười, nói. Còn có một tin tức xấu vừa rồi cũng đã nói, đó chính là Ninh Khả Nguyệt lần này đi Tử Vân Phong sẽ không trở về được. Ninh Hàng Phong hoảng hốt, cả giận nói. Rốt cuộc là ai phong ấn Tử Vân Phong và địa lão thiên hoang? Năng lực như thế cũng không phải tứ cực môn có thể làm ra được đi. Đường Khánh lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên không phải ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói được việc này. Nghĩ đến từ trước tới nay cùng với Hồng Nguyệt Thành giao hảo, lúc này nên trượng nghĩa xuất thủ, sáp đao tương trợ. Hiện tại mới xuất lĩnh toàn bộ tinh nhuệ tới đây, cộng đồng gia nhập Hồng Nguyệt Thành, để ứng đối nguy cơ trước mắt. Ninh Hàng Phong cắn răng cả giận nói. Vậy rốt cuộc là ai? Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Khánh cười nói. Cái này ta mặc dù biết, nhưng cũng không tiện tiết lộ. Dù sao chúng ta bây giờ còn chưa phải người một nhà, chờ sau khi chúng ta vào ở Hồng Nguyệt Thành, đó chính là người một nhà tương thân tương ái, ta sẽ lại nói ra. Nguyễn Nguyên Tư lạnh lùng nói. Người một nhà tương thân tương ái, Đường Đại Đương ra nói thật là nhàn nhã thoải mái. Hiện tại tứ cực môn chính là con chuột qua đường, không chỉ có Thương Minh muốn tìm các ngươi phiền phức, ngay cả Thánh Vực cũng đang tìm các ngươi phiền phức. Nếu để cho ngươi gia nhập Hồng Nguyệt Thành, chẳng phải là dẫn họa chảy về hướng đông, để Hồng Nguyệt Thành thay ngươi chống đối hai đại cự vô phách. Ha ha, Nguyên Tư lão đệ ngươi quá lo lắng. Đường Khánh cười nói. Giữa ta cùng với Thương Minh đích thật là náo loạn một chút hiểu lầm nhỏ không vui, nhưng đây chẳng qua là hiểu lầm nhỏ mà thôi, rất dễ là có thể hóa giải. Về phần Thánh Vực, trước khi ta tới đây đã đi một chuyến Lam Tuyết Thánh Thành, hiểu lầm nhỏ đã được giải thích rõ. Cái gì, ngươi đã đi qua Thánh Vực? Nguyễn Nguyên Tư kinh hãi, nếu thật sự là như thế, như vậy thái độ của Thánh Vực chính là ý vị sâu xa. Trên mặt Đường Khánh thủy chung lộ ra dáng tươi cười, một bộ dáng tràn đầy tự tin, nói. Ừ, việc này ta đã ở trước mặt Thánh Vực Phi Thanh Đại Nhân giải thích rõ, đồng thời cũng nói ra ý nguyện gia nhập Hồng Nguyệt Thành. Phi Thanh Đại Nhân nói Đông Vực yếu kém, chỉ có Hồng Nguyệt Thành một nhà siêu cấp thế lực, đối với ta dẫn theo người của Tứ Cực Môn gia nhập Hồng Nguyệt Thành biểu lộ ra tán thưởng cao độ. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, nếu là Đường Khánh chiếm được Thánh Vực ủng hộ, như vậy đêm nay phiền phức sẽ lớn. Nguyễn Nguyên Tư cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, lạnh giọng nói. Đông Vực thế nào, Hồng Nguyệt Thành ra sao, đâu cần Thánh Vực hắn lao tâm. Hồng Nguyệt Thành chúng ta cũng không phải không chào đón thế lực từ bên ngoài đến. Chỉ là hiện tại thời khắc phi thường, đại sự như thế tạm thời gác lại. Nếu là Đường Đại Đương ra thật có lòng gia nhập Hồng Nguyệt Thành nói. Hiện tại chúng ta cùng nhau dẫn người tới Tử Vân Phong, đem Ninh Khả Nguyệt cứu ra, đồng thời đem địa lão thiên hoang phong ấn giải ra. Nói như vậy, ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ cam tâm tình nguyện để các ngươi gia nhập. Mọi người đều là gật đầu tán thành,
thầm nghĩ cách nói của Nguyễn Nguyên Tư thật tuyệt diệu. Nếu thật sự cứu trở về Ninh Khả Nguyệt, như vậy ít nhất sẽ có người có thể áp chế được Đường Khánh. Đường Khánh nhướng mày, nụ cười thủy chung treo ở trên mặt dần dần không thấy nữa, hừ một tiếng, nói. Địa lão thiên hoàng bị phong ấn, chính là có đại năng chi sĩ xuất thủ, ta chính là Đường Khánh còn không dám đến xúc phạm. Nếu các ngươi muốn đi cứu người, cứ yên tâm đi thôi, Hồng Nguyệt Thành ta thay mọi người thủ hộ là được rồi, coi như là một điểm tâm ý của thành viên mới gia nhập. Nguyễn Nguyên Tư phất tay áo nói. Việc của Hồng Nguyệt Thành không nhọc Đường đại đương ra quan tâm, xin hãy lập tức rời khỏi, bằng không cứ mãi khuyên không được, chúng ta sẽ hoài nghi Đường đại đương ra là dụng tâm kín đáo cố ý tìm phiền toái. Hồng Nguyệt Thành sẽ tận hết năng lực giải quyết phiền toái trước mắt. Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời khẩn trương, khắp bầu trời tuyết trắng cũng theo đó ngưng động lại, không dám rơi vào khu vực này. Sắc mặt Đường Khánh lập tức rét lạnh xuống, nói. Nguyên Tư lão đệ cố chấp như vậy, nhưng là sẽ làm hại Hồng Nguyệt Thành. Nguyễn Nguyên Tư không nhường chút nào, lãnh đạm nói. Có làm hại Hồng Nguyệt Thành hay không, Nguyễn Nguyên Tư ta còn không làm chủ được, mặc dù là có hại, tự có người của Hồng Nguyệt Thành tới phản đối ta, Đường Khánh lão ca không cần quan tâm. Sắc mặt Đường Khánh hơi rét, trên người nguyên lực ba động mơ hồ truyền ra, tựa hồ trong lòng thiêu đốt lửa giận. Hồng Hoàng Lam Tam lão lập tức bước ra một bước, che ở trước người Nguyễn Nguyên Tư, ba người bọn họ một lòng tiềm tu, không hỏi thế sự, đối với các loại tranh chấp trên đại lục cũng không rõ ràng lắm, nhưng đối với Hồng Nguyệt Thành quyết định vẫn 100% quán triệt chấp hành. Thực lực của Đường Khánh bất quá là cửu tinh sơ cấp vũ đế mà thôi, ba người bọn họ tùy tiện một người xuất thủ có thể đơn giản bắt được, do đó căn bản một không coi vào đâu. Đường Khánh sắc mặt biến hóa vài cái, đem tức giận đè ép xuống, lạnh lùng nói. Ba vị trưởng lão nghe đại danh đã lâu, chính là lương đống trụ cột của Hồng Nguyệt Thành, nếu là ba vị muốn xuất thủ, xin hãy suy nghĩ một chút hậu quả trước đã. Hắn giơ tay lên, một đạo hồng mang bắn ra trên trời cao. Nhất thời đêm tối tựa hồ bị đạo hồng quang mở ra, trên bầu trời ba động mơ hồ nhộn nhạo, truyền đến một cảm giác khiến người khác cực kỳ bị đè nén. Phía dưới toàn bộ người của Hồng Nguyệt Thành đều hoảng sợ nhìn, không ít người đã nhận ra sợ rằng sẽ có đại sự phát sinh. Hồng lão sắc mặt chợt biến, hắn đầu tiên thấy rõ trong không gian chậm rãi lái tới vật, kinh hãi nói. Cửu giai chiến hạm, tất cả mọi người đều tâm trạng đại chấn, hoảng sợ nhìn trong hư không. Cửu giai chiến hạm hầu như là một pháo đài di động, tuy rằng đuôi to khó vẫy, hành động thong thả, nhưng lực sát thương tuyệt đối là kinh khủng dị thường, nghĩ không ra tứ cực môn dĩ nhiên cũng có loại đồ vật khủng bố này. Trên mặt Đường Khánh lóe ra vẻ hưng phấn, cười to nói. Chư vị bây giờ vẫn là suy nghĩ lúc trước sao? Trong lòng Nguyễn Nguyên Tư hoảng sợ, tức giận nói. Coi như là cửu giai chiến hạm, nhưng Đường Khánh lão ca ngươi tựa hồ quên mất, nơi này là Hồng Nguyệt Thành. Bởi chiến hạm đến, Hồng Nguyệt Thành trưởng sự lực lập tức mở ra hộ thành đại trận, mấy đạo quang mang từ các phương hướng xung quanh Hồng Nguyệt Thành trực tiếp bắn vào bầu trời, tự như pháo hoa chán phóng ra, không ngừng hướng ra bốn phương tám hướng đẩy đi, lập tức tầng tầng điệp chung vào một chỗ. Kết xuất quang vựng năm màu, đem toàn bộ thành trì bảo hộ ở bên trong. Đường Khánh lạnh lùng nói. Ta tự nhiên biết Hồng Nguyệt Thành không sợ, nhưng giờ này khắc này, Nguyên Tư huynh thực sự phải cùng ta đại đấu một hồi, để Hồng Nguyệt Thành rơi vào vạn kiếp bất phục sao? Mất đi Khương Sở Nhiên, Hồng Nguyệt Thành nếu là lại bị chiến hạm của ta đánh tan hộ thành đại trận, các ngươi lại cùng người của ta chém giết một hồi, ha ha, những năm gần đây thế lực bị Hồng Nguyệt Thành áp chế xuống cũng không ít đi. Các thế lực lòng mang oán hận cũng không ít chứ. Nguyễn Nguyên Tư trả lời lại một cách mỉa mai, khinh thường nói. Đường Khánh lão ca, người quá đề cao mình, chính là cửu giai chiến hạm đã nghĩ oanh khai ta Hồng Nguyệt Thành hộ thành đại trận. Còn có, các ngươi chính là mấy trăm người, cũng có thể theo chúng ta giết thượng một hồi. Thác đánh giá thực lực, thường thường dễ làm trò cười a. Phải không? Đường Khánh nhẹ nhàng cười, trong mắt cũng băng hàn triệt cốt, nói. Một chiếc không đủ, hai chiếc chiến thuyền thì thế nào? Chiến thuyền cự vô phách chiến hạm sau khi ra ngoài, không gian truyền tống lực hoàn chưa kết thúc, quả nhiên lại có một chiếc chậm rãi lái ra, hai chiếc chiến hạm to lớn, che vân tế nhật, song song cùng một chỗ, đem toàn bộ Hồng Nguyệt Thành đều ngăn trở. Lần này tất cả mọi người hoảng sợ. Đường Khánh lạnh lùng cười, nói lần nữa. Về phần tứ cực môn chúng ta tự nhiên là không dám cùng chư vị chém giết lẫn nhau.
Dù sao có Hồng Hoàng Lam Tam Lão ở đây, tùy tiện một người liền có thể diệt sát toàn bộ chúng ta, nhưng nếu là Tam Lão vô pháp động thủ thì sao? Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, Tam Lão cũng là hơi biến sắc mặt, không rõ lời này của hắn là có ý gì. Nguyễn Nguyên Tư cũng là trong lòng hoảng hốt, hắn sở dĩ dám cứng rắn như thế chính bởi vì có Tam Lão ở đây, lẽ nào Đường Khánh còn có con bài chưa lật đối phó Tam Lão? Người của Hồng Nguyệt Thành sắc mặt đều cực kỳ khó coi, Đường Khánh cũng không phải loại thất phu lỗ mãng ngu si, đã trải qua một chuyện ở Tống Nguyệt Dương Thành, bây giờ còn có thể hảo hảo mà sống, hơn nữa thế lực tứ cực môn dốc toàn bộ lực lượng dĩ nhiên cường đại như vậy, người này tuyệt không đơn giản. Hồng Lão lạnh lùng nói. Đường Khánh tiểu nhi, lời này nói quá đi. Lão Phu rất muốn nhìn ngươi một chút có bài tẩy gì có thể khiến ta không ra tay. Đường Khánh mỉm cười, hướng phía nơi nào đó trên bầu trời cung kính mời nói. Đại nhân, xin hãy hiện thân đi. Trong lòng mọi người chấn động, đều đưa mắt nhìn về phía chỗ hư không kia. Theo thanh âm của Đường Khánh vừa dứt, đêm đen vô tận tựa hồ đang hướng về nơi đó hội tụ đi, ngưng tụ thành quần áo trường bào màu đen, dần dần hiển lộ một đạo nhân ảnh. Người nọ nhẹ nhàng đi về phía trước, mỗi một bước hạ xuống đều sẽ tạo nên một đạo vằn nước tản ra trên không trung, hắn đi thật chậm, nhưng mỗi người của Hồng Nguyệt Thành đều là sắc mặt âm trầm. Bởi vì bọn họ không cảm giác được bất kỳ khí tức của người nọ. Nếu không phải trước mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào thần thức nói, căn bản sẽ không cho rằng nơi đó có người. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều hội tụ ở trên một thân hắc bào kia, thấy không rõ hình dáng của người này, chỉ cảm thấy vừa nhìn thấy chính là một mảnh hư không. Nguyễn Nguyên Tư cùng đám cường giả Hồng Nguyệt Thành đều là trong lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh. Đây chỉ có thể nói rõ một việc, người trước mắt này đối với lĩnh ngộ võ đạo đã ở trên tất cả bọn họ, hầu như đã dung nhập thiên địa, vô ngã vô vật. Hồng Hoàng Lam Tam Lão cũng là sắc mặt ngưng trọng, Hồng Lão lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Hắc bào nhân ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi tới trước người Đường Khánh, lúc này mới xoay người lại, dưới bông tuyết đầy trời, tựa hồ chiếu rọi ra khuôn mặt của người này, ở trước người Tam Lão chợt lóe lên, nhưng gương mặt kia cũng đều rơi vào trong mắt của Tam Lão. A! À, Tam Lão đồng thời kinh hô một tiếng, khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được giữa đôi bên bộ dáng khó có thể tin nổi, lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Đám người Nguyễn Nguyên Tư càng kinh hãi dị thường, không biết người này rốt cuộc là ai, có thể khiến Tam Lão không hỏi thế sự cũng sợ hãi như thế, trái tim hắn lập tức trầm xuống, ý thức được chuyện này cực độ không ổn. Hồng Lão kềm chế nội tâm sợ hãi, run giọng nói. Thật là ngươi sao? Một giọng nói từ trong hắc bào truyền ra, nói. Là ta. Hồng Lão sắc mặt đại biến, thanh âm quen thuộc này khiến thân thể hắn càng run rẩy lợi hại, cắn răng nói. Vì sao? Hắc bào nhân lạnh nhạt nói. Thiên đạo tuần hoàn không thôi, lịch sử cuồn cuộn về phía trước, Hồng Nguyệt Thành đem tứ cực môn nhét vào tiến đến không tốt sao? Cái này. Hồng Lão trong lúc nhất thời không trả lời được, ba người bọn họ cho tới bây giờ đều là bế quan khổ tu, đối với việc này vô pháp trả lời. Nguyễn Nguyên Tư vội vàng nói. Chuyện tiếp nhận tứ cực môn cũng không phải là không thể thương nghị, nếu là tứ cực môn thật sự có tâm, có thể dựa theo lúc trước ta nói làm, ta nghĩ Hồng Nguyệt Thành nhất định sẽ tường tận suy nghĩ việc tiếp nhận bọn họ. Hắc Bào Nhân nói. Ngươi là nhi tử của Nguyễn Chính Nghiệp, rất tốt. Nguyễn Nguyên Tư tâm thần đại chấn. Hắc Bào Nhân này cho hắn một loại cảm giác thập phần quen thuộc, hơn nữa tựa hồ ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, khiến hắn không dám làm chủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Khương Nhược Tích cũng không nhịn được kêu lên. Hắc Bào Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, ở trong hư không vô tận kia, tựa hồ có một đạo con ngươi quang mang lâm không hiện lên, kinh sợ nhân tâm. Ti! Khương Nhược Tích trong nháy mắt thất thần, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt phảng phất như nhìn thấy quỷ, hoảng sợ nói. Ngươi là... Câu nói kế tiếp tựa hồ trực tiếp bị đọng ở trong cổ họng, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Nguyễn Nguyên Tư bỗng nhiên cả kinh, rốt cuộc suy nghĩ người trước mắt là ai, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, cả kinh nói. Ngươi, ngài, thật là đại nhân ngài sao? Hắc Bào Nhân khẽ gật đầu, nói. Ngươi cũng đã nhớ lại ta. Nguyễn Nguyên Tư chỉ cảm thấy trái tim rơi vào vực sâu. Chuyện hôm nay sợ rằng đã không cách nào làm tốt, nếu người trước mắt thực sự là người này,
Hồng Nguyệt Thành đã không chống đỡ được bánh xe đại biến cuồn cuộn. Hắn cắn chặt răng, nói. Nếu chúng ta kiên quyết không theo thì thế nào? Hắc bào người chậm rãi nói. Các ngươi muốn xuất thủ đối với ta sao? Nguyễn Nguyên Tư bỗng nhiên ngậm miệng lại, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, mặc dù là Hồng Hoàng Lam Tam Lão, cũng là sắc mặt tái xanh, tựa hồ không có chủ ý. Nguyễn Hồng Ngọc cũng là đột nhiên tâm thần chấn động, tựa hồ nhớ lại chủ nhân của thanh âm này, kinh hô. Nguyên lai là ngài. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, vội vàng la lên. Nếu thật là đại nhân ngài mà nói, hiện tại Ninh Khả Nguyệt đang bị vây ở trên Tử Vân Phong, ngài vì sao không đi xuất thủ cứu giúp? Hắc bào nhân tựa hồ hơi bị xúc động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nói. Bởi vì trong lòng ta, chuyện của Hồng Nguyệt Thành hơn xa quá nữ nhi của ta. Ti, từng đạo lãnh khí ở trong trời cao vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi tột đỉnh. Tất cả mọi người lập tức hiểu được thân phận của Hắc bào nhân này, dĩ nhiên là phụ thân của Ninh Khả Nguyệt, người đứng đầu Hồng Nguyệt Thành đời trước, Ninh Khả Vi. Thành chủ đời trước không phải đã thất tung nhiều năm sao? Làm sao lại cùng với người của tứ cực môn cùng một chỗ? Hơn nữa ở trong thời khắc sinh tử cực kỳ trọng yếu trước mắt, lại vẫn giúp người ngoài. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ và cổ quái, khó có thể lý giải. Nguyễn Hồng Ngọc cười lạnh nói. Chuyện của Hồng Nguyệt Thành còn hơn xa nữ nhi của ngài. Ngươi cũng không phải thành chủ đời trước Ninh Khả Vi, không có bất kỳ một kẻ làm cha nào lại trơ mắt nhìn nữ nhi mình đi tìm chết mà không cứu giúp. Không có bất kỳ một tông chủ có lương tâm nào nhìn cơ nghiệp tông môn mình bị hủy trái lại trợ trụ vi ngược. Hắc bào nhân nói. Ta có đúng là Ninh Khả Vi hay không không phải ngươi nói sẽ tính, sự thực ai cũng không sửa đổi được. Lấy thực lực của Hồng Hoàng Lam Tam Lão, tự nhiên có thể biết ta có phải là thật hay không. Hồng Lão sắc mặt tái xanh, cắn răng nói. Hắn thật là thành chủ đời trước Ninh Khả Vi, một điểm không giả. Trừ phi đạt được loại cảnh giới giống như Khuy Thiên Đồng Thuật của Cổ Phi Dương, bằng không trên đời không có huyễn thuật nào có thể lừa dối ba người bọn họ, thậm chí lừa dối toàn bộ Hồng Nguyệt Thành vô số cường giả. Hắc bào nhân nói, nếu Tam Lão đã xác nhận thân phận của ta, như vậy các ngươi nên nghe ta nói. Hiện tại ta lợi dụng thân phận Hồng Nguyệt Thành thành chủ, thu nạp tứ cực môn tiến đến, trở thành cục diện huy hoàng bốn nhà cùng phát triển. Tất cả mọi người đều trong lòng dùng mình. Đã không biết làm thế nào mới tốt, lá bài tẩy của đối phương dĩ nhiên là thống lãnh tối cao của bên mình, thế cục này nên phát triển ra sao? Nguyễn Hồng Ngọc quả quyết nói. Xem như người thật sự là thành chủ đời trước, cũng đã chuyện rất lâu về trước rồi, Hồng Nguyệt Thành hiện tại chỉ có một vị thành chủ, chính là phu quân của ta Khương Sở Nhiên. Bất luận kẻ nào đều phải nghe theo lệnh của thành chủ. Mặc dù là thành chủ đời trước cũng không ngoại lệ. Hiện tại phu quân ta còn đang ở bên trong địa lão thiên hoang, toàn bộ sự vụ của Hồng Nguyệt Thành đều từ hội nghị ngũ lão chấp trưởng. Đây cũng là quy định của Hồng Nguyệt Thành, hiện tại toàn bộ Hồng Nguyệt Thành đều từ hội nghị ngũ lão định đoạt. Ngươi nếu cũng là người của Hồng Nguyệt Thành, dĩ nhiên hẳn là nghe theo ngũ lão hiệu lệnh. Không sai. Nguyễn Nguyên Tư nghiêm mặt nói. Nếu ngươi còn là người của Hồng Nguyệt Thành, nên nghe theo quy củ của Hồng Nguyệt Thành. Nếu ngươi đã không phải người của Hồng Nguyệt Thành, thân phận thành chủ đời trước gì đó tự nhiên cũng đã không có. Nga, Nguyễn Chính Nghiệp sinh được một đôi nam nữ thật nhanh mồm nhanh miệng. Ninh Khả Vi lạnh lùng nói. Hiện nay hội nghị ngũ lão là ai, để cho bọn họ đứng ra nói với ta một chút. Ánh mắt mọi người trên Hồng Nguyệt Thành nhất thời nhìn phía đám bốn người Ninh Viễn Môn, Ninh Hoài Thụ sau khi bị Đường Khánh một cước đạp xuống, tự giác xấu hổ và giận dữ không ngớt, không còn mặt mũi nào lại nhìn mọi người, một mực không đứng lên nữa. Sắc mặt bốn người Ninh Viễn Môn trở nên trắng bệch một mảnh, loại tràng cảnh này bọn họ chưa từng trải qua. Đặc biệt Ninh Khả Vi bên trong hắc bào tựa hồ lóe ra ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, lại nghĩ tới người này lúc trước làm chủ sự vụ của Hồng Nguyệt Thành, bốn người đều là sợ hãi không nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Phó Nghi Xuân cắn răng nói. Trước khi Khương Thành chủ tiến nhập địa lão thiên hoang đã căn dặn do Nguyễn Hồng Ngọc quản lý nội sự, Ninh Khả Nguyệt trưởng quản ngoại sự. Hiện tại Ninh Khả Nguyệt lại căn dặn Nguyễn Nguyên Tư chấp trưởng ngoại sự, như vậy tất cả công việc do Nguyễn gia tỷ đệ quyết định là được, năm người chúng ta thân là hội nghị thành viên, chính là tận chức phụ tá. Người của Hồng Nguyệt Thành nội tâm đều là sinh ra cảm giác vô cùng khinh bỉ. Trên mặt bốn người Phó Nghi Xuân nóng hừng hực, bọn họ cũng cảm nhận được mọi người khinh miệt và khinh bỉ,
nhưng so sánh với trực diện đối đầu với uy áp của Ninh Khả Vi, bọn họ tình nguyện lựa chọn cúi đầu. Hừm, các ngươi năm trước chính là phế vật, bây giờ vẫn là phế vật. Ninh Khả Vi khinh miệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, tựa hồ còn mang theo một tia tức giận chê cười hắn không chịu tranh đấu. Một mực ở bên cạnh quan sát, chưa từng mở miệng, Đường Khánh sau khi nghe được câu này khẽ cau mày lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Trên mặt bốn người Phó Nghi Xuân đỏ bừng muốn nhỏ ra máu, hận không thể lúc trước bị Đường Khánh một cước giẫm lên xuống phía dưới chính là mình, như vậy có thể trốn ở phía dưới không cần ra. Ninh Khả Vi đưa mắt nhìn phía hai người Nguyễn Hồng Ngọc, lạnh nhạt nói. Nếu toàn bộ Hồng Nguyệt Thành bây giờ nghe theo hai người các ngươi nói, như vậy hướng đi của Hồng Nguyệt Thành sẽ gánh vác ở trên vai hai người các ngươi rồi. Hai người đều là trong lòng chấn động, tựa hồ nghe ra ý tứ hàm xúc không tầm thường nào đó. Hoảng sợ nhìn lẫn nhau một cái, chỉ cảm thấy lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Loại trọng trách to lớn này đè xuống, để hai người có chút thở không nổi. Ninh Khả Vi nói, nếu là lựa chọn chống cự, không chỉ có tối nay phải đối mặt với ta, đối mặt toàn bộ tứ cực môn. Xem như may mắn vượt qua tối nay, ngày mai mặt trời vừa mọc lên, chính là còn phải đối mặt toàn bộ tông phái bên trong đông vực bị Hồng Nguyệt Thành áp chế, hai người các ngươi có đủ tự tin sao? Nguyễn Nguyên Tư tỷ đệ sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, loại sự tình này làm sao có thể nói đủ tự tin được. Hồng Nguyệt Thành sừng sững đông vực vô số năm qua, trời biết bên dưới ẩn tàng bao nhiêu cừu địch, nếu là một ngày thế suy, kết quả khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt của Nguyễn Nguyên Tư hướng về phía Hồng Hoàng Lam Tam lão nhìn lại, trưng cầu ý kiến của bọn họ, lúc này hắn đã toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tam lão đều là thở dài một tiếng trong lòng, cho hắn một thần sắc cổ vũ. Ý tứ là tất cả toàn bộ do hắn làm chủ. Ba người này chiến đấu tạm được, năng lực xử lý đại sự thập phần hữu hạn, bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên mới không tham dự chính sự. Nguyễn Nguyên Tư chật vật nuốt từng ngụm nước miếng, nhìn khắp bầu trời ánh mắt sáng quắc của võ giả Hồng Nguyệt Thành, còn có đối diện đám người tứ cực môn sắc mặt lạnh như băng, Ninh Khả Vi một thân ở trong hắc bào khó có thể nắm bắt tâm tư. Tựa hồ vào thời khắc này làm ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Hắn run rẩy thân thể, cắn răng nói. Ta, đáp ứng rồi. Những lời này dùng hết tất cả khí lực của hắn, cả người đều uể oải xuống phía dưới, trở nên chán nản. Khắp bầu trời đại tuyết bay tán loạn, rơi vào trong lòng mỗi một vị cường giả Hồng Nguyệt Thành, khó khăn xua tan phân hàn ý. Trên Tử Vân Phong một mảnh vân vụ bao phủ, thần thức càng không thể xuyên thấu bên trong, dưới ánh trăng giống như một cái bóng của quái thú, cắn nuốt tất cả quang mang. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt càng trở nên khó coi, cấm chế trong núi này đã thay đổi, đã không còn là thủ đoạn do Hồng Nguyệt Thành bày ra nữa. Như vậy cường giả Hồng Nguyệt Thành trấn thủ ở trong núi này, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Khắp bầu trời hoa tuyết phiêu đãng, giữa thiên địa càng phát ra áp lực trầm trọng. Sắc mặt nàng âm trầm không gì sánh được, giơ tay lên, một đạo kim quang xếp thành đao ảnh, bay thẳng đến sơn thể chém xuống. T. Không có chấn động mạnh như đã đoán trước, mà là một đạo cấm chế chi quang tựa như vải vóc bị xé mở, giống như áo ngoài của ngọn núi bị vỡ nát, lộ ra da thịt trắng bóc bên trong. Ninh Khả Nguyệt trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang trốn vào trong đó, mấy cái thoáng hiện, đã xuất hiện đứng ở trên đỉnh núi, dưới ánh trăng phảng phất như mặt trời chiều chiếu ảnh. Một mảnh cảnh tượng thê thảm hiện lên ở trước mắt, toàn bộ đệ tử Hồng Nguyệt Thành đều phơi thây trên mặt đất. Trên bầu trời lối vào địa lão thiên hoang, bị một tầng xương trắng mênh mông ngăn cản, tựa hồ là cửa vào thổ ra khói mê, hít thở một cái, khiến không người nào có thể tiến nhập. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh dọa người, một bước đi tới trước một cổ thi thể, cúi người nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy. Chính là Khương Biệt Ly, thân thể bị trực tiếp xuyên qua trái tim, bốn phía cũng không có vết tích chiến đấu, là bị người một chiêu giết chết. Thất giai vũ đế bị người một chiêu chém giết. Trong mắt Khương Biệt Ly lộ ra thần sắc kinh khủng, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Đột nhiên Khương Biệt Ly rũ tay xuống tựa như co giật giật mình. Ninh Khả Nguyệt trong lòng cả kinh, vội vàng nắm được tay hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng vào lúc này, Khương Biệt Ly bỗng nhiên dương đôi mắt, trong mắt nổ bắn ra một đoàn lục mang, vừa mở đã phun ra một ngụm khói đặc kịch độc tới. Ninh Khả Nguyệt phản ứng cực nhanh, một đạo đế khí phá thể ra ngăn cản ở trước người. Nhưng khói đặc dĩ nhiên có thể trực tiếp ăn mòn đế khí, thoáng cái đã vọt tới trước mắt nàng. Hừm. Ninh Khả Nguyệt khẽ hừ một tiếng,
một âm phù cổ quái đột nhiên hiện lên, đem khói đặc kịch độc thổi tan ra, mà thân thể của nàng cũng mau chóng lui về phía sau mấy thước, cảnh giác mà quan sát. Trên đỉnh núi thi thể lung tung toàn bộ đều động, từng người từ dưới đất bò dậy, lắc lắc đầu, động tác thập phần chậm chạp, ánh mắt lóe ra lục mang cũng chứng minh bọn họ đã là người chết, bị người khống chế. Ai? Nàng âm trầm tức giận quát một tiếng, sát khí không chút nào che giấu thả ra ngoài, giống như từng đạo cương phong bén nhọn bắn nhanh đi. Những kẻ này đều là đệ tử Hồng Nguyệt Thành, không chỉ có bị người giết chết, hiện tại ngay cả thi thể đều người khác lợi dụng. Ninh Khả Nguyệt nội tâm lửa giận khó có thể áp chế thiêu đốt lên, thần thức điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan truyền đi, nhưng thủy chung không phát hiện được người nào. Cấm chế trong núi này tựa hồ có thể bị đối phương sử dụng, dùng để ẩn giấu hành thích. Hơn 10 cổ thi thể lúc này đã đứng vững vàng, khí tức trên người bắt đầu kéo lên, xen lẫn mùi vị thối giữa khiến người ta ngửi phải muốn buồn nôn. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt âm trầm muốn nhỏ ra nước, hai tay nàng làm một thủ thế muốn thổi sáo, nhẹ nhàng để ngang bên khóe miệng, một khúc âm luật ô ô yết hiết thổi lên, như tiếng nước chảy róc rách, lại tựa như nước nhỏ lên lá trúc, ở trên bầu trời bay đầy tuyết rơi, chấn nhân tâm huyền. Lúc này thi thể tản mát ra mùi vị mục nát, khí tức trên người không ngừng bốc lên đã ngừng lại, tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, tiếng sáo du dương hơi đổi, tựa như bài ca phúng điếu, vì ai mà phát lên, vì ai mà kêu. Đột nhiên một cổ thi thể đứng không vững, trực tiếp ngã nhào xuống phía dưới, toàn bộ khuôn mặt vùi lấp ở trong tuyết, không động đậy. Phốc 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 phốc. Ngay sau đó liên tiếp có thi thể bắt đầu từng cái một ngã xuống, cuối cùng không còn người nào đứng thẳng. Thê lương sầu bi, và tiếng sáo đưa ma đan vào một chỗ, ở trong bầu trời đầy tuyết rơi bay lên. Thi thể Khương Biệt Ly ngửa mặt lên trời nằm ở trong tuyết trắng, hai mắt đã nhắm lại, mang theo một tia an tường. Gì? Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng chất vấn kinh ngạc khẽ, tựa hồ cảm thấy không thể tin nổi. Con người của Ninh Khả Nguyệt đột nhiên co rút lại, tiếng sáo biến đổi, hóa thành một đạo âm ba bén nhọn trực tiếp bắn nhanh đi, đem tuyết bay đầy trời nhộn nhạo lên. Chỗ âm ba trực chỉ, không gian một trận ba động, lộ ra một đạo thân ảnh màu xám cho, tiện tay một chưởng vỗ xuống. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau trên không trung, đem tuyết bay đánh nát. Tựa như ngàn vạn tấm vải rách rơi vãi trên trời cao. Đạo ảnh tử kia vừa hiện sau đó vội vã kịch tiêu thất, tựa hồ không dám chính diện đối kháng. Phế vật, đi ra. Ninh Khả Nguyệt nũng nịu quát một tiếng, quyền trượng lập tức hiện lên ở trong tay, lập tức kim mang đại thịnh, đem đỉnh núi soi sáng rực rỡ một mảnh. Tay phải của nàng hơi chấn động một chút, lập tức một đạo âm cổ khuếch tán, toàn bộ không gian theo tần suất âm cổ mà sóng gió nổi lên, tầng tầng đẩy mạnh đi. Trên góc bên phải, đạo thân ảnh màu xám cho kia xuất hiện lần nữa, hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Ở trong tay hắn hóa thành một đạo tiểu sơn, hắn điểm một cái, tòa tiểu sơn kia lập tức hướng phía Ninh Khả Nguyệt đè xuống. Nhìn kỹ lại, bộ dáng của tòa tiểu sơn kia, dĩ nhiên chính là Tử Vân Phong. Ninh Khả Nguyệt cũng là trong lòng chấn động, giật mình nói. Lấy ra sơn hồn. Đối phương dĩ nhiên trong lúc giơ tay nhấc chân đã đem sơn hồn tinh phách rút ra, mượn lực lượng ngọn núi này chống lại đối thủ. Chấn hồn ca, ngũ âm chi thương. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt trầm xuống, trong tay tuế nguyệt như ca chấn ra một đạo thương âm, một cổ ngũ hành chi lực cực mạnh phá không mà lên, đem sơn hồn tinh phách ngăn trở. Chấn hồn ca, ngũ âm chi vũ. Thương âm giai điệu biến đổi, sơn hồn tinh phách nhất thời chấn động, phanh một tiếng đã tán đi trên không trung. Hóa thành vô số tinh mang lưu quang, bay vụt mà đi, trở về đến bên trong Tử Vân Phong. Ảnh tử màu xám cho ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng không có tránh né lần nữa, mà là lâm không đứng ở trên trời cao, ngưng mắt trông lại, chậm rãi nói rằng. Quả nhiên so với ta dự đoán còn mạnh hơn, xem ra là ta khinh địch. Trong mắt Ninh Khả Nguyệt lộ ra sát khí, lạnh giọng nói. Ngươi là ai, ý muốn như thế nào? Người nọ từ không trung bay xuống, dẫm lên tuyết địa, nói. Người có thể gọi là Dương Nguyên Thư. Dương Nguyên Thư. Ninh Khả Nguyệt nhướng mày, xa lạ danh khí như vậy, đã có thực lực cường đại như thế. Dương Nguyên Thư tiếp tục nói. Về phần mục đích, chính là vì giết ngươi a. Giết ta, chỉ bằng ngươi, buồn cười. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng cười nhạo. Dương Nguyên Thư nghiêm mặt nói.
Ngươi thật sự so với ta dự đoán phải mạnh hơn, nhưng là chớ coi thường ta nha, cả tòa Tử Vân Phong này đều ở trong trận pháp của ta, hơn nữa sớm đã bị ta bố trí các loại sát chiêu. Ninh Khả Nguyệt nhướng mày, chỉ vào trên bầu trời, lối vào địa lão thiên hoang một mảnh bạch vụ mênh mông, nói. Vật kia cũng là ngươi làm ra. Dương Nguyên Thư nói. Đó là một loại đồ vật căn cứ theo thượng cổ luyện phương nghiên cứu ra, có thể dùng để phong kín cửa vào không gian, đây cũng là lần đầu tiên sử dụng. Bất quá ta chỉ là người phụ trợ mà thôi, dựa vào khả năng của ta còn không đến mức cường đại đến có thể che lại tiên cảnh. Trong lòng giật mình Ninh Khả Nguyệt giật mình, chỉ cảm thấy có một âm mưu to lớn đang hướng về phía Hồng Nguyệt Thành mà đến. Người trước mắt này tuy rằng thực lực bình thường, nhưng là thủ đoạn kinh người, mà hắn lại cũng không phải đầu sỏ. Ninh Khả Nguyệt lạnh giọng nói. Ngươi là bí pháp thuật luyện sư, người sau lưng rốt cuộc là ai? Dương Nguyên Thư nói. Coi như biết được người sau lưng ta có thể làm sao. Cũng không thay đổi được thời khắc mệnh vận này của ngươi. Dương Nguyên Thư nhanh chóng ở trước người vẽ ra mấy cái trận phù, đánh lên đại địa, nhất thời đỉnh núi một trận rung chuyển mạnh. Sau mấy tiếng ùng ùng, từng đạo quan tài từ dưới đất chui lên, phảng phất từng tấm mộ bia sừng sững ở Tử Vân Phong. Ninh Khả Nguyệt kinh hãi không ngớt, những quan tài này từng cái đều phát ra khí tức cực kỳ mục nát. Hơn nữa tạo hình và chất liệu đều là giống nhau, chỉ là niên đại khác xa, tựa hồ là từ cùng một nơi đào móc ra ngoài. Rầm rầm, nắp quan tài nhất thời đều bay ra, bên trong thi thể đều tản mát ra khí tức dị thường cường đại, còn có mùi thối giữa khiến người khác buồn nôn cũng đập vào mặt. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt cả một chút trắng bệch, không chỉ có là mùi vị buồn nôn. Hơn nữa thi thể trong quan tài cũng là bộ dáng cổ quái, không ít từ lâu biến thành vô thi, còn có một chút càng hơn phân nửa xương cốt lộ ra ngoài, khiến người khác nhìn mà sợ hãi. Còn chân chính khiến cho nàng dung nhan đại biến, đây là khí tức trên những vô thi này, dĩ nhiên mỗi một người đều cường đại dị thường, trong đó càng có ba cỗ thi thể cho nàng một loại cảm giác cực độ áp lực. Ba người này sinh tiền tu vi tuyệt sẽ không ở dưới nàng. Ninh Khả Nguyệt cả giận nói. Ngươi đã trộm cổ mộ của phái nào? Ánh mắt Dương Nguyên Thư nhìn những thi thể này, lóe ra thần sắc cực độ hưng phấn, quái thanh cười ha hả, nói. Ha ha, ngươi đoán đi, để đổi lấy những thi thể này, có thể hầu như khiến ta táng ra bại sản a. Mỗi một người đều là bảo bối của ta. Nguyên bản thần sắc bình thường, khi nhìn đến những thi thể này hậu, cả người Dương Nguyên Thư đều trở nên có chút vặn vẹo, giống như bị bệnh tâm thần, còn đưa miệng hôn vài cái. Ninh Khả Nguyệt nhìn mà muốn buồn nôn, thầm nghĩ những thuật luyện sư này quả nhiên mỗi một người đều là đại biến thái, không thể thuyết phục. Nhưng để cho nàng kinh hãi chính là, phương vị những thi thể này xuất hiện, hình như là lấy một loại trận pháp cực kỳ lợi hại sắp hàng, trong phương vị của mỗi người ngầm có ý huyền khí. Dương Nguyên Thư kiệt kiệt cười quái dị nói. 36 xác ướp cổ này, mỗi một cái sinh tiền đều là cửu tinh vũ đế tồn tại a. Hơn nữa ta thường yêu nhất ba cái. Lúc sống càng cửu tinh đỉnh phong cường giả, tuyệt không thua kém so với ngươi. Trong lòng Ninh Khả Nguyệt một trận ác hàn, tức giận nói. Tuyệt đại nhân vật như vậy, sau khi chết lại phải chịu ngươi vũ nhục, thật đáng chết a. Trong tay nàng hàn quang lóe lên, nhất thời hướng phía một cổ thi thể gần nhất đập tới, trên tuế nguyệt như ca chấn ra một đạo kim mang, hóa thành chém kích quét ngang đi. Phanh! Quan tài sau lưng cỗ thi thể kia trực tiếp bị lực lượng đánh nát bấy. Mà thi thể bị đánh một cái, cũng chỉ là cái cổ bị chém vào phân nửa, vô pháp xuyên qua. Cái gì? Ninh Khả Nguyệt kinh hãi, dưới một kích vừa rồi của mình, coi như là một kiện bát giai huyền khí cũng theo đó mà bị chặt đứt, thi thể này dĩ nhiên so với bát giai huyền khí còn mạnh hơn. Dương Nguyên Thư kinh sợ gào thét nói. Chết tiệt a cũng dám đánh lén bảo bối của ta. Trong tay hắn một đạo phù văn cổ quái đánh ra, những thi thể này tựa hồ lập tức giống như sống lại. Trong mắt toát ra lục quang, tản mát ra khí tức cường đại, hướng phía Ninh Khả Nguyệt đi. Lúc trước cỗ thi thể bị công kích trực tiếp một tay bấm tay niệm thần chú, một chiêu quyền mang phi tập mà đến. Quyền kình trên không trung rít gào dựng lên, lâm không oanh xuống. Ninh Khả Nguyệt hoảng hốt, nội tâm chấn động không thể nói ra lời, thi thể này dĩ nhiên có thể thi triển tuyệt học lúc còn sống. Nàng dưới sự kinh hãi, đã không có thời gian để suy tư. Trong tay quyền trượng lập tức hóa thành một thanh kim kiếm, lâm không kiếm khí bổ xuống, nhất thời đem quyền mang kia chém ra. Kiếm thế không giảm đang muốn chém ở trên thân thi thể kia, đột nhiên đồng dạng một đạo kiếm quang lâm không mà đến, cũng là một cỗ thi thể khác,
kiếm khí trong tay tung hoành, đem kiếm khí của Ninh Khả Nguyệt chảm diệt, cứu đồng bạn của mình. Mà giờ khắc này trận pháp 36 người nhanh chóng phát động, Ninh Khả Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một lực lượng vô danh từ trên đại địa truyền đến, mang theo khí tức thô bạo và mục nát, trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên lực của nàng vận chuyển. Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, ba đạo khí tức tuyệt mạnh từ phía sau đến, ba cỗ thi thể liên thủ một kích, một người nắm quyền, một người ngưng chỉ, một người thành trường. Ba người sinh tiền đều là cửu tinh vũ đế cường giả, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện liên thủ mất phong độ này, nhưng lúc này hết thảy đều ở trong Dương Nguyên Thư khống chế, chính là để cho bọn họ đến bốc cứt chó cũng sẽ không có nửa điểm phản kháng. Ninh Khả Nguyệt quay người một kiếm quét tới, kiếm quang tựa như khổng tước xòe đuôi, đem trận thế ba người liên thủ đánh văng ra. Nàng lúc này cũng phát hiện, những thi thể này thực lực xa không bằng sinh tiền, nhưng thân thể cũng có thể so với huyền khí, lấy kiếm thế cực mạnh cũng chỉ có thể đem những thi thể này chém bị thương. Dương Nguyên Thư cười to nói, có phải đã cảm giác sinh cơ của mình đang dần mất đi? Ta ở dưới đỉnh núi này bố trí Minh Thư Quỷ U trận, có thể không ngừng thôn phệ sinh cơ của sinh linh, đồng thời tăng mạnh lệ khí của quỷ vật tử thi, thời gian lâu dài, có phải cảm thấy rất cật lực hay không? Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tham lam, liếm một môi khô một cái, cười gằn nói. Một thân thể thật phong vận, chờ sau khi ngươi bị giết, ta nhất định sẽ đem ngươi tỉ mỉ trang phục và luyện chế, cho ngươi trở thành thi phi trong hậu cung của ta. Tựa hồ nói đến vô cùng hưng phấn, một cái bộ vị trên thân thể hắn trực tiếp dựng lều. Ba cỗ thi thể bị Ninh Khả Nguyệt đánh văng ra, lại có nhiều hơn thi thể lâm không đập xuống, các loại quang mang từng cái chán phóng ra. Chính là tuyệt kỹ lúc sinh tiền của những cường giả này, từng đạo bày ra. Ninh Khả Nguyệt nghe vậy giận dữ, trong mắt thiểm lộ ra ý tất sát, hai tròng mắt ngưng tụ, trên thân kiếm truyền đến một tiếng ngâm khẽ. Một đạo kiếm ý khinh du truyền ra, ở trên đỉnh núi bay múa, mang theo tuyết bay đầy trời, một cổ tuế nguyệt lưu thê thê lương tản ra. Độc y thâm giả vi phong lương ý, tọa khán sơn điên mạn thiên tuyết khởi. Khuynh thính phi hoa vi thủy đê ngữ, tế sổ quá vãng tuế nguyệt ngân tích. Những thi thể này triển lộ ra tuyệt học ở dưới cảm giác tang thương mát lạnh đều bị phá, đây là một loại thời gian quy tắc, tuế nguyệt như đao. Tuyệt đại cường giả năm xưa ở vết tích của tuế nguyệt cũng chỉ còn lại một phu thi. 36 cỗ thi thể tựa hồ có điều xúc động, một loại ý vị thê lương bi thiết tận xương từ trên thi thể tản mát ra, tựa hồ sinh tiền loại võ giả tuyệt đại ý chí ở trong tiếng ca này đã thức tỉnh lại, cực lực chống lại khống chế. Ba cỗ thi thể lúc sinh tiền là cửu tinh đỉnh phong bên cạnh Dương Nguyên Thư càng kịch liệt run rẩy, muốn tránh thoát loại bị khống chế ràng buộc, trong đó trên một phu thi, dĩ nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ. Chết tiệt, có thể phá khống thi thuật của ta. Dương Nguyên Thư tâm trạng hoảng sợ, vội vàng hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo âm phù tối nghĩa khó hiểu từ trong miệng hắn phun ra, đúng là một mảnh minh văn, ở đỉnh núi truyền đến, đám thi thể tâm tính dao động lập tức trở nên chấn định. Trên người thi khí đại thịnh, lần thứ hai đánh tới. Sắc mặt Dương Nguyên Thư hơi có chút phát xanh, cắn răng một cái vài đạo phù văn đánh vào trong ba cỗ thi thể mạnh nhất. Khí thế trên người mình trong nháy mắt yếu đi, tựa hồ bị rút ra tí khí, thoáng cái trở nên uể oải chán nản. Ba cỗ thi thể khẽ run lên, nhất thời tản mát ra thi khí ngập trời, nhảy vào chiến trận. Khống thi thuật cũng không phải là có thể không hạn chế số lượng tùy ý khống chế thi thể, mà là căn cứ thực lực của bản thân thi thuật giả định đoạt. Lấy lực lượng của Dương Nguyên Thư căn bản vô pháp đồng thời khống chế 30 cỗ vô thi này. Do đó lấy công kích Ninh Khả Nguyệt thủy chung là khoảng chừng 10 cỗ, những cỗ khác vẫn luôn ở bên cạnh lược trận. Ba cỗ thi thể đã từng là cửu tinh đỉnh phong cường giả lâm không dựng lên, toàn bộ khí thế của chiến trận biến đổi. Những thi thể khác lúc này chợt lui về phía sau, ba đạo công kích cực mạnh lâm không mà đến. Ha ha! Ba người này sinh tiền cũng đều là cường giả không thua kém gì ngươi a. Hôm nay nơi đây chính là trọng sinh chi địa của ngươi, từ nay về sau liền an tâm làm thi phi trong hậu cung của ta đi. Dương Nguyên Thư cười như điên, lè lưỡi liếm môi một cái, lộ ra vẻ khát vọng cực độ. Ninh Khả Nguyệt sắc mặt âm hàn, kiếm khí trong tay vừa chuyển, một đạo âm cổ cực mạnh rung động ra, lạnh giọng nói. Ở đây mỗi một vị cường giả, sinh tiền cũng có thể tùy ý giết ngược lại ngươi. Ngươi lại dám làm nhục bọn họ như vậy, trên đời này đã không còn chỗ để ngươi sống sót. Âm cổ trên kiếm kia mỹ diệu xinh tươi, hòa hợp dựng lên. Thiên thu nhược tuyết, bán tích như mộng, nhất kiếm tuế nguyệt chấn hồn ca.
Tiếng ca nhẹ từ trong miệng Ninh Khả Nguyệt phun ra, kiếm quang đâm rách phía chân trời. Ở trên đỉnh núi chán phóng, bánh xe thời gian tựa hồ vào giờ khắc này bị đánh loạn, một kiếm này liên tiếp xa xôi đi đến, truyền thừa tới tương lai vô cùng. Ba cỗ thi thể tuyệt đại cường giả nhất thời ngưng bước, ba đạo công kích tuyệt mạnh cũng vào giờ khắc này dừng lại. Phanh phanh phanh, thân thể ba cỗ thi thể đều nổ tung, mà trên khuôn mặt dữ tợn của bọn họ tựa hồ nổi lên dáng tươi cười, đều lưu lại hai dòng nước mắt, phảng phất ở rất lâu trước dưới bầu trời, dừng ở hiện tại, nói ra một tiếng cảm ơn. Dương Nguyên Thư quá ư thất kinh, sợ hãi nói. Ngươi làm sao có thể giết bọn họ? Ninh Khả Nguyệt tiến lên một bước, kiếm khí lâm không, lạnh giọng nói. Bọn họ cũng không phải là cam tâm tình nguyện bị ngươi điều khiển, thập thành lực lượng nhiều nhất phát huy ra ba thành mà thôi, làm sao có thể thắng ta? Về phần trận pháp rút lấy sinh cơ này, mặc dù nguyên lực của ta có bị ngươi áp chế đi nữa, giết ngươi cũng vẫn dư giả. Dương Nguyên Thư cả kinh liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nói. Cứu ta, đại nhân mau cứu ta. Ninh Khả Nguyệt kiếm khí lâm không sợ đến hắn hồn phi phách tán, những bảo bối cực kỳ yêu thích cũng bất chấp, xoay người đã muốn chạy trốn. Thân hình Ninh Khả Nguyệt hơi dừng lại một chút, lập tức cảm thụ được một khí tức tuyệt mạnh truyền đến, nhất thời sắc mặt đại biến. Đạo khí tức này nàng cũng không xa lạ gì, mà trước đây không lâu đã từng gặp qua. Tiền phương bóng trắng dần dần nổi lên, trong thiên địa hoa tuyết hơi bị kiềm hãm, tựa hồ bởi vì người này phủ xuống mà không dám rơi xuống. Một đạo thơ ngâm vang lên ở trên đỉnh núi, nói. Phi ngã nghệ tứ cực, kinh tài nhi dĩ. Phi ngã tiểu thiên hạ, thiên phú nhi dĩ. Phi ngã túng cổ kim, cái thế nhi dĩ. Lăng bạch y. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt tái nhợt lợi hại, cắn răng nói. Nguyên lai đúng là ngươi ở phía sau màn. Nội tâm của nàng dâng lên ý hối hận to lớn, hối hận ở bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, khi bản thân chiếm ưu thế tuyệt đối không thể gạt bỏ người này, hiện tại đã làm không được, ngược lại còn bị hắn hại. Ha ha, Dạ Ảnh đại nhân, người rốt cuộc đã tới. Dương Nguyên Thư một trận đại hỉ, vội vàng chạy tiến lên, cười làm lành nói. Xin mời đại nhân xuất thủ đánh chết cô gái này, mong rằng đại nhân có thể đem thi thể của nàng lưu cho ta. Lăng bạch y lâm không mà hạ xuống, thân ảnh cùng với tuyết trắng đầy trời dung hợp cùng một chỗ, hầu như tuy hai mà một. Nước từ trên núi chảy xuống sẽ có chỗ tương phùng, chúng ta lại gặp mặt, Ninh Khả Nguyệt. Lăng bạch y lạnh nhạt nói, lần này xuất hiện so với lần trước muốn bình tĩnh hơn nhiều, tĩnh giống như một đóa hoa tuyết, tô điểm ở trong mạn sơn, khó có thể phân biệt ra được. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt tái nhợt, người này xuất hiện, nàng biết hôm nay đã không có khả năng trở về nữa. Lạnh giọng nói. Lăng bạch y, ngươi nói cho ta biết, đây hết thảy khả đều là an bài của ngươi. Lăng bạch y khẽ lắc đầu một cái, nói. Ta mặc dù muốn giết ngươi, nhưng có phương thức của mình, làm như vậy ta còn khinh thường. Ninh Khả Nguyệt sửng sốt, trong lòng kinh hãi tột đỉnh, sợ hãi nói. Chấm, vậy rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả ngươi cũng mời được. Ha ha! Dương Nguyên Thư hung hăng cười rộ lên, nói. Dạ Ảnh đại nhân là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nếu là sát thủ đương nhiên sẽ có giá. Vị đại nhân kia ra được giá tiền, Dạ Ảnh đại nhân dĩ nhiên là sẽ ra tay. Không nghĩ tới sao, sát chiêu cuối cùng đợi ngươi cũng không phải là ta, mà là phong hào đệ tứ vũ đế đại nhân a. Lăng bạch y lạnh nhạt nói. Người biết ta và các ngươi có va chạm, do đó ra một cái giá thập phần hấp dẫn người, mua ta xuất thủ một chiêu. Do đó ngươi không cần sợ. Sau một chiêu ta lập tức sẽ đi. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng trên đời này có ai dám nói mình có thể tiếp được. Mặc dù là Ninh Khả Nguyệt, lúc này tâm tình gợn sóng thay nhau nổi lên, khí cơ đại loạn, cũng không dám cuồng ngôn mình có thể tiếp được một chiêu của đối phương. Khí tức trên người Lăng Bạch Y dần dần lan tràn ra, sát ý hầu như có như thực chất, Dương Nguyên Thư ở một bên sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui mấy chục thước, rất sợ bị cuốn vào trong đó. Bầu trời hoa tuyết đình trệ tựa hồ bị lực triệu hoán nào đó, vào giờ khắc này lần thứ hai rơi xuống, chỉ bất quá mỗi một đóa đều do dự hàn khí thấu xương hóa thành bông tuyết. Cả thiên địa có chút đông cứng lại. Lăng bạch y đã động, xác thực nói hắn cũng không có động, chỉ là trên đất tuyết động, bị một cổ lực lượng chấn bay múa, xoay tròn trên không trung. Tuyết bay sắc bén, mang theo sát khí kinh người, mỗi một đóa hoa tuyết đều hóa thành lưỡi dao sắc bén giết người. Ở trên đỉnh núi lượn vòng.
Khuôn mặt của Lăng Bạch Y dị thường bình tĩnh, không có chút tình cảm nào. Lực lượng tuyết hoa đầy trời, mang đến cho Ninh Khả Nguyệt áp bách cực lớn, ép kiếm trong tay tự hành giải phong ra, một kiện kim sắc chiến y che ở trên thân thể, vẫn như cũ không nhịn được lui về phía sau. Lăng Bạch Y động, lần này là thực sự đã động, hắn vươn tay ra, một mảnh hoa tuyết rơi vào đầu ngón tay của hắn, chỉ lấy hoa này làm kiếm, mau lẹ vô cùng xuyên thấu tầng tầng tuyết bay, chui vào bên trong đại tuyết khắp bầu trời. Một đóa bạch sắc chi hoa cực hạn tựa hồ thoáng cái sáp nhập vào sơn hồn tinh phách của Tử Vân Phong này. Thân ảnh trắng nõn của Lăng Bạch Y đột nhiên trở nên tối đen, giống như một đạo ảnh tử, phóng ở trên đỉnh núi tuyết trắng, phía sau đó là bầu trời đêm đen kịt vô cùng vô tận, phảng phất như đêm tối vô cùng vào giờ khắc này đều hóa thành cái bóng của hắn. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh trắng đen này. Ninh Khả Nguyệt tâm thần run rẩy mãnh liệt. Nàng hoảng sợ nhìn một đóa hoa tuyết đang hướng phía chính mình bay tới, nhìn như chậm chạp, mỹ lệ như vậy, chính mình lại tựa hồ vô pháp chống đối. Nàng dùng hết toàn thân khí lực, giơ kim kiếm trong tay lên, lâm không đâm ra ngoài, không có bất kỳ sức tưởng tượng, cứ như vậy một kiếm đâm ra, cũng đã là lực lượng mạnh nhất của nàng. Trên kim kiếm tản mát ra quang mang nóng rực, phảng phất một mảnh đám mây, mũi kiếm rốt cục chạm đến phiến tuyết trắng. Mũi kiếm nóng rực chạm vào phiến bông tuyết kia, cánh hoa xinh đẹp trong chốc lát liền bị hòa tan, bị đám mây trên kim kiếm đốt thành hư vô, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua bao giờ vậy. Đồng tử Ninh Khả Nguyệt đột nhiên co lại, chỉ thấy tuyết bay thê lương đầy trời rốt cục dần tản ra, sát khí như thái sơn áp đỉnh kia đã không còn sót lại chút gì nữa. Lăng Bạch Y vẫn im im lặng lặng đứng ở đó, tựa hồ vừa rồi hắn căn bản chưa hề ra tay vậy. Tuyết bay lần nữa rơi xuống. Rơi đầy xiêm y của hắn. Ninh Khả Nguyệt gian nan nuốt ngụm nước miếng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, trái tim vẫn còn đang nhảy lên kịch liệt. Nàng biết rõ Lăng Bạch Y hạ thủ lưu tình, nếu không dưới một chiêu vừa rồi mình mặc dù không chết cũng sẽ không bình yên vô sự như vậy được. Nàng vội vàng lấy ra đan dược nuốt vào, một kiếm vừa rồi đã hao phí toàn bộ lực lượng của nàng, giờ phút này bất kỳ một chút nhỏ nhặt nào cũng đều sẽ quan hệ đến sinh tử của nàng. Mà sinh tử của nàng thì lại quan hệ trực tiếp đến sự tồn vong của Thành Hồng Nguyệt, cho nên nàng không thể chết được. Nàng không hỏi Lăng Bạch Y sao lại hạ thủ lưu tình, nhưng ít ra nàng hiện giờ không chết, phải cố gắng sống sót, vì chính mình, cũng vì Thành Hồng Nguyệt mà sống. Dương Nguyên Thư nhìn cảnh tượng trước mắt, mở to tròng mắt, đột nhiên hét lên, nói. Cái này, Dạ Ảnh đại nhân, sao ngươi lại không giết chết nàng? Lăng Bạch Y ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn Ninh Khả Nguyệt, lạnh nhạt nói. Một chiêu đã qua, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Nếu hôm nay người có thể sống sót thì xin nhớ kỹ chiêu này, nó gọi là Cửu Long Tuyết, tiếp theo sẽ có biến hóa càng đặc sắc hơn nữa đợi ngươi đấy. Đợi một chút. Dương Nguyên Thư nhìn Lăng Bạch Y đang muốn rời đi, vội vàng đuổi tới, hét lớn. Dạ Ảnh đại nhân, người vậy mà hạ thủ lưu tình. Lăng Bạch Y đang chuẩn bị rời đi đột nhiên ngừng lại. Cao mày nói. Ta hạ thủ lưu tình, thế thì sao? Cái này. Dương Nguyên Thư như bị người nện một phát vào ngực, buồn bực nói. Ngươi cầm chỗ tốt của vị đại nhân kia, nên toàn lực làm, một chiêu giết chết Ninh Khả Nguyệt mới phải chứ? Lăng Bạch Y lạnh lùng nói. Ta chỉ đáp ứng xuất thủ một lần, lỗ tai nào của ngươi nghe thấy là một chiêu toàn lực thế? Ngươi. Dương Nguyên Thư triệt để choáng váng, vội la lên. Ngươi như vậy, còn có đạo nghĩa sao? Hắn vừa dứt lời, lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như lập tức ngã xuống vực sâu không đáy vậy, cả người sợ hãi run rẩy thoáng một phát, phảng phất như tùy thời đều có thể mất mang. Trong mắt Lăng Bạch Y hiện lên sát khí, lạnh giọng nói. Loại người hèn mọn như ngươi, ở trước mặt ta chẳng khác gì bao cứt chó, nếu không phải xem trên mặt mũi sư phụ ngươi, chỉ bằng ngươi dùng di thể của những cường giả tuyệt đỉnh kia thôi cũng đã là tử tội rồi. Nghe ngươi nói nhiều một câu, trong lỗ tai ta cũng nhiều thêm một chút giấy tai, nếu ngươi còn nói với ta thêm một câu nữa thì cứ bảo sư phụ ngươi tới đây nhặt xác cho ngươi đi. Bản thân Lăng Bạch Y cũng là cường giả tuyệt đại, hắn thấy 30 cổ thi thể của cường giả tuyệt đại bị một tên như cứt chó khu xử, trong lòng đã sớm sinh ra sát ý rồi. Dương Nguyên Thư vội ngậm miệng lại, không dám nói thêm tiếng nào nữa. Hắn cực kỳ tin tưởng. Chỉ cần mình nói thêm nửa chữ nữa thôi thì tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Bạch Y nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ khinh thường, quay người biến mất trong gió tuyết đầy trời. Đáng chết,
đáng chết a. Sắc mặt Dương Nguyên Thư rét run, cực kỳ vặn vẹo, trong lòng điên cuồng quát ầm lên, lại dám xem thường ta, một ngày nào đó ta sẽ luyện Lăng Bạch Y ngươi thành tại thi. Rầm 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 phanh. Ngay khi Lăng Bạch Y vừa rời đi, bỗng nhiên những thi thể cường giả tuyệt đại kia nguyên một đám nổ bung, trực tiếp nổ đến thi cốt cũng không còn, hóa thành hạt bụi triệt để tiêu tán trong thiên địa. Không chỉ có thể, Minh Thư Quỷ U trận bên dưới đại địa cũng tựa hồ bị phá vỡ, sau khi vài đạo ánh sáng âm u bạo xuất, cổ cảm giác sinh cơ bị thôn phệ trong cơ thể Ninh Khả Nguyệt lập tức biến mất. À! Dương Nguyên Thư kêu thảm một tiếng, triệt để ngốc trệ, đám bảo bối mà hắn táng ra bại sản đổi lấy vậy mà không còn sót lại chút nào. Phanh! Ở một chỗ xa xôi, trong đại điện ngăm đen, hỏa diễm yêu dị lóe lên trên đèn cầy bên vách tường yêu dị, chiếu rọi thân ảnh gầy cao của hai người bên trong khiến bóng họ kéo dài lên tường. Một lão giả khô gầy trong đó ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, dưới cơn tức giận liền lập tức một chưởng chấn vỡ đầu thú bàn long trên ghế, khiến cho bụi văng khắp đầy đất. Ha, ha, ha! Nam tử thanh y ở bên dưới nhịn không được cất tiếng cười to, nói. Bị Lăng Bạch Y lừa gạt đi một khối thông thiên linh lung cốt, có phải cảm thấy rất tức giận không? Sắc mặt vàng như nến của lão giả khô gầy hóa thành tái nhợt, trong con ngươi lóe ra sát khí dày đặc. Nam tử thanh y cười lạnh nói. Đã nói với ngươi rồi rồi, đám phong hào võ đế này không có người nào đáng tin cả, mọi thứ phải tự mình ra tay mới được. Hừ Lăng Bạch Y, ta sớm muộn cũng sẽ khiến hắn trở thành vật siêu tầm của ta thôi. Lão giả lạnh giọng cả giận nói. Nam tử thanh y lạnh lùng cười cười, nói. Nói lời tức giận này có ý nghĩa gì? Sẽ chỉ khiến người khinh thị thôi, người có thực lực chưa bao giờ nói nhiều cả, hơn nữa người quả thật cũng không làm gì được Lăng Bạch Y. Hiện giờ không chỉ Ninh Khả Nguyệt không chết, còn khiến ta tổn thất 36 cổ thi hài cường giả, thật sự là thất bại trong gang tấc, hơn nữa ta thấy đồ đệ bảo bối kia của ngươi cũng không sống được bao lâu nữa rồi. Lão giả ánh mắt lạnh như băng quét nhìn qua, chằm chằm vào nam tử thanh y nói. Vi Thanh, ta biết rõ ngươi còn có hậu thủ, nếu đồ đệ ta chết mất, ta không để yên cho ngươi đâu. Khuôn mặt nam tử thanh y hiện ra trong ánh sáng âm u, lộ ra một nụ cười lạnh âm lãnh nói. Chính ngươi tính toán sai lầm, không nghe ta khuyên, hiện giờ còn muốn ta ra tay cứu ngươi. Nơi này cách thành Hồng Nguyệt không biết bao nhiêu vạn dặm, ta cũng không phải hư không võ đế Trác Thanh Phàm. Làm sao cứu đồ đệ của ngươi đây? Lão giả khẽ nói. Bên thành Hồng Nguyệt Đường Khánh và Ninh Khả Vi đã cơ bản đã khống chế thế cục, địa lão thiên hoang và tử vân phong cũng là ta thi triển bí thuật phong ấn, ngươi ngược lại nói với ta xem ngươi đã làm gì. Nếu một chút lực cũng không ra thì hợp tác gì chứ? Vi Thanh lạnh lùng nói. Một chút lực lượng cũng không ra, Đường Khánh gây ra đại sự tại Tống Nguyệt Dương Thành, nếu không có ta âm thầm thao tác. Hắn sớm đã bị người Thương Minh và Thánh Vực lùng ra rồi. Lão giả phất tay áo, lãnh đạm nói. Không cần nhiều lời, ta biết rõ người có bố trí hậu thủ tại Tử Vân Phong, chỉ có điều ta đánh giá sai thực lực Ninh Khả Nguyệt, lại nhìn sai Lăng Bạch Y, bởi vậy mới để người có cơ hội phát huy, tóm lại đồ đệ của ta quyết không thể chết được. Hừ! Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp đi vào trong đại địa, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một phương trận pháp trên mặt đất theo đó bắt đầu khởi động, tản mát ra ánh sáng âm u lạnh lùng. Giờ phút này trên Tử Vân Phong, toàn thân Dương Nguyên Thư đều toát ra mồ hôi lạnh ra, sau khi 36 cỗ thi thể kia bị hủy, hắn mới thoáng đau lòng đã bắt đầu cảm nhận được sát ý băng hàn thấu xương ập đến. Sát khí trong mắt Ninh Khả Nguyệt cơ hồ biến thành thực chất, trên dung nhan tuyệt mỹ kia lộ ra phẫn nộ và băng hàn trước nay chưa từng có. Khả Nguyệt đại nhân! Chuyện này ta chỉ là đồng lõa thôi, không phải chủ mưu, kính xin Khả Nguyệt đại nhân tha ta một mạng. Dương Nguyên Thư sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy lấy lui về phía sau. Hắn chỉ là thuật luyện sư bí pháp mà thôi, bí pháp một khi mất đi hiệu lực, ở trước mặt cường giả như Ninh Khả Nguyệt chẳng khác nào cặn bã cả. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nói. Là ai, người sau lưng là ai? Dương Nguyên Thư run rẩy nói. Không, ta không thể nói. Dùng năng lực của Khả Nguyệt đại nhân sẽ rất dễ dàng điều tra ra thôi, bỏ qua cho ta đi. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt lạnh như băng, cũng chẳng muốn hỏi nữa, trực tiếp bước lên một bước định bắt lấy hắn để siêu hồn. Tuy rằng giờ phút này nguyên lực nàng đã hao phí rất nhiều, nhưng đối phó với Dương Nguyên Thư đã không còn thi khôi cũng chỉ như giết gà thôi. Đột nhiên một cổ lực lượng tuyệt cường lan khắp mặt đất,
một đạo hào quang phóng lên trời, phảng phất có bảo vật xuất thế, cả tòa sơn thể dưới ánh sáng này vậy mà lại nứt ra. Hai người đều giật mình, hoảng sợ nhìn lại bầu trời. Giống, lại một tiếng giống kinh thiên từ trong sơn thể truyền đến, vô số hào quang bắn ra, dần dần hội tụ trên đỉnh núi một đạo nhân ảnh, hình thể cực lớn, diện mục biểu lộ ngốc trệ, thân thể lại giống như lực sĩ, tràn đầy cơ bắp cuồn cuộn, không ngừng giống to về phía Ninh Khả Nguyệt. Mỗi lần hắn gầm rú đều như cự chùy chấn xuống, khiến khí huyết trong cơ thể Ninh Khả Nguyệt quay cuồng, mà càng khiến nàng kinh hãi không thôi là đạo hào quang vừa rồi lao ra khỏi sơn thể đang dần hội tụ trên không trung, ngưng tụ thành một bộ quyển trục, phát ra vạn đạo kim quang, lâm không triển khai. Trên đó có vẽ hoa trùng chim thú, còn có đại địa sông núi, giang sông biển hồ, bầu trời vạn dặm, một cổ linh khí bành trướng từ trong họa trục kia tản mát ra. Tâm thần Ninh Khả Nguyệt đại chấn, lập tức nhận ra lai lịch quyển trục kia, nghẹn ngào kêu lên. Giang sơn như hỏa. Bốn phía họa trục kia tinh mang đại thịnh, từ trên không trung từ từ bay xuống, mang theo lực lượng uy áp vô biên, như ngôi sao rơi xuống, mà ngay cả toàn bộ Tử Vân Phong dưới cổ lực lượng này cũng bắt đầu sụp đổ xuống. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt tái nhợt, trong lòng lập tức sáng tỏ, cự nhân trước mắt này đúng là Côn Nô, mà họa trục kia cũng là huyền khí đỉnh phong đến từ thánh vực, nàng kinh sợ nói. Thì ra người giật dây ngươi chính là Vi Thanh chết tiệt. Hiện giờ nguyên khí trong cơ thể nàng không còn lại mấy, tuy rằng đã uống vào đại lượng đan dược, nhưng khôi phục vẫn cực kỳ chậm chạp, lực lượng giang sơn như họa đang ép tới khiến nàng không thở nổi. Còn có từng tiếng giống to của Côn Nô cũng khiến khí huyết trong người nàng quay cuồng không thôi. Thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết. Tiện túng hữu thiên trùng phong tình, canh giữ hà nhân thuyết. Ninh Khả Nguyệt lạnh nhạt ngâm thơ, trên chiến y hiện ra từng đạo phù văn cổ quái. Lập tức bắn ra tất cả lực lượng sóng âm, trên kim kiếm cũng xuất hiện các loại đường vân, huyền khí chi lực nhộn nhạo ra, hư ảnh một con chim bồ câu ngẩng đầu đứng thẳng ngưng tụ thành trên không, tựa hồ muốn phá không mà đi. Kim mang trên chiến y chấn tan tất cả sóng âm chi lực, Côn Nô kêu to vài tiếng ngao ngao, lập tức hóa thành vô số hào quang tản ra, bay vào không trung lần nữa ngưng tụ. Chẳng qua hình thái ngưng tụ lần này đã xảy ra biến hóa cực lớn, khí tức trên thân cũng biến đổi. Một đạo khí tức lạnh như băng lăng lệ ác liệt phảng phất xuyên thấu qua hai mắt Côn Nô, từ xa xôi vô tận nhìn qua. Ninh Khả Nguyệt trong lòng phát lạnh, tức giận quát ầm lên. Vi Thanh, ngươi là Vi Thanh. Côn Nô không nói một lời, lạnh lùng nhìn lấy, mà giang sơn như họa kia cũng lập tức rơi vào trong tay hắn, giống như một thư sinh đang cầm sách cúi đầu nghiên cứu. Ninh Khả Nguyệt giận dữ, nói. Ngươi tính toán thành Hồng Nguyệt ta dĩ nhiên là ngươi. Kiếm trong tay nàng bốc lên khí thế ngập trời, cả người theo đạo hư ảnh kia vọt lên, lực lượng chảm phá tất cả tuôn ra từ kiếm quang. Côn Nô cầm họa quyển trong tay phẩm đọc, thấy kiếm khí kia vọt tới, trên mặt vẫn không chút biểu tình, trực tiếp ném giang sơn như họa kia ra ngoài, một bộ vạn dặm giang sơn đồ lập tức hiện ra trước mắt, áp chế kim khí kia xuống. Hai cổ lực lượng đối kháng lẫn nhau trên Tử Vân Phong, vậy mà bất phân thắng bại. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt đột biến. Mở ra kiếm quyết, cắn răng lần nữa tăng lên vài phần lực lượng, kiếm quang muốn ẩn ẩn phá tan áp chế kia. Côn Nô tựa hồ không sợ hãi, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay kim quang chói mắt, từng đạo quyết ấn đánh vào trong họa quyển kia, lại đè ép lực lượng kiếm khí xuống. Lòng Ninh Khả Nguyệt lập tức trầm xuống, chỉ một chiêu này thôi nàng đã hiểu rõ, đối phương đã nhìn ra nhược điểm của mình, đó chính là nguyên lực hao tổn quá nhiều, đã sắp không chống đỡ nổi nữa, chỉ cần không ngừng đè ép. Dùng vạn dặm giang sơn chi lực áp chế mình thì thời gian trôi qua tất nhiên sẽ thẳng không thể nghi ngờ. Ninh Khả Nguyệt cảm thấy lo lắng, nhưng lại không biết làm gì, cách này của đối phương tuy rằng khiến người khinh thường, nhưng lại là cách hữu hiệu nhất. Một trận chiến này, hoàn toàn chính là so đấu lực lượng. Lực lượng Vi Thanh không ngừng từ trong đại điện ở xa vạn dặm thông qua trận pháp rót vào trên người Côn Nô, duy trì lấy trạng thái vừa vặn ngăn chặn được Ninh Khả Nguyệt. Đây cũng là do Ninh Khả Nguyệt trong cơn phẫn nộ đã trúng mưu kế đối phương, nếu không dùng thực lực của nàng mặc dù tiêu hao có lớn hơn nữa, cũng không có khả năng bị đối phương ngăn chặn như khốn thú thế này. Lực lượng dần trôi qua, sau khi tiếp được một ngón tay kia của Lăng Bạch Y chân nguyên bản thân nàng đã hao phí còn không đến một nửa, bây giờ dưới lực lượng bàng bạc không ngừng ép tới kia, nguyên lực trong cơ thể nàng đang bắt đầu dần dần sụp đổ. Giang sơn như họa chậm rãi lâm không mà xuống. Phải chết rồi sao?
Trong đầu Ninh Khả Nguyệt tuôn ra ý nghĩ này, bản thân liền thấy tức cười. Qua nhiều năm như vậy mỗi ngày đều trải qua như xác không hồn, vừa mới phấn chấn tinh thần không được vài ngày, tự thật sự phải nghênh đón tử vong rồi, cái này không khỏi quá mức châm chọc đi. Bất quá, chết cũng thế, cũng không cần phải nghĩ quá nhiều chuyện nữa, có lẽ còn có thể gặp được hắn nữa. Ninh Khả Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhớ tới hình bóng trong lòng, trong mắt có chút lóe ra nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong tuyết bay vô tận kia, tựa hồ có một đạo thân ảnh tuấn lãng đang lâm không mà xuống, đi về phía nàng. Mộ Dung đại ca, là ngươi sao? Ninh Khả Nguyệt nhàn nhạt hỏi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, dưới ánh mặt trăng huyết hồng kia chợt xuất hiện thân ảnh mà mình tưởng niệm từ lâu, nàng biết rõ đây là ảo giác trước khi chết. Nhưng nàng rất vui vẻ. Một năm kia, nàng phục sức hồng sắc khuynh thành, tươi cười vui vẻ đi bên. Một năm kia, hắn bạch y thắng tuyết, võ lăng niên thiếu. Sinh thời không thể gặp lại, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi, trong lòng bàn tay nàng bỗng nhiên dài ra một đường cong. Trước hiểu chuyện sau động tình, dài không quá một ngày, lưu không được tính không ra năm tháng. Một năm kia, khiến cả đời thay đổi. Số mệnh nhất định cuối cùng thân bất do kỷ. Xoay người một cái, người đã rời xa ta rồi. Ninh Khả Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc. Lần này ngươi nhất định phải dẫn ta cùng đi, Mộ Dung đại ca. Mộ Dung Trúc dưới huyết nguyệt khẽ cau mày, tựa hồ không thể cảm nhận được phần tình cảm nóng bỏng kia của Ninh Khả Nguyệt. Hắn lạnh như băng xoay người, lâm không dẫm chân chỗ, hướng xa xa mà đi. Mộ Dung đại ca. Ninh Khả Nguyệt kêu một tiếng vê, lòng của nàng đang run rẩy, lực lượng giang sơn như hỏa càng ngày càng mạnh. Thân thể của nàng run rẩy lợi hại, nhưng cũng đâu bằng tim nàng lúc này. Nước mắt điên cuồng chảy xuống, nhìn thân ảnh đã đi xa kia của Mộ Dung Trúc, tim Ninh Khả Nguyệt run rẩy, một khúc ca yêu thương liền vang lên trên trời cao, nghe người nghe phải rơi lệ. Khấu kim lũ y hề, ý nhập ma, hành vân lưu thủy hề, miểu thiên ba, hoành tảo thiên quân hề, dẫn nhược hà, không hoài vạn thế hề, thiên cổ ca. Thân ảnh Mộ Dung Trúc khẽ run lên. Bước chân lâm không phóng ra đột nhiên ngừng lại. Gương mặt ngốc trệ kia của cô nô cũng có chút ngẩng đầu lên, tựa hồ đã nhận ra gì đó, lâm không lần nữa đánh một đạo phù ấn vào trong giang sơn như hỏa. Quang mang kim sắc càng đại thịnh, muốn nhanh chóng gạt bỏ Ninh Khả Nguyệt, chiến ý màu vàng kia bị vạn dặm giang sơn trấn áp linh khí đang trôi qua cực nhanh, đã khó có thể chèo chống thêm được nữa. Mộ Dung Trúc đứng trên bầu trời ở đằng xa, ấn xoay người lại. Gương mặt quen thuộc ngày nhớ đêm mong lần nữa xuất hiện trước mặt Ninh Khả Nguyệt. Mộ Dung Trúc nhíu mày, thoáng trầm tư, trong tay hiện ra một đạo kim mang ra, hóa thành một thanh chiến thương hoành trước người, sau đó giơ lên cao cao chém xuống một cái. Lập tức chín đạo kim long hiện ra hư ảnh trên chiến thương, gào thét xoay quanh, long đằng tại vân, ngang trời mà đến. Sắc mặt ngốc trệ của Côn Nô thoáng cái liền thay đổi, giơ lên giang sơn như họa. Từ lực lượng đang chấn áp Ninh Khả Nguyệt phân ra một đạo phòng ngự, giống như kính quang tầng tầng tách ra trên không trung, kéo dài qua. Cửu Long gào thét mà xuống, hung hăng ép lên hơn 10 đạo phòng ngự kia, không ngừng phá tan tới gần, chấn khiến Côn Nô phải liên tiếp rút lui về sau. Ninh Khả Nguyệt sau khi mơ hồ một lúc liền đột nhiên ngất lịm, nàng liên tục véo mình vài cái, đều truyền đến đau nhức kịch liệt, chứng tỏ một màn trước mắt này cũng không phải là ảo giác trước khi chết gì cả. Nàng triệt để ngốc trệ, khó có thể tin nhìn tất cả trước mắt, nước mắt càng tuôn ra khó mà kiềm chế. Thiên tư vừa ra tay, Ninh Khả Nguyệt lập tức liền thoát khốn khỏi tuyệt cảnh. Trên mặt Côn Nô lộ ra vẻ ngưng trọng khó có thể tin, há to miệng tựa hồ như lâm vào trạng thái ngốc trệ, không chỉ nhìn lên thiên tư, mà còn nhìn vào ánh mắt cực lớn giống như ánh trăng ở phía sau hắn, không biết là vật gì. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía địa lão thiên hoang trên không. Đoàn thôn thổ chi khí màu trắng kia chẳng biết lúc nào đã người phá vỡ, hiện giờ cửa vào tiên cảnh đang chậm rãi đóng lại. Trong đại điện ở xa vạn dặm, Vi Thanh và lão giả khô gầy đồng thời chấn động. Cửa vào tiên cảnh vậy mà được mở ra. Người này rốt cục là ai? Hai đại cự đầu đồng thời tâm thần đại chấn, tựa hồ dự cảm được đại sự không ổn. Trên Tử Vân Phong, phòng ngự của giang sơn như họa dưới một chiếu kiếm hóa cửu long này cũng ầm ầm nghiền nát. Quyển trục bay lên, rơi vào trong tay Côn Nô. Nơi mi tâm thiên tư lóe lên lam mang, ngừng mắt trông lại. Dĩ nhiên là thần thông thân ngoại hóa thân, thời đại này còn có cường giả loại này sao? Thiên tư sau khi tự nói, khóe miệng liền hiện ra một tia cười lạnh,
phiến thiên địa này đã không còn cường giả thập phương thần cảnh nữa rồi, còn ai có thể địch lại hắn chứ? Trên chiến thương duệ quang hiện ra ma ha cổ văn, nguyên một đám bắn lên, ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc bén, lâm không bắn tới. Côn Lô hai tay bấm niệm pháp quyết, phi tốc đánh vào trong hỏa quyển, một mảnh giang sơn bày ra áp chế lấy ma ha cổ văn kia. Thiên Tư nhướng mày, trong mắt bắn ra một đạo lãnh mang, trong miệng thở khẽ nói. Quy Khư đại nhân. Quy Khư chi nhãn ở sau lưng chậm rãi mở mắt ra, một đạo ánh mắt màu đỏ tươi nhìn qua. Côn Lô bị ánh mắt Quy Khư tập trung liền cứng lại, trong hai tròng mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà ngay cả vạn dặm giang sơn dưới ánh mắt này cũng bị cứng lại. Kim qua lưu ảnh, bát phân kiến nhật. Thiên Tư lạnh nhạt một tiếng, chiến thương trong tay kim quang đột khởi, ma ha cổ văn liền phát ra ánh sáng rực rỡ, vạn đạo kim mang lâm không ép xuống, không chỉ áp chế lấy khí tức giang sơn như họa mà càng xuyên thấu qua nó. Sắc mặt Côn Lô đại biến, trong đôi mắt thoáng cái trống rỗng vô thần, chiến thương duệ mang không giảm, trực tiếp đánh lên người nó. Trong đại điện xa vạn dặm, trên mặt Phi Thanh hoảng sợ biến sắc, một đạo kim quang trực tiếp lao ra từ trong trận pháp trước người, chém tới hắn. Hừ! Phi Thanh âm trầm hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn lâm không chảo xuống, lập tức chụp đạo kim mang kia trong tay, sau khi ngưng mắt liếc qua liền bóp nát. Từng chút kim mang tản ra, vậy mà khiến nhiệt độ của cả đại điện đều tăng lên. Lão giả khô gầy cũng hoảng hốt không thôi, cả kinh nói. Người nọ là ai? Không ngờ mạnh như thế, không chỉ phá vỡ giang sơn như hỏa của ngươi, còn có thể mượn thông đạo của ngươi truyền tống công kích đến tận đây, toàn bộ thiên hạ người có thực lực như thế chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Sắc mặt Phi Thanh cũng là hết sức khó coi, lạnh lùng nói. Thiên hạ to lớn, cường giả không thiếu, mặc dù như ta và ngươi, cũng không dám nói là biết rõ hết, chuyện Thành Hồng Nguyệt có biến cố, sau này ta và ngươi tận lực ít gặp mặt, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Nói xong, hắn liền quay người đi ra ngoài đại điện. Lão giả khô gầy kinh ngạc thoáng một phát, vội vàng nói. Vậy đồ đệ ta thì sao? Thân ảnh Vi Thanh đã biến mất trong đại điện, thanh âm lạnh lùng không biết từ đâu truyền đến, nói. Bảo hắn cầu nhiều phúc đi. Sắc mặt lão giả khô gầy trở nên khó coi dị thường, dưới loại tình huống này, khả năng đồ đệ hắn giữ được tánh mạng quả thật cực kỳ bé nhỏ. Trên Tử Vân Phong, Côn Lô sau khi trúng lực lượng một trường kia, cả người lập tức hóa thành hào quang, hiện ra vô số khe hở, bắt đầu sụp đổ tiêu tán, hóa thành vô số ánh huỳnh quang tiêu tán giữa thiên địa. Mà cuốn giang sơn như họa trên bầu trời lại linh khí đại tán, toàn bộ quyển trục nhanh chóng cuốn lại, hóa thành một đạo kim mang phá không mà đi. Thiên Tư lạnh lùng nhìn quyển trục kia phá không, khóe miệng có chút giơ lên, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Hắn làm xong tất cả cũng không liếc nhìn Ninh Khả Nguyệt, trực tiếp quay người muốn rời đi. Đợi ta một chút. Ninh Khả Nguyệt vội vàng kêu một tiếng, nước mắt chiếm hết khuôn mặt, nức nở nói. Ta biết rõ ngươi không phải hắn, nhưng xin đừng rời xa ta có được không? Thiên Tư xoay đầu lại, hừ lạnh nói. Ngu xuẩn. Hắn không hề để ý tới Ninh Khả Nguyệt, lâm không cất bước mà đi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Quy Khư huyết nguyệt cực lớn cũng theo sát phía sau, xuyên thẳng qua trong đêm tối. Ninh Khả Nguyệt ngây ngốc một chút, lau lau nước mắt đầy mặt, hóa thành một đạo quang mang đuổi theo. Hồi lâu, không trung trên đỉnh núi có chút nhộn nhạo thoáng một phát, thân thể Dương Nguyên Thư hiện ra, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt dị thường, lập tức phun ra một búng máu. Vừa rồi trong lúc Tam Đại Cường giả quyết chiến hắn một mực thi triển bí pháp trốn ở trên hư không không dám tự ý động, không thể tưởng được cuối cùng Ninh Khả Nguyệt dĩ nhiên lại bỏ qua cho hắn. Trong mắt Dương Nguyên Thư tràn đầy kinh hãi. Tựa hồ còn không thể tin được mình lại nhặt về được một mạng, sau khi thoáng an ủi, lúc này mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn qua địa lão thiên hoang đang chậm rãi khép kín, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cách phong ấn tiên cảnh chính là sư phó hắn căn cứ vào luyện phương thượng cổ nghiên chế ra, vốn nên không có sơ hở mới đúng, nhưng giờ phút này vậy mà lại mất đi hiệu lực. Trên mặt Dương Nguyên Thư một hồi âm trầm bất định, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao về phía chân trời. Trong một mảnh sơn mạch tiếp giáp Tử Vân Phong, bốn gã nữ tỳ đang ở bốn phía siêu tầm lấy linh thảo, các nàng tìm kiếm thập phần cẩn thận, nhưng đồng thời cũng không dám tiến quá sâu vào sơn mạch, sợ gặp phải yêu thú. Trên thân bốn người đều ẩn ẩn có chấn động nguyên lực truyền ra, hiển nhiên cũng đều là võ giả, nhưng cũng không cao cường, bộ dạng chỉ chừng võ quân.
Các nàng tìm được là một loại kỳ hoa gọi là phong tín tử, hiện lên màu tím nhàn nhạt, là một loại linh dược ngũ giai. Cái này là do phu nhân của các nàng vào mấy ngày trước trong lúc vô tình phát hiện ra trong phiến sơn mạch này. Tìm tòi hơn nửa ngày, cũng không hái được bao nhiêu cọng phong tử tín. Một thiếu nữ hồng y nói. Tử Lăng tỷ tỷ, phiến khu vực này chúng ta đã tìm hơn nửa tháng rồi, sợ rằng tất cả phong tử tín đều đã bị chúng ta hái sạch rồi nha. Thiếu nữ Tử Lăng đi ở phía trước nhất ngẩng đầu lên, nói. Phiến sơn mạch này thật đúng là bảo địa. Không chỉ có nhiều phong tử tín, mà linh hoa dị thảo khác cũng hái được không ít, mọi người nhanh thêm chút đi, hái thêm được cây nào hay cây ấy. Vật này là chủ tài luyện chế ngưng bích đan, mà thành nguyên linh chúng ta căn bản không có, mỗi lần đều phải tốn rất nhiều tiền mua từ thương hội khác. Một thiếu nữ áo xanh khác cười nói. Hồng Sam muội muội lại thấy mệt sao? Bất quá cũng đúng, mỗi ngày như vậy, ánh mắt ta cũng thấy mỏi, còn phải cẩn thận từng ly từng tí để phòng gặp phải yêu thú. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, người thành Hồng Nguyệt cũng đã đi không sai biệt lắm, truyền tống trận cũng nên đến phiên đám chúng ta rồi. Tử Lăng nhìn thoáng qua bốn phía nói. Ở phía trước là khu vực nguy hiểm rồi, chúng ta dẹp đường hồi phủ thôi. Khách sạn cũng có không ít thứ phải thu thập, hôm nay có lẽ nên nghỉ sớm thôi. À, Tử Lăng tỷ tỷ vạn tuế. Vừa nghe đến đây, ba thiếu nữ khác đều hoan hô lên, cười hì hì đùa giỡn chơi đùa. Tử Lăng nhiều tuổi nhất, cười lắc đầu, đột nhiên khóe mắt nàng liếc qua như bắt được gì đó, cảm thấy hoảng sợ, vội vàng tiến lên phía trước, la hoảng lên, nói. Hồng Sam, Thanh Thúy, Bạch Vân, các ngươi mau đến xem, nơi này có người này. Ba tiểu cô nương khác ngất lịm thoáng một phát, líu díu chạy tới, nguyên một đám cảnh giác không thôi. Dưới một bụi cỏ, một gã nam tử không biết sinh tử nằm dạp trên mặt đất, toàn thân dơ bẩn không chịu nổi. Tràn đầy lầy lội. Hồng Sam che miệng hoảng sợ nói. À, thì ra là một người chết. Sắc mặt tứ nữ đều không dễ coi, tuy rằng các nàng cũng có thực lực võ quân, cũng giết qua một ít người xấu, nhưng thấy một cỗ thi thể vô cùng bẩn nằm trước mắt mình thì dù là ai cũng đều sẽ không thấy thoải mái rồi. Thanh Thúy tái nhợt nghiêm mặt, nói. Người này nhất định là tiến vào trong tiên cảnh địa lão thiên hoang, ở bên trong bị yêu thú giết chết. Cho nên ngày đóng cửa liền bị truyền tống ra đây. Tử Lăng nói. Chớ nói lung tung, ta từng nghe phu nhân nói, chỉ có sinh linh tiến vào địa lão thiên hoang mới có thể bị truyền tống ra, nếu chết bên trong thì không ra được. Người này rất có khả năng là vào lúc hấp hối bị truyền tống ra đây, sau đó mới ngã chết chỗ này. Thanh Thúy sắc mặt cổ quái nói. Cho dù truyền tống đến giữa không trung, một gã võ giả có thể tiến vào địa lão thiên hoang mà không chết lại bị ngã chết sao? Tam nữ khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, thật sự khó hiểu. Bạch Vân đột nhiên nói. Người này có lẽ nào chưa chết không? Địa lão thiên hoang đóng cửa đã 3 ngày rồi, nơi này hơi ẩm rất nặng, nếu ngã chết thì đã sớm bị kiến cắn nát rồi. Không chết, không thể nào. Hồng Sam che cái miệng nhỏ nhắn, có chút sợ hãi trốn đến sau lưng Tử Lăng. Tử Lăng có thực lực võ quân cửu tinh, cũng là đại tỷ của mọi người, nàng lâm không khẽ chào. Lập tức một thanh bảo kiếm hiển hiện trong tay, nàng dùng vỏ kiếm chọt chọt vào người kia, trực tiếp khiến thân thể người nọ bị lăn vào trong vũng bùn. A xấu quá a! Tứ nữ lập tức hít một hơi lạnh, trên nửa gương mặt người nọ hiện đầy mạch máu chẳng chịt, hai con mắt càng sưng lên giống như hóa trang vậy, diện mục đáng sợ. Tử Lăng có chút khẩn trương lui một bước, nói. Người này thật sự không chết, tựa hồ bị tổn thương rất nặng nên mới ngất đi. Hồng Sam nói. Người này cũng quá xấu đi, rốt cuộc là người hay yêu thú thế. Bạch Vân lớn gan tiến lên nhìn một hồi, nói. Người này vốn rất dễ nhìn, tựa hồ mắc phải bệnh gì đó, cho nên hai con mắt mới trở nên khủng bố như vậy, chúng ta có nên cứu hắn không? Cứu hắn, đừng nói giỡn. Hồng Sam lại càng hoảng sợ, thúc giục nói. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, người này cũng không biết là tốt hay xấu, nếu tỉnh lại không chừng sẽ ra tay với chúng ta cũng nên. Thanh Thúy nhẹ gật đầu, rất đồng ý với lời Hồng Sam. Bạch Vân nói khẽ. Ta cảm thấy hắn không giống như người xấu. Hồng Sam nói. Nhưng vạn nhất hắn là người xấu thì sao? Bạch Vân cũng không nói chuyện nữa, dù sao thực lực bốn người các nàng đều quá yếu, nếu thật sự gặp phải người xấu, cơ bản không có lực bảo vệ bản thân. Tử Lăng do dự một chút, nói. Người này thương thế quá nặng,
coi như thật sự càng người xấu, cũng không có tính công kích gì cả. Chúng ta mang hắn về đi, có lẽ Hứa phu nhân có thể chỉ tốt thương thế của hắn, coi như là người xấu, có mọi người ở đó cũng không có gì phải sợ cả. Mang hắn về. Tam nữ đều lộ ra vẻ khó tin, chỉ có Bạch Vân khẽ gật đầu. Tử Lăng cũng không biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy muốn cứu người trước mắt này, có lẽ chỉ là một loại thiện lương theo bản năng. Chính nàng cũng không rõ lắm. Người trước mắt này quá xấu xí dơ bẩn, không ai nguyện ý chạm vào hắn cả. Tứ nữ rất nhanh nhẹn làm ra một cái cáng cứu thương, đặt người này lên, sau đó đi về phía thành Hồng Nguyệt. Địa lão thiên hoàng đã đóng cửa 3 ngày rồi, toàn bộ người ở thành Hồng Nguyệt đều đã đi không sai biệt lắm. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên thành Hồng Nguyệt áp dụng phương thức xếp hàng lấy số mở ra truyền tống trận, đương nhiên những tồn tại địa vị cao cũng không cần phải làm vậy. Mấy ngày nay toàn bộ thành Hồng Nguyệt lâm vào không khí cực kỳ cổ quái, trừ đi một ít thủ lĩnh cấp bậc nhỏ vẫn còn bảo toàn trật tự thì không hề thấy bất kỳ cao tầng thành Hồng Nguyệt nào ra mặt nữa. Đương nhiên, đêm đó chuyện hai chiếc chiến hạm cửu giai ngang trời, Đường Khánh dẫn đầu tứ cực môn bức vua thoái vị, đại bộ phận người vẫn rõ mồn một trước mắt, hơn nữa đều sẽ không quên. 3 ngày qua càng có không ít lời đồn, nói Hồng Nguyệt thành chủ Khương Sở Nhiên đã vẫn lạc trong địa lão thiên hoang. Mà Đường Khánh rất có khả năng sẽ tiếp nhận vị trí thành chủ thành Hồng Nguyệt, bởi vậy khiến lòng người cực kỳ bàng hoàng. Nếu thành Hồng Nguyệt thật sự đổi chủ, đây tuyệt đối là đại sự khiếp sợ thiên hạ, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng cực lớn, trực tiếp vượt qua chuyện Cổ Phi Dương vẫn lạc năm đó. 7 đại thế lực siêu cấp không ít người đều lưu lại trong thành để nghe ngóng tình huống, nhiều lần phái người tiến đến phủ thành chủ, nhưng đều được tiểu đầu mục bình thường đi ra tiếp đãi, không cách nào thấy bất cứ cao tầng nào cả. Nhưng thẳng đến ngày thứ 3, trong thành Hồng Nguyệt rốt cục phát ra thông cáo, tiếp nhận tứ cực môn, lập tức toàn thành đều sợ hãi, tin tức lập tức lan truyền như bay. Trong thành Hồng Nguyệt vốn do rất nhiều thế lực cùng nhau cấu thành, có thế lực mới gia nhập cũng cực kỳ bình thường, nhưng lần này không ngờ lại tiếp nhận tứ cực môn từng huyên náo xôn xao tại Tống Nguyệt Dương Thành. Vô luận là thực lực tứ cực môn hay là chuyện nó làm lúc trước cũng đều khiến chuyện này hấp dẫn ánh mắt toàn đại lục. Hướng đi của thành Hồng Nguyệt cùng với cách cục thế lực đông vực có lẽ sẽ bởi vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người tựa hồ dự cảm được một hồi phong bạo cực lớn đang tiến đến. Mà 7 đại thế lực siêu cấp càng quan tâm đến một chuyện khác, đó chính là sinh tử của thành chủ Khương Sở Nhiên, cái này tựa hồ đã thành một bí ẩn. Ban đầu ở trên tổ linh quy khư, người 7 đại môn phái đều thấy được Khương Sở Nhiên tựa hồ gặp phải đối thủ cực kỳ cường đại, kết hợp với các loại lời đồn đãi. Tựa hồ cũng chỉ tới cùng một kết cục, đó chính là Khương Sở Nhiên đã vẫn lạc. Nếu thật sự là thế, như vậy theo tứ cực môn gia nhập thành Hồng Nguyệt, đầu tiên bộc phát tất nhiên sẽ là một hồi tranh giành quyền lực đầy gió tanh mưa máu, thế cục tam cường cầm quyền của thành Hồng Nguyệt sắp thay đổi. Ngày gần đây, không ít thương gia ở thành Hồng Nguyệt và một ít thế lực nhỏ phụ thuộc cũng bắt đầu lấy số xếp hàng, chờ đợi truyền tống rời khỏi chỗ thị phi này. Trong một gian trong khách sạn, hai thầy trò Ung Thiên Vận cũng đã thu thập xong, định quay về Hóa Thần Hải. Chuyến đi địa lão thiên hoang lần này bọn hắn cũng thu hoạch rất nhiều, cũng nên đi về tiềm tu rồi. Cùng đồng hành còn có mấy người mục gia, vốn đã sớm muốn rời đi, nhưng lại vì một chuyện mà Thủy Chung trì hoãn lại đây, đã 3 ngày rồi. Đầu đường xuất hiện thân ảnh Phủ Vũ, lập tức đã vọt đến trước mặt mấy người, sắc mặt âm trầm lắc đầu. Ánh mắt tỏa sáng của Ung Thiên Vận rốt cục mở đi. Ngửa mặt lên trời nhìn lại, thở dài nói. Sau tuyết rơi nhiều hẳn là trời cao trong, mà thành Hồng Nguyệt này lại âm trầm cả 3 ngày, thực không phải điềm lành a. Trên mặt Mục Hoàng hiện ra một tia cười lạnh, nói. Thiên có định số, không phải sức người có thể lay chuyển, Lý Vân Tiêu kia chỉ là một khỏa trong vô số lưu tinh trên trời cao thôi, thoáng qua tức thì, lóe sáng nhất thời chính là định số của hắn. Mục Phong Hoa đột nhiên nói. Ta vừa cảm thấy được. Hắn không có chết. Mục Hoàng sững sờ, lập tức cười nói. Phong Hoa, tâm tư của ngươi ta hiểu rõ, ngươi hy vọng có thể tìm một đối thủ mạnh mẽ đánh một trận. Rất đáng tiếc, Lý Vân Tiêu không đảm đương nổi rồi, hắn chỉ là một vì sao rơi, mà ngươi lại phải làm mặt trời chói chang. Mục Phong Hoa trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt chớp động tinh mang, trong đầu hiện ra bóng dáng Lý Vân Tiêu, trong cơ thể lập tức sôi trào. Đây là một loại bản năng của võ giả. Kính sợ đối với đối thủ, máu của hắn vẫn còn thiêu đốt, nói rõ người kia tuyệt đối không chết. Phủ Vũ nói, sư phó,
Địa lão thiên hoàng đã đóng lại 3 ngày rồi, tất cả mọi người truyền tống ra trong phạm vi 100 dặm quanh Tử Vân Phong trên cơ bản đều về tới thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu kia. Thật là lành ít dữ nhiều rồi. Ung Thiên Vận thở dài, nói. Ta thấy Lý Vân Tiêu cũng không phải là người đoản mệnh, có lẽ Thượng Thiên có an bài khác, chúng ta hồi thành thôi. Lần này thành Hồng Nguyệt biến cố, thật khiến người kinh hãi, ta chỉ sợ đây chỉ là bắt đầu của rối loạn a. Mục Hoàng cười nói. Thiên Vận trưởng lão buồn lo vô cớ rồi, chẳng qua chỉ là chết một thành chủ mà thôi. Hơn nữa ta thấy theo Tứ Cực Môn gia nhập, lực lượng thành Hồng Nguyệt chỉ có tăng không giảm, tồn tại một thế lực siêu cấp như vậy, đối với giữ gìn ổn định đại lục thập phần có lợi a. Chỉ mong thế. Trên mặt Ung Thiên Vận phủ một tầng sương lạnh, như thế nào cũng không tan được, nói. Đi thôi. Một đoàn người lập tức ra khỏi khách sạn, đi tới khu vực truyền tống. Ngay khi bọn hắn vừa đi không lâu, 4 người Tử Lăng đã mang theo người xấu xí trọng thương kia tiến vào khách sạn, trực tiếp đi tới mấy phòng trọ ở hậu viện. Phu nhân, chúng ta trở về rồi. Vừa tiến vào hậu viện khách sạn, trong tiểu viện vắng vẻ, 4 người Tử Lăng vội vàng bưng cán cứu thương vào. Trong tiểu viện đã có không ít người tụ tập, đều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thấy 4 người mang một cái cáng cứu thương, đều sửng sốt một chút. Thanh âm một nữ tử từ bên trong truyền đến, nói. Ta đang định bóp nát ngọc bài triệu các ngươi trở về, không sai biệt lắm muốn đến phiên chúng ta rồi, quay lại thật đúng lúc. Cửa phòng két, một tiếng mở ra, một gã mỹ phụ từ trong đi ra, nhướng mày, nói. Đây là cái gì? Mặt Tử Lăng đỏ lên một chút, vội nói. Phu nhân, chúng ta ở trong núi hái phong tử tín, đột nhiên thấy một người hôn mê trong núi, cho nên mới cứu về đây. Trên mặt mỹ phụ hiện lên một tia giận dỗi, trách móc nặng nề nói. Đây cũng không phải là thành thiên linh của chúng ta, dạy các ngươi bao nhiêu lần không nên gây chuyện thị phi, chẳng lẽ xem lời ta nói như gió thổi bên tai sao? 4 người Tử Lăng vừa thấy mỹ phụ trách cứ, lập tức luống cuống, nhao nhao quỳ xuống nhận sai. Mỹ phụ này chính là chủ sự của thương hội Mặc Vũ bọn nàng, gọi là Kỳ phu nhân, quyền lợi rất lớn. Hội trưởng thương hội trước kia đã chết trong một hồi tai nạn, toàn bộ thương hội đều do mình nàng gánh vác, cho tới bây giờ luôn nói một là một. Mỹ phụ khiển trách quát mắng. Thành Hồng Nguyệt chính là một trong 7 đại thế lực siêu cấp trong thiên hạ, hiện giờ lại là thời buổi rối loạn, tùy tiện chọc vào chút gì đó cũng sẽ khiến chúng ta lâm vào vạn kiếp bất phục. 4 người các ngươi thật sự là càng ngày càng lớn gan rồi, đã lâu rồi không nhớ hương vị hình phạt sao? Tứ nữ nghe xong, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, dốc sức liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Mẫu thân đại nhân, cũng không cần quá trách cứ 4 người các nàng, dù sao cũng là một mảnh thiện niệm. Trong tiểu viện có một nam tử áo trắng đi tới, trầm ổn hữu lực, trên người ẩn ẩn lộ ra nguyên lực chấn động, hiển nhiên cũng là một cao thủ. Kỷ phu nhân thấy nhi tử thân yêu của mình, lập tức liền mềm lòng rồi, ôn nhu nói. Tử địch, người cũng chỉ biết một lòng tu luyện, nào hiểu được tình đời hiểm ác, huống chi nơi này là thành Hồng Nguyệt, cao thủ thiên hạ tụ tập, lại là thời buổi rối loạn, vi nương mấy ngày nay đều đang lo lắng, hận không thể sớm ngày trở về thành thiên linh đấy. Kỷ tử địch khẽ cười nói. Mẫu thân đại nhân quá lo lắng rồi, trên đời nào có nhiều hiểm ác vậy chứ? Hắn nhìn thoáng qua người xấu xí trên cán cứu thương kia, kinh ngạc nói. Ồ, thương thế của người này thật kỳ quái, nửa đầu trên cơ hồ sưng phồng lên, còn có dấu hiệu thối rữa nữa, có phải là đã trúng độc không? Kỷ phu nhân thấy thế cũng có chút kinh hãi, nói. Cũng có thể là sử dụng qua một loại kỹ năng yêu hóa, cho nên bị công pháp cắn trả, chúng ta trước rời khỏi thành Hồng Nguyệt đi, nếu là bỏ lỡ số tự, sẽ phải lần nữa chờ đợi rồi. Kỷ tử địch gật đầu nói. Trước lên đường đi, người này tổn thương quá nặng, muốn cứu hắn đoán chừng phải tụ hợp với đám người Nam Thúc, dùng thực lực thuật luyện sư thất giai của Nam Thúc, trị liệu người này chắc là dễ như trở bàn tay. Kỷ phu nhân cười nói. Ngươi cũng thực dám mở miệng, để Nam Thúc đường đường một gã thuật luyện sư thất giai ra tay, cũng quá mức buồn cười rồi. Tất cả mọi người đều cười cười nói, đi ra ngoài khách sạn. 4 người Tử Lăng vụng trộm thở một hơi, bị dọa đổ mồ hôi lạnh, nếu phu nhân tức giận thì hậu quả thật không thể lường được. Tam nữ khác đều trừng nàng, lộ ra ý trách cứ, Tử Lăng cười khổ một tiếng, chỉ có thể liên tục nháy mắt, tỏ vẻ thật có lỗi. Người xấu xí kia tự nhiên cũng không cần 4 nữ tử các nàng mang rồi,
đã có võ sĩ trong gia tộc hỗ trợ bưng lấy, một đoàn hơn 20 người lập tức đi tới khu vực truyền tống. Trên đường đi mọi người cười cười nói nói, hiển nhiên sắp được rời khỏi thành Hồng Nguyệt nên tâm tình đều vô cùng tốt. Kỳ tử địch nói, lần này chuyến đi địa lão thiên hoang quả thật thu hoạch thật lớn, sau khi trở về ta liền bế quan, tranh thủ có thể đột phá đến võ tôn thất tinh. Trên mặt Kỳ Phu lộ vẻ kinh hỉ, kích động nói. Nếu ngươi có thể đột phá đến võ tôn thất tinh, đó chính là tồn tại võ tôn cao giai, nếu vậy thì địa vị của hai mẹ con chúng ta ở thành Thiên Linh cũng vững vàng rồi. Kỳ phu nhân có chút vui đến phát khóc, lôi kéo tay của con trai nhìn không được có chút kích động. Kỳ tử địch cười nói. Mẫu thân đại nhân đừng cao hứng quá sớm, ta cũng chỉ là tranh thủ thôi. Kỳ phu nhân nói. Tóm lại ngươi chính là kiêu ngạo của vi nương, dùng thiên phú của ngươi khẳng định không có vấn đề gì đâu. Một đám người nghe nói kỳ tử địch muốn đột phá đến võ tôn cao giai đều cực kỳ mừng rỡ, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chủ tử thực lực mạnh, đám hạ nhân bọn hắn cũng cảm thấy có thân phận hơn. Khu vực truyền tống vẫn có không ít người, đều là truyền tống theo số thứ tự cả, hơn nữa kiểm tra thập phần nghiêm ngặt, tựa hồ như đang tìm người nào đó. Tất cả mọi người dưới sự điều hành nghiêm mật của cấm vệ quân cũng không dám lên tiếng, hào khí hết sức nghiêm túc. Đội ngũ không ngừng tiến dần về trước, mọi người thương hội Mạc Vũ đợi một hồi rốt cục cũng đến phiên. Phụ trách kiểm tra chính là một gã trung niên nhân gầy, nhìn thoáng qua người xấu xí trên cáng cứu thương, hắn hoảng sợ kêu lên. Oa a, đây là quỷ sao? Kỷ phu nhân vội hỏi. Đây là người bệnh của thương hội chúng ta, bộ mặt chúng độc, cho nên mới thành ra như vậy. Trong mắt người gầy lộ ra vẻ hồ nghi, hừ thoáng một phát. Lúc này mới dám lần nữa quan sát kỹ càng người kia, hắn nhướng mày, lẩm bẩm. Ồ, ngoại trừ nửa đầu tên tựa như quỷ ra, như thế nào cảm thấy có? Có cái gì chứ, còn không mau cho đi, ở đây còn rất nhiều người đang xếp hàng đấy. Ngay khi người gầy sinh lòng hoài nghi thì đột nhiên một tiếng giống to chấn khiến hắn nhảy dựng lên, chỉ thấy Chu Kinh Nghĩa trợn mắt chừng hắn, quát. Vị phu nhân này là bằng hữu ta, có phải ngươi muốn gây khó dễ không? Người gầy lại càng hoảng sợ, vội vàng xua tay nói. Chu ca nói đùa, ta làm sao dám, thì ra là người một nhà, phu nhân thỉnh, thỉnh. Kỷ phu nhân lộ ra thần sắc ngạc nhiên, đánh giá Chu Kinh Nghĩa, trong ấn tượng của mình cũng không có người mập mạp này a. Những năm gần đây chủ trì thương hội, gặp đủ các loại người muôn hình muôn vẻ, nếu có quên cũng rất bình thường, nhưng lấy thân hình Chu Kinh Nghĩa, căn bản không đến mức quên đến không có chút ấn tượng như thế chứ. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi. Chu Kinh Nghĩa không kiên nhẫn phất phất tay, liền nói với đội ngũ đằng sau. Tiến lên đây, nhanh lên một chút. Kỷ phu nhân cũng không nghĩ nhiều nữa, liền tiến lên trước, giao nguyên thạch tiến vào trong trận pháp. Rất nhanh, một đạo truyền tống chi quang sáng lên, mọi người thương hội Mạc Vũ lập tức biến mất khỏi thành Hồng Nguyệt. Chu Kinh Nghĩa lúc này mới quay đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng không hiểu, không hề để ý tới chuyện truyền tống nữa. Mà chạy vào trong thành. Thành Thiên Linh là một trong các thành chỉ thuộc về Đông Vực, lại không phải chủ thành, phải thông qua thành Trường Cốc đi vòng, mới có thể tiến đến. Thành Trường Cốc chính là một trong các chủ thành của Đông Vực, thương hội Mạc Vũ cũng có mở chi nhánh ở đây, kế hoạch của Kỷ phu nhân là đợi sau khi nhi tử có thể trùng kích đến võ tôn cao giai liền chuyển rời tổng bộ đến thành Trường Cốc. Dù sao có thực lực võ tôn cao giai, mặc dù là ở thành Trường Cốc cũng có thể sống yên ổn. Ha ha, Kỷ phu nhân, tử địch, để cho ta đợi một hồi thật lâu a. Mọi người thương hội Mạc Vũ rất nhanh đã đi tới phân bộ của mình, lập tức có một gã lão giả tóc bạc mặt hồng hào từ bên trong đi ra, tiếng cười sang sảng. Không đợi Kỷ phu nhân mở miệng, tử địch đã tiến lên nghênh nói. Nam thúc, Kỷ phu nhân lúc này mới cười nói. Nam thúc không biết nỗi khổ của chúng ta, thuật luyện sư các ngươi có đặc quyền có thể chen ngang truyền tống. Chúng ta thì phải lấy số đợi xếp hàng nữa. Tử địch vội hỏi. Nam thúc người đến xem, đây là một gã võ giả chúng ta gặp được trên đường, không biết sao lại bị thương thành ra như vậy, có thể thi triển diệu thủ cứu hắn một mạng không? Kỷ phu nhân trách nói. Đứa nhỏ này thực không hiểu chuyện, nam thúc là thân phận gì, há có thể tùy ý ra tay, để cho mấy tên thuật luyện sư của thương hội chúng ta xem một chút đi. Không sao. Nam thúc tay vuốt tròm râu nở nụ cười, hắn cũng liếc mắt thấy được cáng cứu thương ở sau lưng mọi người. Mấy tên võ giả kia vội vàng mang cáng cứu thương đến hậu viện thương hội,
Nam Thúc bắt đầu tản thần thức ra bao trùm lấy người xấu xí kia, tất cả mọi người im im lặng lặng chờ. Nam Thúc bắt đầu cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, theo không ngừng mà dò xét, sắc mặt bắt đầu trở nên cổ quái, sau đó lại nghi hoặc không thôi, lại trở nên ngưng trọng, cuối cùng trở nên ngạc nhiên và không biết làm sao. Bọn người Kỷ phu nhân ở tại một bên lặng lặng nhìn, không dám quấy rầy, thấy sắc mặt Nam Thúc biến hóa, đều cảm thấy có chút quái dị. Người này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồi lâu, Nam Thúc rốt cục mở miệng hỏi, ngữ khí cực kỳ ngưng trọng. Tử Lăng vội hỏi, là chúng ta phát hiện lúc hái phong tử tín ở bên ngoài Tử Vân Phong bên ngoài thành Hồng Nguyệt, lúc phát hiện hắn đã là thế này rồi, chắc vì đi vào địa lão thiên hoang nên mới tổn thương thành ra như vậy. Nam Thúc chợt nói, thì ra là bị thương trong địa lão thiên hoang, khó trách cổ quái như thế. Người này giống như chết không chết, nói sống lại không giống sống, ta cũng chưa bao giờ thấy qua tình huống bực này, sợ rằng không cách nào giúp hắn được rồi. Cái gì, ngay cả Nam Thúc người cũng bất lực sao? Lúc này ngay cả Kỷ phu nhân cũng giật mình, Nam Thúc chính là thuật luyện sư Tử Vân Phong, ở trong mắt nàng chính là tồn tại không gì không làm được, rõ ràng cũng thúc thủ vô sách. Nam Thúc nói, bình thường lâm vào loại trạng thái chết giả này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng đa số tình huống đều chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân sống lại. Phu nhân nếu muốn giúp hắn thì có thể lấy một quả ngũ hành hoàn đan cho hắn ăn vào, có lẽ có thể gia tăng tỷ lệ sống sót lên một chút đấy. Kỷ phu nhân biến sắc, quả quyết nói, mà thôi, người này ta không rõ, há có thể lãng phí một quả ngũ hành hoàn đan, đây chính là linh dược bát giai, giá trị vạn kim a. Nàng nhìn thoáng qua Tử Lăng, nói, người nọ là bốn người các ngươi mang về, vậy do các ngươi xử lý đi. Bốn ả nha đầu đều sửng sốt một chút, một người không biết sống chết như thế, các nàng xử lý như thế nào đây? Một gã võ giả vụng trộm truyền âm qua, nói, mang đến ngoài thành tùy tiện tìm một chỗ ném đi là được. Sắc mặt Tử Lăng hơi trắng bệch, khẽ lắc đầu. Hai tỷ nữ khác cũng không muốn quản nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại Bạch Vân nguyện ý giúp người, hai người mang người nó tới kho củi, tạm thời an trí ở đó. Kho củi thập phần đơn sơ, trời vào đêm, ánh trăng chiếu vào, chiếu lên trên thân người xấu xí kia. Thân thể người xấu xí này tựa hồ có chút nổi lên biến hóa, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trên người hắn bắt đầu hiện lên kim mang nhàn nhạt, hơn nữa trên làn da tựa hồ lộ ra bạch quan nhu hòa, ánh trăng vẩy lên người, phảng phất bị trực tiếp hút vào. Trong giới thần bi, bởi vì linh hồn Lý Vân Tiêu trọng thương nên giờ phút này vô cùng lờ mờ, toàn bộ bầu trời đều bị âm trầm bao phủ, tựa hồ như lâm vào tận thế vậy. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, đám nguyên lão tiến vào đầu tiên như đoạn Việt cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy cả. Trạng thái của giới thần bi cùng một nhịp thở với sinh tử Lý Vân Tiêu, nếu Lý Vân Tiêu thân vẫn vậy thì mảnh không gian này sẽ lần nữa biến thành vật vô chủ, người ở bên trong trừ phi có lực lượng phá vỡ thế giới. Nếu không sẽ không cách nào ra ngoài được, thẳng đến khi giới thần bi tìm được chủ nhân mới. Còn có một loại khả năng chính là giới thần bi cũng theo đó tan vỡ, phiến thế giới này trực tiếp chảy vào trong hư không, phiêu đãng trên không thiên võ giới, cuối cùng tiêu vong, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, chậm rãi diễn biến thành tồn tại giống như tứ đại tiên cảnh vậy. Sắc mặt mấy người trong giới thần bi đều cực kỳ khó coi, nhao nhao hội tụ đến Phương Thốn Sơn. Nhưng loại tình huống này, mặc dù là Viên Cao Hàn cũng không cách nào giải quyết, chỉ có thể thuận theo ý trời. Chỉ có một đạo thanh ảnh không ngừng xuyên qua dưới bầu trời lờ mờ này, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, đúng là yêu long hiển hóa ra long hình, ngay lập tức vạn giảm. Rốt cục, hắn ngừng lại ở trên không một mảnh đất hỏa hồng, đáp xuống trên một khối hồng thạch cực lớn. Dưới tảng đá là một cây tiểu thụ xanh mượt, hoàn toàn không hợp với bầu trời âm trầm kia. Yêu long ngưng giọng nói, Tiểu Ngô, lần này cần dựa vào ngươi cứu người rồi. Trên gốc tiểu thụ kia huyễn hóa ra bộ dáng một đứa bé, kinh sợ nói. Đừng chuyện gì cũng đánh chủ ý lên đầu ta thế. Yêu Long nói. Lần này sống còn, người nguyện cũng phải nguyện, không nguyện cũng phải nguyện thôi. Thân thể của hắn cũng hiện ra vẻ sáng ngời bất định, phiêu hốt không thôi, hắn cùng cộng sinh với linh hồn Lý Vân Tiêu, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Tiểu Ngô cười lạnh nói. Chính hắn không biết tự lượng sức mình, dẫn động nghiệp hỏa thiêu thân, hiện giờ ba hồn bảy vía đều đã bị đốt không còn gì rồi, coi như là ta lúc toàn thịnh cũng không có cách nào, huống chi là hiện giờ. Yêu Long cau mày, nói. Ta rõ ngươi đã từng đáp ứng Lý Vân Tiêu,
độ một tia thái nhất huyền khí cho hắn, chẳng biết có chắc chắn không. Thân hình Tiểu Ngô chấn động, ngưng giọng nói. Đương nhiên chắc chắn, chỉ là ngươi xác định hiện giờ liền cần sao. Thái nhất huyền khí chính là thiên địa sơ khai biến thành, nếu dùng tu vị võ đạo đỉnh phong hấp thu, rất có khả năng sẽ bước vào thập phương thần cảnh, nếu dùng trạng thái hiện giờ của hắn hấp thu, có lẽ có thể bảo vệ hắn một mạng, nhưng cũng mất đi cơ hội thành thần rồi. Yêu Long khẽ nói, mạng cũng mất còn thành thần gì, hiện giờ trừ thái nhất huyền khí của ngươi ra, ta đi đâu tìm ra cách cứu hắn một mạng đây. Nếu Lý Vân Tiêu thực chết rồi, Phượng Hoàng thần hỏa cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa, ngươi cũng không thể nào mỗi ngày đều hấp thu lực lượng thần hỏa như hiện giờ nữa rồi. Tiểu Ngô trầm tư một hồi, nói, tốt, vậy thì theo ý ngươi đi, thái nhất huyền khí bản thân ta cũng chỉ có một tia, sau khi độ cho hắn là đã đáp ứng lời hứa. Sau này các ngươi không được lại dùng bất luận lý do gì đều yêu cầu ta bất kỳ vật gì nữa. Yêu Long hừ một tiếng, nói. Ta sẽ không tìm ngươi nữa, đây là chuyện của Lý Vân Tiêu, ta không có cách nào thay hắn đáp ứng ngươi được. Trên mặt Tiểu Ngô hiện lên một tia nộ khí, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cắm rễ trong địa bàn người ta, nào có đạo lý không bị bóc lột chứ. Ngẫm lại cũng bình thường lại, hắn dù sao cũng là tồn tại đã sống vô số năm. Lý Vân Tiêu nhiều nhất chỉ sống được mấy trăm năm, chịu đứng mấy trăm năm cũng chẳng có gì. Tiểu Ngô nói, ngươi có thể đi rồi, ta sẽ độ nhập một tia huyền khí kia vào trong cơ thể hắn, đủ để chữa trị tất cả tổn thương thân thể hắn, nhưng linh hồn hắn đã bị đốt không còn gì rồi, có thể hoàn toàn phục hồi như cũ hay không ta cũng không chắc. Sắc mặt Yêu Long biến hóa, nói, nếu ngay cả thái nhất huyền khí cũng không thể cứu hắn, vậy thiên hạ này còn vật nào có thể cứu chứ? Hắn nói xong liền lóe lên rồi biến mất trên trời cao. Thần sắc Tiểu Ngô trở nên ngưng trọng lên, rất nhanh gương mặt cũng biến mất trên tiểu thụ kia. Trong kho củi, dưới ánh trăng thấp thoáng, trên thân thể Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa dị thường. Trong đan điền đột nhiên hiện ra một tia màu khí thức vàng nhạt, yếu ớt như tơ nhện, có chút xoay chuyển, cẩn thận nhìn lại giống như một ký hiệu kỳ dị đang không ngừng xoay tròn, càng ngày càng sáng. Không ngừng diễn sinh ra một tia khí tức, tản khắp bốn phương tám hướng. Trong linh hồn, Yêu Long khẩn trương ngưng mắt nhìn lại, loại đồ vật diễn sinh lúc thiên địa sơ khai này, mặc dù là vào niên đại chân linh tràn lan cũng là vật trong truyền thuyết, căn bản chưa ai thấy qua, đối với uy lực của nó cũng không rõ ràng lắm. Ở trong địa lão thiên hoang, sau khi Lý Vân Tiêu được Khương Sở Nhiên cứu đi, Nguyệt Đồng liền bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể với hắn. Mà Lý Vân Tiêu lại ôm quyết tâm hẳn phải chết tiếp tục thiêu đốt hồn phách, thà rằng đồng quy vu tận với Nguyệt Đồng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Nguyệt Đồng tự nhiên không chịu cùng chết với hắn, rốt cục cũng khuất phục. Sau khi linh hồn nghiệp hỏa dập tắt, ba hồn bảy vía đều đã bị đốt thương nghiêm trọng, mệnh huyền một đường, mà ngay cả Yêu Long cũng bị ảnh hưởng rất lớn, vô cùng suy yếu. Ý chí Lý Vân Tiêu càng trực tiếp tiêu tán, chỉ còn lại linh hồn chi quang yếu ớt đang hoảng hốt bất định. Thẳng đến khi thiên tư phá vỡ phong ấn, giết ra từ trong địa lão thiên hoang, toàn bộ tiên cảnh phong bế, hắn mới bị lập tức truyền tống ra, rơi xuống trong sơn mạch phụ cận Tử Vân Phong, bị bốn nha đầu Tử Lăng mang về. Giờ phút này tia thái nhất huyền khí kia chậm rãi tản trong người, tựa hồ không thấy thay đổi gì, nó dần ngưng tụ thành một đoàn khí, vẫn đang không ngừng biến lớn, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp. Một đêm qua đi, cũng chỉ lớn chừng móng út. Yêu Long thấy thế trong lòng chợt âm thầm lo lắng. Mọi người thương hội Mạc Vũ tựa hồ có việc ở thành Trường Cốc, cứ đợi ở chỗ này không rời đi. Tử Lăng không sai biệt lắm mỗi ngày đều đến xem xét tình huống Lý Vân Tiêu, còn thỉnh thoảng cầm một ít đan dược nhét vào trong miệng hắn, nghĩ biện pháp khiến hắn nuốt vào. Sáng sớm hôm nay lại chạy tới, lấy ra một quả đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng Lý Vân Tiêu. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ngươi ngược lại thật đành lòng, ngay cả ngưng bích đan ngũ giai cũng cho hắn nuốt vào. Tử Lăng lại càng hoảng sợ, sau đó giận dữ nói. Bạch Vân, ngươi làm ta sợ. Sau lưng đúng là Bạch Vân, nàng thở dài. Mấy ngày nay nhìn ngươi cả ngà đều chạy tới đây, ta cũng đến xem thử, không thể tưởng được ngươi vậy cho hắn dùng vào ngưng bích đan mà phu nhân cho ngươi. Đây chính là đan dược ngũ giai, giá trị thiên kim A, đây là phần thưởng cho việc hái dược ở thành Hồng Nguyệt. Phu nhân trong lúc cao hứng mới cho bốn người chúng ta mỗi người một khỏa A. Tử Lăng cười khổ nói. Đan dược vốn là dùng để cứu người, mấy ngày nay ta đã cho hắn ăn không ít linh đan nhị tam giai,
nhưng dường như không có phản ứng gì, cho nên chỉ có lấy ngưng bích đan này ra thử một lần thôi, hy vọng có thể có hiệu quả. Bạch Vân nói, ngay cả Nam Thúc đại nhân cũng thúc thủ vô sách, người sao có cách được, còn nữa chúng ta không thân cũng chẳng quen hắn, một khỏa ngưng bích đan giá trị cũng quá lớn rồi. Tử Lăng thở dài, ăn cũng đã ăn hết, hiện giờ hối hận cũng không kịp. Không nói nữa, ta phải đi dạo phường thị với thiếu gia rồi, hôm nay phường thị một năm một lần tại thành Trường Cốc bắt đầu, thiếu gia đã chờ mong từ lâu rồi. Trong mắt Bạch Vân hiện lên một tia dị sắc, hâm mộ cười nói. Tử Lăng tỷ tỷ được yêu thích nhất, nói không chừng ngày nào đó có cơ hội được thiếu gia thu vào dưới trướng cũng nên. Tử Lăng xấu hổ trên mặt một mảnh đỏ ửng, giơ tay lên muốn đánh tới Bạch Vân, nói. Dám giễu cợt ta. Hai nữ hì hì cười cười đánh thành một đoàn, Bạch Vân nghiêm mặt nói. Được rồi, Tử Lăng tỷ tỷ mau đi đi, đừng để thiếu gia chờ sốt ruột. Hơn nữa ta vừa rồi nói cũng không phải không có căn cứ. Trong bốn vị tỷ nữ thiếp thân của phu nhân, chỉ có Tử Lăng tỷ tỷ là được thiếu gia và phu nhân yêu thích nhất, nếu ngày nào đó vạn hạnh được thiếu gia thu thì ngàn vạn đừng quên tỷ muội chúng ta đấy. Tử Lăng ngượng ngập nói. Thiếu gia là nhân vật kinh thế bực nào, sao có thể nhìn chúng ta, có bao nhiêu nữ tử hào môn đại gia muốn làm thiếp cho thiếu gia, đều bị phu nhân thoái thác đấy. Bạch Vân nháy mắt, cười đùa nói. Phu nhân thoái thác chính là vì để Tử Lăng tỷ tỷ thượng vị đấy. Tử Lăng nói. Ngươi thật sự là muốn ăn đòn. Hai người lại cười hì hì chọc ghẹo một hồi, lúc này mới rời khỏi kho củi. Một lát sau. Hồn thể yêu long trực tiếp hiển hóa ra trên người Lý Vân Tiêu, đứng ở trước người hắn, cau mày nói. Thứ linh tinh gì thế này? Hắn một chưởng vỗ vào trên người Lý Vân Tiêu, trực tiếp chấn miếng ngưng bích đan kia ra, tiện tay bóp thành nát bấy. Tuy rằng những đan dược đê giai này rất ít ảnh hưởng đến Lý Vân Tiêu, nhưng hiện giờ đang đứng ở thời khắc sinh tử, hắn không được phép có nửa điểm ảnh hưởng. Yêu long hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra vài đạo quyết ấn. Hạ cấm chế ở bốn phía kho củi, có thể che giấu tất cả khí tức bên trong, để tránh biến hóa trên người Lý Vân Tiêu bị người phát giác. Sau khi làm xong tất cả, hắn mới quay trở lại trong cơ thể Lý Vân Tiêu, hết sức ổn định linh hồn chi quang yếu ớt kia, khiến nó không đến mức dập tắt. Thân thể Lý Vân Tiêu mấy ngày qua tựa hồ biến hóa không lớn, nhưng thương thế quả thật đang chậm chạp phục hồi như cũ, tia thái nhất huyền khí trong cơ thể cũng đã diễn hóa đã đến lớn chừng trứng gà. Vẫn huyền trong đan điền không nhúc nhích. Đêm đến, Lý Vân Tiêu vẫn tắm dưới ánh trăng, trên người cũng phát ra kim quang yếu ớt, đang chậm chạp chữa trị lấy. Huyền khí giống như trứng gà tựa hồ bắt đầu xuất hiện khác thường, một tia lực lượng bắt đầu chậm chạp tràn ra, sau đó càng ngày càng mạnh, phảng phất vô số dòng suối nhỏ, thời gian dần trôi qua rót thành sông lớn, lại hội tụ thành dòng, cuối cùng hợp nhất nhập biển cả. Rốt cục có biến hóa. Yêu Long dương đôi mắt, trở nên khẩn trương dị thường, đối với loại vật trong truyền thuyết này, không ai biết sẽ xảy ra gì, mặc dù là bản thân Côn Ngô thần thụ cũng không rõ ràng. Cổ lực lượng kia vốn nhảy vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, trực tiếp đả thông kỳ kinh bách mạch, rót vào trong mỗi một tấc cơ bắp cốt cách, cả người lập tức trở nên một mảnh sáng trưng, kim quang lập lòe, bắn về phía tứ phương. May mắn bốn phía có cấm chế yêu long thiết hạ, toàn bộ kho củi một mảnh kim quang sáng trưng, nhưng không thể chiếu ra ngoài chút nào cả. Bốn dạng khủng bố nơi hai mắt Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu dần dần khôi phục, kinh mạch đỏ bừng dần biến nhạt, cuối cùng biến mất, hai mắt sưng lên cũng khôi phục bình thường. Khuôn mặt tuấn lãng kia đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa bên ngoài làn da ngoại trừ hiện ra màu vàng da, còn có một tia bóng loáng như ngọc, ẩn chứa hào quang. Thân thể tổn hại vào thời khắc này không chỉ khôi phục lại, hơn nữa đạt đến trình độ cưỡng hãn trước nay chưa từng có. Tựa hồ trong mỗi lỗ chân lông đều tràn ngập năng lượng mạnh mẽ, tùy thời đều sẽ bạo phát ra vậy. Cổ lực lượng kia sau khi triệt để chữa trị thân thể Lý Vân Tiêu, rốt cục trào vào linh đài thức hải, thẳng vào trong linh hồn. Yêu Long nín hơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cảm nhận được lực lượng mênh mông như trời xanh kia, phảng phất núi cao ngật đứng, khiến trong lòng của hắn sinh ra cảm giác cực kỳ kính sợ, nhịn không được phủ phục xuống, dưới cổ lực lượng này tất cả đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Linh hồn chi quang yếu ớt của Lý Vân Tiêu dưới cổ lực lượng này ôn nhuận cũng dần yên ổn lại, giống như cây non trên thổ địa phì nhiêu hấp thu lấy chất dinh dưỡng vậy. Không chỉ có hồn quang yếu ớt kia, mà ngay cả Yêu Long cũng cảm thấy lực lượng toàn thân bỗng nhiên tăng mạnh, thân ảnh hoảng hốt bất định cũng không ngừng ngưng thực.
Bỗng nhiên ngay lúc đó, từ trong đan điền Lý Vân Tiêu tuôn ra một đoàn ma khí màu đen, điên cuồng phóng ra ngoài cơ thể, tựa hồ muốn lao ra lồng giam thân thể nhưng lại trực tiếp bị huyền khí chi lực phản chấn trở về, khốn trong đan điền không cách nào thoát thân. Đoàn ma khí kia hiển hóa ra dung nhan ma chủ đế, hoảng sợ chạy thục mạng mọi nơi, nhưng vô luận thế nào cũng không thể thoát khỏi huyền khí giam cầm, hơn nữa mỗi lần va chạm, lực lượng liền suy yếu vài phần. Đây là vật gì, thậm chí ngay cả ma nguyên chi lực của ta cũng có thể thôn phệ. Đế đã thấy nóng nảy, ma nguyên chi lực cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí không dưới cửu thiên đế khí, chưa từng nghĩ đến còn có thứ có thể hấp thu nó. Lý Vân Tiêu mau dừng tay, chuyện gì cũng từ từ a. Phân thân đế khẩn trương, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng Lý Vân Tiêu sao có thể nghe được chứ? Thời gian dần qua, lực lượng do thái nhất huyền khí biến thành cũng chậm rãi diễn sinh, rốt cục đã xua tán đế chi phân thân, thôn vệ không còn lại gì. Không chỉ ma khí bị nuốt, mà ngay cả một ít đoàn thần dịch lực, dưới loại huyền khí này cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, rất nhanh đã tiêu tán hầu như không còn. Tất cả lực lượng trong cơ thể Lý Vân Tiêu vào thời khắc này toàn bộ đều bị đồng hóa mất, chỉ còn lại loại năng lượng thiên địa thuần chính nhất từ thời khai thiên tích địa đến nay đang ôn nhuận lấy kinh mạch, thân thể và hồn phách của hắn. Mấy ngày kế tiếp, Tử Lăng cũng không đến, có lẽ là đi dạo phường thì quá bận rộn nên không cách nào có thời gian nhàn rỗi. Rốt cục, hào quang dị tượng trong kho củi cũng dần mờ lại, cả người Lý Vân Tiêu cũng đã khôi phục bình thường, im im lặng lặng nằm ở chỗ kia, vẫn nhắm nghiền lấy hai mắt. Yêu Long có chút lo lắng, trải qua mấy ngày này được thái nhất huyền khí cải tạo, hiện giờ than A thể Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, dù là linh hồn chi lực cũng đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn không thấy hắn tỉnh lại. Hơn nữa Yêu Long trong lần cải tạo kia cũng đã tăng hồn lực về lại trạng thái cửu giai, nếu hiển hóa ra cũng đủ đánh một trận với cường giả võ đế đê giai rồi. Ngay khi tất cả đều đạt đến đỉnh phong, chút năng lượng thuần khiết kia trong cơ thể Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Đây là có chuyện gì? Yêu Long cả kinh, loại lực lượng mênh mông vô cùng vô tận kia từng chút biến mất trong cơ thể Lý Vân Tiêu, rút lui giống như thủy triều vậy, hắn hoảng sợ nói. Côn Ngộ Thụ, huyền khí chi lực sao không còn nữa? Thanh âm Tiểu Ngô truyền đến, mang theo vẻ tiếc nuối cực độ, giận dữ nói. Quả nhiên, dùng trạng thái trước mắt của hắn căn bản không cách nào thừa nhận nổi chỗ tốt của thái nhất huyền khí, chỉ có thể phục hồi thương thế như cũ, mà không thể lưu cổ lực lượng này lại, thật tiếc nuối, quá mức tiếc nuối rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo tiếc hận và chán nản cực độ, còn có ý trách cứ, phàn nàn nói. Nếu sau khi Lý Vân Tiêu tỉnh lại biết rõ việc này, tất nhiên sẽ trách tội ngươi. Yêu Long trầm mặc một chút, cười lạnh nói. Nếu ngay cả người cũng chết, đồ lưu lại để làm gì chứ? Ngược lại ngươi nói thái nhất huyền khí nghiêu bức như vậy, sao lực lượng của hắn chỉ là võ tôn đỉnh phong, hồn lực cũng chỉ là bát giai đỉnh phong mà thôi, không thể đột phá chứ? Côn Ngô Thần Thụ cảm giác mình tựa hồ bị coi thường, cả giận nói. Ai nói cho ngươi biết thái nhất huyền khí có thể tăng lên cảnh giới chứ? Đây chính là một đám thanh khí lúc thiên địa sơ khai, vũ trụ hỗn độn, từ đạo sinh nhất, nhất mạch hóa tam thanh sinh ra, là thứ tiếp cận đạo chi bản nguyên nhất. Dưới loại lực lượng gần như bổn nguyên này, tất cả lực lượng của Lý Vân Tiêu đều bị đồng hóa vào, hơn nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong còn gì. Phải biết rằng hắn trùng kích võ đế thất bại, căn cơ võ đạo hư hao, cảnh giới cũng đang không ngừng ngã xuống. Tăng thêm linh hồn bị nghiệp hỏa đốt gần hết, đây đều là thương thế hẳn phải chết, nhưng dưới thái nhất huyền khí lại khôi phục lại hết. Hơn nữa thái nhất huyền khí phương diện trọng yếu nhất chỉ là cảm ngộ đạo chi bản nguyên, đây chính là thứ còn cường đại hơn quy tắc cả vạn lần. Thiên hạ hôm nay đã không có cường giả thần cảnh, nếu Lý Vân Tiêu có thể dùng thực lực võ đế cửu tinh đỉnh phong đi cảm ngộ tia huyền khí này thì rất có khả năng sẽ trùng kích đến thập phương thần cảnh, nhưng bây giờ toàn bộ đều tiêu hết sạch, đáng tiếc. Thật sự rất đáng tiếc a. Côn Ngô Thần Thụ càng nói càng bi quan, có chút cảm giác lòng như đao cắt. Cái này cũng khó trách, hắn sống không biết bao nhiêu năm cũng mới chỉ thai nghén ra chút đồ như vậy, không ngờ lại dùng để chữa thương, bảo hắn sao có thể không đau lòng cho được. Ách, thì ra là thế. Yêu Long nghe cũng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, nhưng dưới loại trạng thái này, trùng kích võ đế thất bại khiến căn cơ võ đạo tan vỡ, cảnh giới bắt đầu ngã xuống. Linh hồn lại thiêu hủy 7-8 phần 10, cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Nghe Côn Ngô Thần Thụ nói vậy, tổn thương của Lý Vân Tiêu hắn đã hoàn toàn tốt mới đúng,
Hơn nữa hắn cũng phát hiện phân thân ma chủ cũng đã bị thái nhất huyền khí đồng hóa mất rồi, giờ phút này đã không còn chút nào nữa, cũng không biết về sau sẽ có cảm giác gì nữa, hắn vừa mừng vừa lo. Hơn nữa hiện giờ hồn lực cũng đã khôi phục đến bát giai đỉnh phong, khí tức cực kỳ cường đại, lại thủy chung không thấy hắn tỉnh lại. Yêu Long nhịn không được hỏi. Hắn khi nào có thể tỉnh? Côn Ngộ Thần Thụ nói. Cái này phải xem chính hắn rồi, theo lý thuyết hắn có lẽ đã có thể tỉnh lại, ta nghĩ là chính bản thân hắn không muốn tỉnh dậy đi. Tiểu tử này tuy rằng ngày bình thường tùy tiện, toàn thân tràn ngập khí tức lưu manh, nhưng lòng tự trọng vẫn rất cao. Lần này thể xác và tinh thần đều lọt vào trọng thương, cần một chút thời gian để hắn khôi phục, thời gian chính là thuốc tiên tốt nhất. Sắc mặt Yêu Long cổ quái nói. Ta sao phát hiện ngươi nói rất có triệt lý a? Côn Ngộ Thần Thụ khẽ nói. Lão phu sống không biết bao nhiêu năm tháng, hiện giờ sinh linh nào mà không phải là hậu bối vô số đời của lão phu chứ? Yêu Long tức cười, mặt đầy mồ hôi. Ánh trăng chiếu vào trên mặt Lý Vân Tiêu, lộ ra thập phần an tường, nhưng dưới vẻ an tường nhàn nhạt kia lại là thống khổ khó nói nên lời, khiến cường giả tuyệt đại như hắn cũng không muốn mở mắt ra, tình nguyện vĩnh viễn hôn mê như vậy. Lúc này bên ngoài kho củi truyền đến một tiếng quát tháo, cẩn thận nghe qua, đúng là thanh âm của Thanh Thúy kia. Hồng Sam, ngươi làm gì thế? Ngay sau đó nghe thấy một hồi thanh âm dồn dập, tựa hồ Hồng Sam kia đụng phải cái gì đó, liên tục phát ra thanh âm hư hư. Liền nghe Hồng Sam lo lắng nói. Thanh Thúy muội muội, ngươi muốn hại chết ta sao? Thanh Thúy cau mày nói. Ngươi thật sự muốn suốt đêm đào tẩu, ngươi làm như vậy sẽ rước đại họa cho phu nhân và thiếu gia đấy. Hồng Sam lạnh lùng khẽ nói. Đại họa, hiện giờ chúng ta mới là thật đại họa lâm đầu rồi, chẳng lẽ ngươi thật không biết Tân Đồng Đồng kia tu luyện tà công gì sao? Phu nhân đưa bốn người chúng ta cho Tân Đồng Đồng kia làm tỷ nữ, kỳ thật chính là muốn chúng ta mất mạng. Sắc mặt Thanh Thúy cũng có chút trắng bệch, nói. Ta cũng từng nghe nói, vị nhị công tử Tân gia tu luyện thải âm bổ dương chi thuật, thích nhất thái bổ tu luyện nữ tử còn trinh. Không chỉ có thế, hắn còn có sở thích hành hạ nữ tử đến chết, phàm là bị hắn thái bổ qua đều giống như đống bùn nhão, mỗi người đều bị ngược đãi đến chết. Thì ra ngươi cũng biết, vậy còn không trốn đi. Trên mặt Hồng Sam cũng không có chút máu, cắn răng nói. Tục truyền thiếu nữ bị nhị công tử Tân gia phá hủy không có một vạn cũng có 8.000 rồi, là tai họa 10 phần. Chỉ bất quá thực lực bản thân hắn cao cường, lại là nhị công tử Tân gia nên không người dám gây, nếu ta và ngươi không đi thì ngày mai, có lẽ là ngày mai, có lẽ ngày kia sẽ trở thành một cỗ hủ thi ở nơi hoang vu mất. Thanh Thúy cũng sợ hãi, nói. Vậy có cần gọi Tử Lăng tỷ tỷ và Bạch Vân muội muội cùng trốn không? Bạch Vân ta đã gọi, nàng nói nếu là người thương hội Mạc Vũ, sẽ vì thương hội Mạc Vũ hiến thân, thật sự là gian ngoan mất linh. Hồng Sam cả giận nói. Về phần Tử Lăng, hừ đây đều là chuyện do nàng gây ra, nên bắt mình nàng đi hầu hạ tên biến thái Tân gia kia là được rồi. Nếu không phải lúc ở phương thị nàng được nhị công tử Tân gia coi trọng, Tử Địch công tử lại vì nàng cưỡng ép xuất đầu mà bị đả thương thì sao lại chọc phải phiền toái lớn như vậy, khiến phu nhân phải tốn hao số tiền lớn bồi tội, còn gán cả chúng ta vào nữa. Thanh Thúy nói, cũng không thể trách Tử Lăng tỷ tỷ được, đây đều là Tân nhị công tử kia biến thái, Tử Lăng tỷ tỷ cũng chỉ bị hại thôi. Hồng Sam lạnh lùng nói, hừ, không nói ngươi có đi hay không, không đi thì ta đi một mình, ngươi cũng không nên cản ta. Với tư cách là hảo tỉ muội nhiều năm, ta vẫn khuyên ngươi tranh thủ trốn chết đi thôi, cả đời đều vì thương hội mà sống, lần này cũng nên sống vì bản thân rồi. Tiếp theo là thanh âm Hồng Sam rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng Thanh Thúy kinh hô, mang theo cảm giác cực độ sợ hãi, nói. Phu nhân, sắc mặt nhị nữ đều thương trắng như tờ giấy, lòng trầm xuống, chỉ thấy cửa sau tiểu viện kia, kỳ phu nhân đang nhàn nhạt đứng ở đó, ánh trăng chiếu xuống. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Phu nhân. Hồng Sam cũng run rẩy hô một câu, trên mặt toát mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, còn kém trực tiếp quỳ xuống. Uy áp của kỷ phu nhân nhiều năm qua khiến nàng không hề dám phản kháng. Kỷ phu nhân lần này ngược lại cũng không trách cứ, chỉ giận dữ nói. Ta biết rõ các ngươi không có cam lòng, ta sao cam chứ? Bốn người các ngươi đều là ta một tay tài bồi ra, từ nhỏ đã ở cạnh ta. Tuy rằng ngày bình thường đối với các ngươi có điều hà khắc,
nhưng gần đây xem như nữ nhi vậy, làm sao nhẫn tâm để các ngươi đi chịu chết chứ? Hồng Sam quỳ bịch xuống, bi thống khóc ròng nói. Phu nhân cứu chúng ta, cứ để tỷ nữ khác đi thay chúng ta đi, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ phu nhân, đến chết cũng không đổi. Thanh Thúy vừa thấy, cũng vội quỳ xuống bên người Hồng Sam, mở miệng cầu xin tha thứ. Kỷ phu nhân nhìn xem hai người, thở dài. Ta cũng muốn tùy tiện tìm mấy thị nữ thay, nhưng tân nhị công tử nói, nhất định phải có tu vị ngoài võ quân, hơn nữa dung mạo cũng phải đẹp, bốn người các ngươi là thích hợp nhất rồi. Các ngươi từ nhỏ đã là cô nhi, được thương hội Mạc Phú thu dưỡng lớn lên, dạy các ngươi võ nghệ, cho các ngươi sinh hoạt giàu có, cũng đến lúc nên báo đáp thương hội rồi. Thân thể Hồng Sam run rẩy, khóc hô. Phu nhân, chúng ta không muốn rời khỏi phu nhân đâu. Trên mặt Kỷ phu nhân không chút biểu tình, lạnh nhạt nói. Việc này đã định, có cầu khẩn thế nào cũng không được, không bằng muốn cách làm sao để hầu hạ tân nhị công tử cao hứng thì hơn, nói không chừng còn có thể lưu lại mạng cho các ngươi, làm tiểu thiếp thiếp thân của hắn cũng nên. Nếu thật sự như thế, đến lúc đó thương hội Mạc Vũ còn phải nhờ các ngươi chiếu cố nhiều hơn đấy. Nàng vung tay lên, lập tức có hai võ giả đi ra, lập tức mang Hồng Sam và Thanh Thúy đi. Kỷ phu nhân im im lặng lặng đứng trong tiểu viện, nhìn lên ánh trăng trên trời cao, phiền muộn nói. Tử Lăng, ngươi sẽ không trách ta đi. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ từ đi ra, trong mắt có chút đỏ lên, đúng là Tử Lăng, gật đầu nói. Tử Lăng sao lại trách phu nhân, việc này đều do ta mà ra, là ta thực xin lỗi phu nhân, thực xin lỗi công tử, thực xin lỗi mọi người mới phải. Kỷ phu nhân liền nói. Việc này tuy rằng là ngươi gây ra, nhưng cũng không thể trách ngươi, về phần thương thế của tử địch cũng không nghiêm trọng, hơn nữa chuyện này không chừng sẽ là cơ hội để giao hảo với tân gia. Trên mặt Kỷ phu nhân trở nên nhu hòa, tiến lên kéo tay Tử Lăng ôn nhu nói. Tử Lăng a, trong bốn nha hoàn thì ngươi nhu thuận nhất, cũng được lòng ta nhất. Nếu không xảy ra chuyện này, ta vốn định để ngươi làm thiếp thất cho tử địch đấy. Tử Lăng kinh hoàng nói. Tử Lăng không dám, Tử Lăng nào có phúc phận này chứ? Kỷ phu nhân nói, ngươi là nha hoàn ta thích nhất, không cần tự ti. Lần này đi hầu hạ tân nhị công tử, ta thấy chưa hẳn đã có chuyện gì. Không ít nữ hài tử sau khi bị tân nhị công tử sủng hạnh vẫn sống rất tốt, cũng có tiền lệ bị bắt làm thiếp thất. Nếu ngươi có thể được tân nhị công tử thu làm thiếp thất thì về sau còn phải nhờ Tử Lăng ngươi giúp đỡ thương hội Mạc Vũ nhiều hơn rồi. Tử Lăng hốc mắt ửng đỏ, nói, nếu như có thể, Tử Lăng nhất định sẽ vậy. Kỷ phu nhân lộ ra mỉm cười, từ trong tay lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Tử Lăng nói. Trong này có một ít đông cung bí pháp ta thu thập, người bây giờ trở về hảo hảo tìm hiểu một chút, đêm mai có lẽ sẽ cần dùng đến đấy. Tân nhị công tử tuy rằng thân phận hiển quý, ngự nữ vô số, nhưng cũng là nam nhân, chỉ cần là nam nhân thì nhất định sẽ có biện pháp khống chế hắn. Tử Lăng cầm xê miếng ngọc giản, trên mặt một mảnh đỏ bừng, ngượng ngập nói. Phu nhân. Ta sẽ hết sức. Kỷ phu nhân lúc này mới thỏa mãn cười nói. Thời gian cũng không sớm, ngươi trở về hảo hảo tìm hiểu một chút đi. Tử Lăng đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn qua kho củi kia, nói. Phu nhân, người bệnh kia, có thể nghĩ cách chữa trị cho hắn không? Kỷ phu nhân lộ ra mê hoặc, lập tức chợt nói. Ngươi nói là người quái dị mấy ngày trước sao? Ngươi còn chưa xử lý sạch sao? Nàng theo ánh mắt Tử Lăng nhìn về phía kho củi kia, nói. Thì ra ngươi ném hắn vào đó. Cũng thế, nếu ngươi đã để tâm hắn như thế, cũng không biết là phúc phận hắn tu luyện mấy kiếp nữa. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi làm tiểu thiếp của tân nhị công tử, ta sẽ ban thưởng một miếng ngũ hành hoàn đan cho hắn, để hắn khởi tử hồi sinh. Tử Lăng nghe xong đại hỉ, nói. Đa tạ phu nhân, ngũ hành hoàn đan chính là linh dược bát giai. Theo nàng thấy tuyệt đối là thần đan, bất luận kẻ nào ăn vào cũng có thể khởi tử hồi sinh, người xấu xí kia lần này được cứu rồi. Mà đối với Kỷ phu nhân mà nói, một quả linh đan bát giai có thể đổi lấy lòng trung thành của một tiểu thiếp bên người tân nhị công tử, cũng coi như thập phần có lợi rồi, nàng cười nói. Đợi cứu sống người này, ta sẽ an bài hắn làm võ giả ngoại môn thương hội Mạc Vũ, nếu biểu hiện tốt liền tăng hắn vào nội môn. Tử Lăng khom người nói. Vậy Tử Lăng trước thay người nọ tạ ơn phu nhân, hiện giờ đã không còn sớm, Tử Lăng xin quay về tìm hiểu đông cung bí thuật này.
Tử Lăng đi rồi, Kỷ phu nhân một người trầm tư dưới ánh trăng, sau đó vung tay lên, lập tức có vài tên võ giả tiến tới, nghe nàng nói nhỏ phân phó vài câu, liền tản ra mọi nơi. Trong toàn bộ tiểu viện chỉ còn lại ánh trăng im ắng chiếu xuống, mang theo một tia thương cảm. Ngày thứ hai, toàn bộ thương hội đều bận rộn, bởi vì cửa ra vào chẳng biết lúc nào đa nhiều ra một kiệu hoa. Trên kiệu hoa vẽ lấy mỹ nhân cung nữ đổ ngũ thải tân phân, nữ tử trên đó lộ vẻ lòa lồ, dáng vẻ ngàn vạn, mỗi người đều kiều mị cười yếu ớt, nâng cốc đối ẩm, tràn đấy vẻ dâm mỹ. Mọi người trên đường phố thấy kiệu hoa như vậy, sắc mặt đều đại biến, vội vàng né tránh, sợ gây chuyện lên người. Đây là vật mà nhị công tử Tân gia dùng, chuyên môn dùng để đón nữ tử hắn chọn chúng. Mấy chục năm qua nữ tử mỹ mạo lên chiếc kiệu hoa này vô số, nhưng căn bản không ai sống sót trở về, có thể nói là đồ vật tà ác nhất thành Trường Cốc, nhưng tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì. Bên cạnh kiệu hoa tám gã võ giả chuyên môn khiên kiệu, còn có một gã quản gia chuyên chức đưa đón mỹ nữ. Tên kia lớn lên tai to mặt lớn, nhưng nguyên khí chấn động truyền ra từ trên người trong mơ hồ liền có thể thấy được hắn là một cao thủ rất mạnh. Võ giả trong thương hội Mạc Vũ Nguyên một đám ủ rũ, không dậy nổi tinh thần. Kỷ phu nhân lại xem chuyện xấu là chuyện vui, bày ra bộ dáng vui sướng hớn hở, một là muốn làm tốt quan hệ với Tân gia, hai là miễn cho khiến người chế giễu. Bốn tỷ nữ đều ăn mặc rất đẹp, khiến người liếc qua liền thấy kinh diễm. Nhưng nam nhân trong thương hội đều han thở, hơn nữa không thấy Kỳ Tử Định ở đây. Tử Lăng là người có biểu hiện bình tĩnh nhất trong tứ nữ, mà phản ứng của Hồng Sam lại kịch liệt nhất, khóc khiến trang điểm trên mặt đều lấm lem. Không muốn, ta không muốn đi. Hồng Sam liều chết liều sống chống cự, khóc đến chết đi sống lại, nhưng vẫn không có cách nào, bị một gã võ giả trực tiếp điểm vào yếu huyệt nơi yết hầu, khiến nàng triệt để yên tĩnh lại, không thể phát ra thanh âm nữa. Tên tổng quản béo đến đây nghênh đón híp mắt cười nói. Hắc hắc, cô gái nhỏ này đủ cay, nhị công tử sẽ thích đây. Hắc hắc, đám võ giả đến cùng cũng đều cười ha hả phóng đáng, bọn hắn đi theo bên người Tân nhị công tử cũng hưởng không ít diễm phúc, rất nhiều dược cặn sau khi bị Tân nhị công tử thái bổ vẫn chưa chết, mà rơi vào trong tay bọn họ, bị đám người này chơi đến chết. Cho nên những người này sau khi thấy bốn tỷ nữ của thương hội Mạc Vũ trong mắt đều phát ra ánh sáng. Nghe tiếng cười phóng đãng và ánh mắt không kiêng nể gì cả của những người này, dù là Tử Lăng cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn Kỷ phu nhân liền trực tiếp lên kiệu hoa. Kỷ phu nhân bình tĩnh cười nói với tổng quản béo kia. Bốn cô nàng kia không hiểu nhiều chuyện, mong rằng tổng quản đại nhân và Tân nhị công tử giáo dục các nàng nhiều hơn. Tổng quản béo híp mắt cười nói. Không hiểu chuyện cũng không sao. Bao nhiêu hoa cúc khuê nữ ở trong tay nhị công tử đều sẽ trở nên nhu thuận hiểu chuyện cả. Hắn từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, ném tới, nói. Đây là đã thuốc trị thương của Tử Địch, còn có chuyện tổng bộ thương hội Mạc Vũ rời đến thành Trường Cốc, nhị công tử chúng ta cũng đã để ở trong lòng rồi. Kỷ phu nhân đại hỉ, liên tục nói. Đa tạ tổng quản đại nhân. Đứng lại, các ngươi không thể đi. Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Một đạo quang mang từ trong tiểu viện vọt lên, đúng là Kỳ Tử Địch, hắn cắn răng cả giận nói. Ta không muốn thuốc của các ngươi, thả bốn người các nàng ra, thương hội Mạc Vũ tuyệt sẽ không cúi đầu với các ngươi đâu. Tử Địch, làm càn. Kỷ phu nhân khẩn trương, kinh sợ nói. Đừng hồ ngôn loạn ngữ, mau đi vào cho ta. Nàng một mặt quát tháo Kỳ Tử Địch, một đối mặt cười làm lành với tổng quản béo. Con của ta không hiểu chuyện. Tổng quản đại nhân ngàn vạn đừng trách móc. Trên mặt tổng quản béo lộ vẻ trào phúng, khinh miệt nói. Kỷ phu nhân, ta thấy quý công tử có phải là bị thương đầu óc không? Hãy tìm mấy danh y chữa trị cho hắn chỗ này đi, ha ha. Hắn chỉ xuống đầu của mình, cười ha hả không kiêng nể gì cả. Ha ha ha. Đám võ giả sau lưng đều cười đến ngã trái ngã phải, các loại mỉa mai trào phúng không thôi. Thật sự là tên ngốc không não. Tưởng rằng nơi này là thành thiên linh bọn hắn sao, ha ha. Thực lực võ tôn lục tinh ở thành thiên linh có lẽ có thể xưng bá, nhưng ở thành Trường Cốc chúng ta cũng chỉ bình thường thôi. Thôi đi, phế vật ngay cả thị nữ cũng không giữ được, còn có mặt mũi ra gặp ngươi. Các ngươi không thấy đâu, lần trước nhị công tử chỉ một chiêu đã đánh gục hắn rồi. Ha ha, đó là đương nhiên, nhị công tử chính là võ tôn cửu tinh đỉnh phong,
chỉ kém một bước nữa chính là cường giả võ đế, nói không chừng lần này sau khi hưởng dụng 4 tỷ nữ này liền trực tiếp thăng thành võ đế rồi. Kỷ Tử Địch xấu hổ giận dữ, một cổ nguyên lực nổ bung, chấn khai võ giả bốn phía xông lên giữ lấy hắn, trong tay hiện ra một thanh bảo kiếm, liền lâm không xông tới, muốn cứu 4 tỷ nữ. Kỷ phu nhân quá sợ hãi, vội vàng kêu lên. Tử Địch dừng tay, nhanh ngăn nó lại. Nhưng Kỷ Tử Địch là võ tôn lục tinh đỉnh phong, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, một bước liền vọt tới bên cạnh Kiệu Hoa, một thanh kiếm chỉ lấy tổng quản béo, cắn răng nói. Các người đi, người lưu lại, thương hội Mạc Vũ tuyệt sẽ không mang nữ nhân ra thỏa hiệp với các người đâu. 4 tỷ nữ cũng đi ra khỏi Kiệu Hoa, nguyên một đám cảm động không thôi, trên mặt chảy đầy nước mắt. Tổng quản béo cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Tiểu nhi vô tri. Hắn chống lấy bảo kiếm kia bước tới trước một bước, lồng ngực trực tiếp đặt ở mũi kiếm, hộ thể nguyên khí vậy mà trực tiếp ép cho bảo kiếm cong lại, sau đó một quyền đánh tới trường kiếm kia. Tổng quản đại nhân hạ thủ lưu tình. Kỷ phu nhân hét dầm lên, trái tim lập tức vọt lên cổ họng, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phanh! Trường kiếm của Kỷ Tử Địch lập tức bị chấn bay khỏi tay, liên tục lui lại mấy bước, hắn vốn là có tổn thương nơi thân, huống chi còn đối mặt với đối thủ cường đại hơn mình, bởi vậy căn bản không địch lại một chiêu của đối phương. Tiểu tử có chút bổn sự, nhưng vẫn quá trẻ tuổi, thế giới không chỉ đơn giản như thành thiên linh các ngươi đâu. Trong mắt tổng quản béo hiện lên một tia dữ tợn, một trường lập tức ấn tới trước ngực Kỷ Tử Địch. Hắn cũng nhìn ra Kỷ Tử Địch này là chỗ ký thác của Kỷ Phu Nhân, mà Kỷ Phu Nhân lại trưởng quản toàn bộ thương hội Mạc Vũ. Nếu mình có thể khống chế sinh tử tiểu tử này trong tay vậy thì bọn họ có thể không ngừng cung cấp các loại tài nguyên tu luyện và nữ sắc cho mình rồi. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng tổng quản béo không khỏi nóng lên, ấn ký nơi lòng bàn tay là bí pháp võ kỹ nào đó, chỉ cần Kỷ Tử Địch trúng chiêu, vậy thì tất cả đều sẽ do hắn khống chế. Kỷ Tử Địch hoảng hốt, dưới một trường này bản thân hắn căn bản tránh không thể tránh, chỉ có thể ngồi chờ chết. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm khí không biết từ chỗ nào lâm không mà đến, tựa hồ nắm chắc vị trí, trực tiếp chém xuống, mục tiêu đúng là tên tổng quản béo kia. Cái gì? Tổng quản béo trong lòng cả kinh, nếu mình muốn tổn thương Kỷ Tử Địch thì tất nhiên sẽ bị đạo kiếm khí kia chém trúng. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, hắn vội vàng rút trường lực về, muốn tránh đi đạo kiếm khí kia. Nhưng khiến trong lòng hắn kinh hãi chính là vô luận mình né tránh thế nào cũng bị đạo kiếm khí kia bao phủ, vậy mà không thể nào tránh được. Chuyện gì xảy ra? Trong đầu tổng quản béo hiện lên một cái dấu chấm, không kịp nghĩ nhiều, một kiện huyền khí hình thương trên tay lập tức phá phong ra, khí thế như cầu vồng nghênh đón lấy. Nếu đã không trốn được, vậy liền dùng lực phá lực, dùng lực lượng võ tôn của mình, chỉ cần đối phương không phải võ đế thì cũng không đến mức phải thua. Rầm rầm rầm, chiến thương kia chợt trực tiếp đứt gãy từng đoạn, kiếm khí lập tức nuốt tổng quản béo vào, tạc ra trên mặt đất một cái hố sâu không thấy đáy, tên tổng quản kia không còn chút xương cốt. A, à, lần này tất cả mọi người đều ngốc trệ tại chỗ, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, trọn vẹn sửng sốt vài giây đồng hồ, lúc này mới truyền đến từng tiếng hít mạnh. Đặc biệt là những võ giả tân gia kia, mỗi người đều hoảng sợ không thôi, tức giận nói. Ngươi, các ngươi thật sự là lật trời rồi, lại dám giết người tân gia ta. Kỷ phu nhân cũng ngốc trệ nửa ngày, thẳng đến khi đối phương hỏi tội, lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng giải thích nói. Không phải, không phải chúng ta làm đâu, cũng không phải người thương hội Mạc Vũ ta ra tay. Còn dám nói láo, thương hội Mạc Vũ quả nhiên là ăn tim gấu gan báo rồi. Mọi người tận mắt nhìn thấy, Kỷ Tử Địch lúc trước đã dùng kiếm chỉ vào tổng quản đại nhân mà. Đối mặt chính diện đánh không lại, vậy mà phái người núp trong bóng tối ra tay đánh lén, đáng chết ha. Những võ giả kia càng nói càng xúc động phẫn nộ, bọn hắn hoành hành ngang ngược ở thành Trường Cốc nhiều năm như vậy, đã bao giờ bị giáo huấn chứ? Vốn đã quen hung hăng càn quấy, mắt thấy tổng quản béo bỏ mạng, cả đám đều khó mà tin được, càng cực kỳ giận dữ. Nếu không phải thực lực không đủ thì đã sớm xông lên giết sạch người thương hội Mạc Vũ rồi. Kỷ phu nhân triệt để phát mộng rồi, dưới từng tiếng chất vấn kia, nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, giống như bị người đổ vào một thùng nước đá vậy, cực kỳ lạnh lẽo. Đột nhiên lại một đạo kiếm khí lâm không lao đến, vô cùng mau lẹ, nổ tung trên không, hóa thành hơn 10 đạo lưỡi dao sắc bén rơi xuống như mưa, mục tiêu đúng là đám võ giả tân gia kia. Không tốt,
đi mau. Đám võ giả Tân gia kia lúc này mới kịp phản ứng, đối phương có năng lực và đảm lượng trực tiếp diệt sát đại tổng quản, tự nhiên có thể miểu sát bọn hắn. Bọn hắn cả kinh đổ mồ hôi lạnh, đều tự trách mình ngày bình thường đã quen hung hăng càn quấy, đối mặt nguy hiểm vậy mà thoáng cái không kịp phản ứng, lúc này đã chậm rồi. Kiếm khí kia cực kỳ mạnh mẽ, mặc cho bọn hắn dốc lực thế nào cũng không cách nào ngăn cản. Phốc 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 phốc, ngay cả tham gia cũng chưa kịp phát ra, khiếu huyệt trên người những võ giả kia đã bị xuyên qua, nguyên một đám đột tử tại chỗ. Trong kho củi hậu viện thương hội Mạc Vũ, Lý Vân Tiêu nửa chết nửa sống nằm trong đống củi, một tay giơ lên cao cao, ngón trỏ chỉ thiên, trong miệng thì thào lầm bầm tự nói. Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh rồi. Sau đó hắn thả tay xuống, lại lật người, vùi đầu vào trong đám củi loạn kia. Yêu Long thở dài một tiếng thật sâu, nhưng trong lòng đã yên tâm lại. Xem ra Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có điều không cách nào đối mặt với sự thật Khương Sở Nhiên và Mộ Dung Trúc đều vì cứu hắn mà chết thôi. Mỗi người đều có một mặt yếu ớt, mặc dù là tuyệt thế võ đế, cũng có khó có thể thừa nhận được. Kỷ phu nhân bị một màn biến cố trước mắt làm bừng tỉnh khỏi khiếp sợ, trong con mắt trừng lớn mang theo vẻ sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Ngươi, ngươi, các ngươi. Người xem náo nhiệt bốn phía nguyên đám đều biến sắc, ý thức được đại sự không ổn, lập tức vội vàng tán đi như ong vỡ tổ, tin tức lập tức cũng bị những người này truyền bá ra. Mẫu thân đại nhân, cái này phải làm sao cho phải đây? Kỷ tử địch tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có gì bối rối, chỉ là trong lòng không có chủ ý thôi. 3. Kỷ phu nhân tát tới một cái, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ mang theo khóc nức nở nói. Ngươi, ngươi gây ra đại họa rồi. Kỷ tử địch bụng mặt, nói. Mẫu thân đại nhân, những người này không phải ta giết. Kỷ phu nhân run rẩy nói. Mẫu thân tự nhiên biết rõ, nhưng người Tân gia sẽ không tin a. Hơn nữa những người này đều vì ngươi ra tay cho nên mới chết. Khoản sổ sách này vô luận như thế nào cũng đều sẽ bị ghi trên đầu chúng ta thôi. Nàng sau sợ hãi ngắn ngủi liền lập tức khôi phục một tia trấn định, dù sao cũng đã lăn lộn nhiều năm rồi, nàng kéo kỳ tử địch lại, nói. Người đi mau, tranh thủ thời gian đi công hội thuật luyện sư tìm Nam Thúc, dùng lực lượng của Nam Thúc đủ để bảo vệ ngươi bình an, nếu có thể thì nhờ Nam Thúc ra mặt thay chúng ta nói chuyện. Kỳ tử địch quật cường nói. Ta không đi. Kỷ phu nhân dậm chân, giận dữ nói. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn không hiểu chuyện sao? Sắc mặt tất cả mọi người thương hội Mạc Vũ đều trắng bệch, đã biết chuyện nghiêm trọng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua phu nhân bối rối như thế bao giờ, hình tượng kỷ phu nhân ở trong suy nghĩ của bọn hắn vẫn luôn là đoan trang, quả cảm, cơ trí. Bốn tỷ nữ cũng hoàn toàn không biết làm sao, cẩn thận từng ly từng tí đứng bên cạnh Kiệu Hoa, nghe mùi máu tươi đầy đường, sắc mặt hết sức khó coi. Kỷ tử địch nói, vừa rồi hiển nhiên là có cao thủ ra tay. Cường giả như vậy bình thường đều dũng khí đầy người, đã dám ra tay thì đương nhiên cũng không sợ Tân gia. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao, thần thức tản ra nhưng không cảm ứng được gì, chỉ đành cất cao giọng nói. Vừa rồi đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, mong rằng đại nhân có thể hiện thân gặp mặt. Nhưng không trung không có nửa điểm thanh âm, kỷ tử địch nhíu mày, lần nữa hô mấy lần, vẫn không ai đáp lại. Kỷ phu nhân cũng hy vọng có người đi ra đảm đương. Nhưng lòng lại không ngừng chìm xuống. Thành Trường Cốc chính là một trong các chủ thành của Đông Vực, mà Tân gia và Xuất gia càng là hai thế lực lớn chấp trưởng Thành Trường Cốc, trong gia tộc có không ít cường giả võ đế tọa chấn, còn có các loại cường giả từ bốn phía tụ tập đến đầu nhập vào, căn bản không ai dám gây. Người ra tay đánh lén kia chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng rồi. Tử địch, người nghe Vi Nương một lần đi, lần này thật sự đã gây đại họa. Gây chuyện không tốt cơ nghiệp nhiều năm của thương hội Mạc Vũ sẽ bị hủy hoại trong một đêm đấy. Kỷ phu nhân bắt đầu cầu khẩn nói. Người tới giờ đều chỉ biết bế quan tu luyện, căn bản không biết tình đời hiểm ác, hôm nay chỉ có dựa vào thân phận thuật luyện sư của Nam Thúc mới có thể có một đường chuyển cơ. Nếu ngươi không đi tìm Nam Thúc, không chỉ toàn bộ thương hội Mạc Vũ, sợ rằng ngay cả Vi Nương cũng phải chôn cùng mất thôi, ngươi nhẫn tâm thấy mẫu thân chết sao? Kỷ phu nhân biết rõ nhi tử của mình luôn thiên lương chính trực, nếu yêu cầu hắn đào tẩu chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên mới cố ý uy hiếp hắn. Quả nhiên, sắc mặt kỷ tử địch đại biến, nghiêm nghị nói. Mẫu thân đại nhân thỉnh chờ ta ở đây, ta đi mời Nam Thúc đến. Hồng Sam đột nhiên đi ra, nói. Công tử,
ta đi cùng ngươi. Nàng cũng nhìn ra thế cục trước mắt, sợ rất nhanh cao thủ Tân gia sẽ giết đến tận cửa, chỉ có công hội thuật luyện sư mới là nơi an toàn duy nhất, cho nên nàng liền vội can đảm đứng dậy. Kỷ phu nhân sao không rõ tâm tư của nàng, hừ lạnh nói. Ngươi lưu đứng đợi cho ta, Tân nhị công tử đến, còn phải dựa vào mấy người các ngươi khiến nhị công tử giảm nhiệt khí đấy. Sắc mặt Hồng Sam thoáng cái liền trắng bạch, biết rõ tính toán của mình thất bại. Kỷ tử địch nói. Chư vị không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ thỉnh Nam Thúc ra, dùng thân phận Nam Thúc tất nhiên có thể điều đình việc này. Hắn quay người lập tức hóa thành một đạo quang mang, lao tới chỗ công hội thuật luyện sư Thành Trường Cốc. Công hội thuật luyện sư trải rộng đại lục, ở bất kỳ nơi nào cũng đều được hưởng danh dự và uy vọng cực cao, mọi người đều phải cho ba phần mặt mũi. Phanh! Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng máu tươi chiếu vào trời cao, thân thể kỳ tử địch trực tiếp rớt xuống, ngã trên mặt đất miệng lớn thổ huyết, giãy giụa, trong mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ. Tử địch! Kỷ phu nhân cả kinh kêu một tiếng, vội bước lên trước đỡ con mình, lập tức lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi cho hắn nuốt vào. Hừ, giết người Tân gia ta còn muốn đi. Trên bầu trời truyền đến một đạo lãnh ý, sau đó chậm rãi xuất hiện một đoàn hào quang, bay lượn vòng vo vài vòng ở trên không, lập tức rơi trên mặt đất, hiển hóa ra thân ảnh mấy người. Nhị công tử. Sắc mặt kỷ phu nhân lập tức trắng bệch, vội vàng che nhi tử ở sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong mấy người xuất hiện, toàn bộ đều một bộ lạnh như băng và châm chọc, chính giữa một gã nam tử xấu xí khuôn mặt bẹp, hai mắt lồi ra giống như cóc vậy đang ngồi trên bảo tọa, trong mắt lóe ra vẻ ác độc, lạnh giọng nói. Kỷ phu nhân, ngươi rất lớn mật đấy. Thân thể kỷ phu nhân không khỏi run rẩy, mang theo khóc nức nở nói. Mong rằng nhị công tử minh xét, tổng quản đại nhân tuyệt không phải chúng ta giết a, không nói đến chúng ta không có lá gan này. Mặc dù có, cũng không có thực lực này a. Hừ, không có lá gan này. Tựa hồ có mấy trăm người thấy con của ngươi đầu tiên rút kiếm chỉ tới, mà tổng quản trong lúc đấu lại bỗng nhiên không hiểu bị kiếm khí giết chết. Lá gan lớn như vậy, ngươi thật sự khiêm tốn rồi. Một gã võ giả sau lưng Tân Đồng Đồng lạnh lùng quát tháo, trên khóe miệng lộ ra nụ cười. Tân Đồng Đồng lười biếng nhếch chân lên, không nhịn được nói. Mấy ngày hôm trước trò chuyện với kỷ phu nhân thật vui. Ta còn tưởng rằng kỷ phu nhân là nhân vật thức thời, hiểu rõ đại cục, giờ đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của ta với ngươi rồi. Chuyện ngày hôm nay ngươi nói phải làm thế nào đây? Nếu muốn khai chiến với Tân gia ta thì bổn công tử tùy thời phụng bồi. Toàn thân kỷ phu nhân run lên, lại càng hoảng sợ, nhưng trong lòng lại dâng lên vẻ vui mừng, nghe giọng điệu của Tân Đồng Đồng thì chuyện hôm nay tựa hồ cũng không tệ như mình nghĩ, có lẽ còn có chỗ hòa hoãn. Nàng vội vàng nói. Nhị công tử nhất định phải minh xét, thương hội Mạc Vũ tuyệt không có ý mạo phạm Tân gia, chuyện hôm nay tuy không phải thương hội Mạc Vũ ta gây nên, nhưng thật vì thương hội Mạc Vũ ta mà ra, kính xin nhị công tử chỉ rõ nên xử trí thế nào, chúng ta nhất định sẽ dốc lòng tiếp nhận, không một câu oán hận. A, à, khóe miệng Tân Đồng Đồng lộ ra một tia trêu tức nghiền ngẫm, nói. Kỷ phu nhân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Tân Đồng Đồng ta cũng không phải người ngang ngược vô lý. Còn nữa, người chết không thể nào sống lại, dù thế truy cứu thế nào cũng vô dụng, tùy tiện bồi thường chút tổn thất là được rồi. Kỷ phu nhân sững sờ, không thể tưởng được đối phương không ngờ dễ nói chuyện như thế, nàng có chút không dám tin tưởng, vội hỏi. Nhị công tử đại lượng, không biết bồi thường này là bao nhiêu đây? Trong lòng nàng tâm thần bất định không thôi, nếu đối phương tùy tiện báo ra một con số trên trời, vậy thì thương hội Mạc Vũ phải phá sản rồi. Nếu thế thì kết quả cuối cùng cũng chẳng khác gì trước, nàng không có chút nhẹ nhõm nào cả. Trong mắt Tân Đồng Đồng bắn ra ánh sáng dâm mỹ, quét qua trên người đám tỷ nữ tử lăng một vòng, nói. Đầu tiên, xử nữ tư sắc và tu vị bực này ta muốn 20 người. Sắc mặt bốn tỷ nữ đều trắng bệch, mắt lộ ra tuyệt vọng. Cái này, kỷ phu nhân sửng sốt một chút, có chút khó xử nói. Thương hội Mạc Vũ ta tỷ nữ tu vị đạt tới võ quân chỉ có 4 người các nàng, tư sắc tương đương vẫn có một ít, yêu cầu có thể thấp hơn chút không? Làm càn! Một gã cường giả sau lưng Tân Đồng Đồng phẫn nộ quát. Nhị công tử đã khoan hồng độ lượng, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, các người vậy mà không biết tốt xấu như thế, còn dám nói điều kiện với công tử nữa.
Kỳ phu nhân bị Quát Tháo tâm thần chấn động, vội vàng nói. Không dám, tuyệt không dám. Ta nhất định nghĩ cách làm được, kính xin nhị công tử cho ta nhiều thời gian một chút. Những tỷ nữ xinh đẹp có tu vị võ quân còn lại cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền mua lấy rồi. Nàng biết đường để mua loại nữ tử có tu vị nhất định, hơn nữa tư sắc tuyệt hảo thế này, chỉ có điều họ đều có giá trên trời thôi, nhưng giờ khắc này cũng không thể quản nhiều vậy rồi. Ân, lúc này mới nghe lời nha. Khóe miệng Tân Đồng Đồng lộ ra một tia đùa giỡn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ phu nhân dò xét không chút kiêng nể, khiến tâm thần Kỷ phu nhân hỗn loạn, một hồi tâm hoảng ý loạn. Hắc hắc, điều kiện thứ hai nha, chính là Kỷ phu nhân theo ta hồi phủ, để cho ta nếm thử hương vị thế nào. Cái gì? Tất cả mọi người thương hội Mạc Vũ đều chấn động, Kỷ phu nhân càng là xét đánh vào người, thiếu chút nữa đã không thể đứng vững rồi. Kỷ Tử Địch ở sau lưng lại tức đến thiếu chút phun ra một búng máu, nổi giận gầm lên một tiếng muốn xông lên trước dốc sức liều mạng, bị hai gã võ giả thương hội cưỡng ép giữ lại. Tân Đồng Đồng nhe răng cười nói. Những tiểu cô nương này ta đã đùa giỡn nhiều uầy, nhưng thục phụ bộ dạng vẫn còn thùy mị, lại không mất đoan trang như Kỷ phu nhân ngược lại rất ít đấy. Ha ha ha! Đám võ giả sau lưng nguyên một đám đều cười như điên, ánh mắt không kiêng nể gì cả quét qua quét lại trên người Kỷ phu nhân. Kỷ phu nhân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, gương mặt xấu hổ đến phát tím, trước mặt nhiều người như vậy bị người đùa giỡn, nàng ngay cả lòng muốn chết cũng đã có. Biết rõ chuyện hôm nay khó có thể may mắn thoát khỏi, xem ra đối phương đã sớm có ý định nuốt chửng thương hội mình rồi, buồn cười chính là mình còn thấp kém đòn ý nói hùa đối phương, quả thật buồn cười đến cực điểm. Phu nhân đã sớm không phải thời kỳ trổ hoa rồi, sao có thể hợp với khẩu vị công tử chứ, hãy để cho Tử Lăng đến hầu hạ công tử đi, cam đoan công tử thỏa mãn, chỉ hy vọng công tử dơ cao đánh khẽ buông tha phu nhân và thương hội Mạc Vũ. Ngay khi tiếng cười nhạo mỉa mai nổi lên bốn phía, Tử Lăng từ từ đi ra, gật đầu nói, trên mặt cưỡng ép lộ ra một nụ cười. Trong lòng nàng cũng khẩn trương vạn phần, nhưng Kỷ phu nhân đối với nàng có ân dưỡng dục tài bồi, nàng đã chuẩn bị tốt xả thân báo đáp rồi. Trong đầu Kỷ phu nhân giờ phút này vẫn là một mảnh mê muội, khiếp sợ và cảm kích nhìn qua Tử Lăng. Hừ, hợp khẩu vị hay không chỉ có ăn qua mới biết được, không hợp khẩu vị có thể ban cho bọn thủ hạ dùng mà. Tân Đồng Đồng cười lạnh, đánh giá Tử Lăng vài lần, nói. Bất quá ta đối với người vẫn rất có hứng thú, bổn công tử ngự nữ vô số, người dựa vào gì dám cam đoan khiến ta thỏa mãn chứ? Trên mặt Tử Lăng nóng lên phát tím, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, nói. Ta học được rất nhiều bí thuật, nhất định có thể khiến công tử thỏa mãn. Tân Đồng Đồng tàn nhẫn cười nói. Ha ha, tốt ta thích kiểu người chủ động như vậy đi. Để mọi người nghiệm chứng xem thử ngươi có thật khiến ta thỏa mãn được không đi. Ngươi bây giờ hãy lột sạch quần áo, sau đó quỳ trên mặt đất bỏ qua ra, dùng miệng nhỏ của ngươi khiến bổn công tử thỏa mãn một chút xem thử. Cái gì? Tử Lăng toàn thân phát run, nước mắt sốt cục không nhịn được nữa, cơ hồ muốn té xỉu. Sao hả? Không chịu sao? Hừ, vậy bổn công tử thỏa mãn cái dám à? Thịt trên cái mặt cóc kia của Tân Đồng Đồng lập tức vặn thành một khối. Khẽ nói. Nếu bươi không chịu vậy hãy để cho phu nhân của các ngươi đến làm đi. Hắn vung tay lên, một gã võ giả sau lưng trên mặt lộ ra nụ cười đi về phía Kỷ phu nhân. Kỷ phu nhân sợ tới mức kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, lộ ra bộ dáng bất lực. Dừng tay mau dừng tay ta chịu, để cho ta tới đi, buông tha phu nhân. Tử Lăng lớn tiếng thút thít nỉ non nói, mặt giàn giụa nước mặt. Dưới ánh mắt mọi người cả người đều run rẩy, giống như một đóa hoa trong gió, tùy thời đều có thể héo tàn vậy. Người bốn phía ánh mắt không đồng nhất, võ giả thương hội Mạc Vũ đều xấu hổ cúi đầu, nhưng có người lạnh lùng nhìn qua, càng lộ ra vẻ dâm mỹ, hai mắt tỏa ánh sáng. Tân Đồng Đồng cười lạnh nói. Nếu chấp nhận thì mau làm đi, tính nhẫn nại của bổn công tử có hạn đấy. Đôi môi Tử Lăng đã cắn đến chảy máu, thân thể run rẩy lợi hại. Nhưng thần sắc trong mắt lại càng ngày càng kiên định, đưa tay tới chỗ đai lưng. Quả nhiên rất lớn mật, không hổ là dâm phụ ta dạy dỗ, ha ha. Võ giả sau lưng Tân Đồng Đồng lớn tiếng cười rộ lên dữ tợn. Các loại trào phúng và giễu cợt vọt tới, Tử Lăng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, khó có thể đứng vững, nhưng nghĩ đến phu nhân và công tử, còn có thương hội Mạc Vũ, lập tức lại cắn răng, bắt đầu cởi áo ra.
Tân Đồng Đồng liếm lấy miệng môi dưới, phía dưới trực tiếp dựng đứng lên, cười dâm nói. Cười quá chậm rồi, hãy để cho bổn công tử tới giúp ngươi a. Hắn đánh ra một trường, một đạo âm phong hội tụ đến, chấn tới Tử Lăng, định trực tiếp đánh nát quần áo toàn thân nàng, như vậy quang cảnh khẳng định nhìn sẽ rất đẹp. Tử Lăng mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhắm mắt lại, thân thể run run, tuyệt vọng nhìn trưởng lực kia đánh tới. Bỗng nhiên ngay lúc đó, cổ âm phong lực kia lập tức tiêu tán không chút dấu hiệu, biến mất không còn chút bóng dáng. Tử Lăng lạnh run đứng ở đó, mà ngay cả góc áo đều cũng không động chút nào. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, nói. Tốt rồi, người có thể chết rồi. Thanh âm kia lạnh lùng không có chút sinh khí nào cả, hoàn toàn không giống như được nói ra từ trong miệng nhân loại. Tân Đồng Đồng trong lòng chấn động, quát. Ai, là ai? Hắn đột nhiên phát hiện, ở ngay cách đó không xa, bên cạnh kiệu hoa chẳng biết lúc nào đứng thẳng một gã nam tử. Nam tử này hai tay ôm ở trước ngực, cả người tựa bên kiệu hoa, mang đến cho người cảm giác toàn thân vô lực. Khiến người kỳ quái nhất chính là hắn vậy mà làm một khung bằng gỗ chụp lên cổ mình, khiến cả đầu đều chui vào trong đó. Tân Đồng Đồng không dám khinh thường, hắn cũng đã nghe qua về chuyện tổng quản béo, biết rõ người xuất thủ thực lực cực cao, hơn nữa rất có thể đã là tồn tại võ đế, mà người trước mắt này tuy rằng quái dị, nhưng rất có khả năng chính là hung thủ giết tổng quản béo. Hắn quát lạnh. Các hạ rốt cuộc là ai? Dùng một cái khung gỗ chụp lên đầu mình, là sợ Tân gia ta nhận ra ngươi tới trả thù sao? Hừ, nếu không thể trêu vào thì cần gì phải trêu? Ngươi đây không phải là muốn bị coi thường sao? Người nọ tựa hồ thở dài thật sâu, buồn bã nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta dùng khung gỗ chụp lên đầu mình, chính là vì cảm thấy không có mặt mũi gặp người, không biết làm sao đi đối mặt, cho nên mới che mặt mình lại. Như vậy mới thấy đỡ hơn đôi chút. Hừ, nói xạo, giết ta người Tân gia thành trường cốc ta, trên đời này không ai cứu ngươi được rồi. Tân Đồng Đồng rất nhanh liền phát hiện đối phương cũng không phải là cường giả võ đế, lập tức buông lỏng không ít, trong mắt hiện lên một tia lăng liệt, trong miệng thở khẽ nói. Giết! Đám võ giả phía sau hắn lập tức gào thét xông tới, đều là cao thủ cấp bậc võ tôn, thân thủ cực nhanh, từ bốn phương tám hướng lao tới. Các loại lĩnh vực điệp ra lại với nhau, lập tức khóa người nọ lại. Long cong! Đột nhiên một đạo hàn quang lóe sáng, trực tiếp chiếu rọi ra ánh mặt trời, khiến mọi người đều nhức mắt. Tân Đồng Đồng nhìn không được lập tức nhắm mắt lại. A a a a! Trong chốc lát chợt nghe đến vô số kêu thảm thiết, dưới một kiếm tất cả cường giả võ tôn xông lên đều bị chém thành hai đoạn, có ngã trên mặt đất vẫn chưa chết, thê lương giấy ruộng run rẩy lấy, còn có trong miệng vài người kêu thảm công tử cứu ta. Khiến người thấy mà kinh hãi. Biến cố lần này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Kỷ phu nhân cũng chấn định lại, vội vàng phân phó một gã võ giả bên người, bảo hắn nhanh chóng đi công hội thuật luyện sư thỉnh Nam Thúc đến chủ trì cục diện. Tử Lăng sau bi thống, trên mặt đầy nước mắt kinh ngạc nhìn qua người nọ, tựa hồ nhận ra là Lý Vân Tiêu, nhưng đối phương đội một cái khung gỗ trên đầu, hơn nữa thân thủ cường đại như thế, khiến nàng không dám xác nhận suy nghĩ trong lòng. Tân Đồng Đồng lại càng hoảng sợ, vừa rồi hắn chẳng qua chỉ hơi nhắm mắt lại, cũng không thấy rõ đối phương ra tay thế nào, Lý Vân Tiêu vẫn hai tay ôm ở trước ngực, vô lực tựa bên kiệu hoa, cả người tràn đầy cảm giác tiêu tụy. Hai gã cường giả còn sót lại của Tân gia nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt nhau. Sắc mặt Tân Đồng Đồng cũng âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, các hạ dĩ nhiên là cửu thiên võ đế. Lý Vân Tiêu giờ phút này chỉ có tu vị võ tôn cửu tinh đỉnh phong, nhưng vừa ra tay trình độ lợi hại đã vượt qua phạm chủ võ tôn, cho nên Tân Đồng Đồng mới hiểu lầm hắn là võ đế. Tất cả mọi người chấn động, hoảng sợ không thôi. Đặc biệt là người thương hội Mặc Vũ, nghĩ thế nào cũng không rõ vì sao lại có cường giả võ đế vì giúp mình mà đắc tội Tân gia. Kỷ phu nhân cũng nhanh chóng chớ lại, nhưng không cách nào nhớ ra tồn tại như vậy. Sau khi ánh mắt vô tình đảo qua Tử Lăng đang kinh ngạc liền đột nhiên cả kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, lập tức sắc mặt đại biến. Kỷ phu nhân chính là người duyệt người vô số, nhãn lực rất mạnh, trong lòng sau khi nhớ lại, thoáng cái đã nhận ra thân phận Lý Vân Tiêu, đúng là người trẻ tuổi bị thương cực nặng được Tử Lăng an trí trong kho củi kia. Hắn dĩ nhiên là cửu thiên võ đế. Giờ phút này trong lòng Kỷ phu nhân nhấc lên cơn sóng gió động trời. Càng tràn đầy tư vi,
nhưng đa số vẫn là nuối tiếc. Nếu biết rõ người này là Cửu Thiên Võ Đế thì dù có dốc hết toàn lực cũng phải cứu hắn a. Thương hội bọn hắn nếu có Cửu Thiên Võ Đế tọa trấn thì không chỉ lực lượng thương hội sẽ tăng lên về chất, mà coi như là Tân gia cũng sẽ không khi dễ bọn họ như vậy nữa. Kỷ phu nhân phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Lăng, trong lòng cũng hiểu rõ ra, Lý Vân Tiêu nhất định là không đành lòng Tử Lăng chịu nhục, cho nên thà rằng đắc tội Tân gia cũng muốn đi ra, về phần khung gỗ trên đầu hắn, nàng cũng cho rằng là sợ bị người Tân gia nhận ra nên mới làm vậy. Kỷ phu nhân trong lòng đã có kế hoạch, đợi việc này qua đi, nhất định phải đánh tốt lá bài tẩy Tử Lăng này để làm tốt quan hệ giao hảo với tên Cửu Thiên Võ Đế này. Có cường giả võ đế tọa trấn, tuy rằng còn không cách nào đối kháng với Tân gia, nhưng ít ra đã có lực bảo vệ mình. Bất luận cường giả võ đế nào cũng đều là chủ lực tuyệt đối của tông môn, tổn thất không nổi, cho nên rất ít người dám khai chiến với võ đế, trừ phi là nơi y võ đế chạy đầy đường như bảy thế lực lớn. Quả nhiên, Tân Đồng Đồng sắc mặt âm trầm bất định, chậm rãi mở miệng nói. Các hạ có quan hệ gì với thương hội Mặc Vũ hả? Vậy mà can thiệp vào giết người Tân gia ta, chuyện này sợ rằng khó yên rồi. Lý Vân Tiêu vẫn là giọng điệu không chết không sống kia, nói. Giết cũng đã giết, có gì mà khó dọn dẹp chứ? Tân Đồng Đồng hừ lạnh nói. Hừ, giết cũng đã giết, nói thực nhẹ nhõm, nếu các hạ không cho Tân gia ta một cái công đạo, vậy thì các hạ sẽ lập tức bị cường giả võ đế Tân gia ta đuổi giết khắp thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói. Người chết không thể sống lại, vậy phải làm sao đây? Sắc mặt Tân Đồng Đồng lúc này mới thoáng hòa hoãn lại, nói. Quả thật, người chết không thể sống lại. Bọn hắn chết cũng là do tự mình chịu, vậy mà không có mắt, dám ra tay với một gã Cửu Thiên Võ Đế, là bọn hắn chết chưa hết tội. Nhưng Tân gia ta cũng không thể để bọn hắn chết không thế được, nếu không sẽ rét lạnh lòng mọi người. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Tân gia ta, trở thành khách khanh Tân gia ta, vậy thì chuyện hôm nay coi như xong. Hắn vung tay lên, hiển lộ khí phách rõ ràng, mạng của mấy tên cường giả võ tôn kia cứ vậy được định xong. Trong lòng Kỷ phu nhân khẩn trương vạn phần, sợ Lý Vân Tiêu cứ như vậy đáp ứng điều kiện đối, như vậy kế hoạch của nàng sẽ rơi vào khoảng không, hơn nữa vô luận từ phương diện nào mà xem, gia nhập Tân gia đều là một lựa chọn cực kỳ không tệ. Có một gã võ tôn bị chém thành hai đoạn chưa chết, nửa người trên bò tới, run rẩy nói. Công tử, làm chủ cho chúng ta đi. Tân Đồng Đồng cúi xuống, trên mặt tràn đầy vẻ thương hại, thở dài. Không phải ta không làm chủ cho các ngươi, mà là người chết không thể sống lại, đã chết thì mọi chuyện thành không, hảo hảo mà chết đi, còn muốn nhiều như vậy làm gì chứ, cho dù báo thù cho các ngươi cũng không sống được nữa mà. Cường giả võ tồn còn lại một nửa thân thể kia giả lập tức trừng mắt, cứ như vậy bỏ mạng không cách nào nhắm mắt. Lý Vân Tiêu nói, không có hứng thú. Sắc mặt Tân Đồng Đồng đột biến, lạnh giọng nói, các hạ xem ra là muốn chết. Vậy chuyện hôm nay ngươi định cho ta công đạo thế nào đây? Lý Vân Tiêu nói. Giết bọn hắn, chính là bàn giao với ngươi. Nếu còn muốn nữa, ngay cả ngươi cũng giết. Tất cả mọi người đều chấn động, sắc mặt đại biến, không thể tưởng được tiểu tử này lại dám nói ra lời ngoan lệ như thế. Mặc dù là Cửu Thiên Võ Đế, cũng không ai dám ở thành Trường Cốc nói chuyện với công tử Tân gia như vậy a. Trên mặt Tân Đồng Đồng như phủ một tầng băng sương. Biết rõ người này không cách nào thu cho mình dùng rồi, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát khí, lạnh giọng nói. Giết! Hai cường giả sau lưng hắn lập tức phóng xuất khí tức trên người ra, người chung quanh lập tức cảm giác được áp lực rất mạnh đập vào mặt, những người tu vị yếu kém càng bị chấn hộc máu tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tử Lăng và bốn tỷ nữ kia cũng thế, ngực phảng phất như bị búa tạ đập vào, nhổ ra một búng máu gục xuống. Cửu Thiên Võ Đế. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua, lại sắp xảy ra quyết đấu giữa võ đế, trong lòng mọi người đều sợ hãi, sợ lan đến gần mình. Tân Đồng Đồng lúc này cũng đứng lên khỏi bảo tọa, từng bước một đi xuống, âm thanh hung dữ nói. Vừa vặn, bản thiếu gia cũng vừa bước vào võ đế chi cảnh, còn chưa bao giờ động thủ với ngươi, ngươi là người thứ nhất. Ba gã võ đế từ từ đi tới chỗ Lý Vân Tiêu. Người thương hội Mặc Vũ sắc mặt còn khó coi hơn cả gan heo, thầm kêu nguy rồi. Kỷ phu nhân cũng khẩn trương, không ngừng nhìn về xa xa, hy vọng Nam Thúc có thể xuất hiện kịp thời.
Lý Vân Tiêu thấy Tử Lăng bị khí thế đối phương chấn thương đánh bay, lập tức lạnh giọng nói. Chết! Hắn Lâm Không điểm ra một ngón tay, lập tức ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiện ra trên tay phải hắn, hóa ra ba đạo kiếm ý, Lâm Không chém tới. Ba người Tân Đồng Đồng vốn tràn đầy tự tin, dù sao cũng là dùng ba địch một, cơ hồ là kết quả tất thắng, nhìn đối phương một chiêu ra ba kiếm, muốn lấy một địch ba, trong lòng đều cười lạnh, trong tay hóa ra huyền binh nghênh đón lấy. Rầm rầm rầm, chỉ nghe thấy ba đạo thanh âm binh khí tương giao, sau đó ba người Tân Đồng Đồng liền bất động tại chỗ, trên thân thể bảo trì tư thế nghênh địch, nhưng trong mắt ba người đều lộ ra vẻ sợ hãi vô tận. Ngươi, ngươi! Tân Đồng Đồng thốt ra mấy chữ, hoàn toàn không thể tin đối phương không chỉ lấy một địch ba, hơn nữa chỉ cần một chiêu, càng thêm không thể tin tưởng là mình vậy mà lại chết, hơn nữa còn chết ở thành Trường Cốc. Sau đó Tân Đồng Đồng liền triệt để mất đi sinh cơ, ngã trên mặt đất chết mất, hai gã cường giả võ đế khác sau đó cũng ngã xuống đất bỏ mạng. À, cái này! Tràng cảnh này lập tức khiến mọi người đều triệt để ngốc trệ, trong đầu tất cả đều vang lên ông ông. Khó có thể lý giải chuyện mà mình thấy. Kỷ phu nhân cũng triệt để ngốc trệ, vốn tưởng rằng mình nhất định sẽ thấy chém giết kinh thiên động địa, vùng kiến trúc nơi này đều sẽ bị phá hủy. Sau đó Lý Vân Tiêu lấy một địch ba chống đỡ hết nổi, thời khắc mấu chốt Nam Thúc chạy đến điều đình, ai biết chỉ trong tích tắc, ba gã cửu thiên võ đế cường đại đã bỏ mạng như vậy. Xa xa một đạo quang mang chạy như bay đến, ba đạo thân ảnh thoáng qua đã đến, một người trong đó đúng là Nam Thúc, còn chưa rơi xuống đã hô lớn. Nhị công tử hạ thủ lưu tình. Hai người khác cũng là thuật luyện sư thất giai, hơn nữa đều rất có danh vọng ở thành Trường Cốc, quan hệ với Tân gia cũng khá hòa hợp. Nam Thúc biết rõ sự biến thái và cường hoành của Tân Đồng Đồng, sợ đối phương không bán mặt mũi cho mình, cho nên lập tức lại kéo hai người cùng đi, như vậy cũng nắm chắc hơn chút. Ba người vừa rơi xuống, liền thấy được thi thể đầy đất, lòng Nam Thúc lập tức trầm xuống, thẳng đến khi ánh mắt nhìn đến Kỷ phu nhân mới nhẹ thở ra. Thầm nghĩ còn chưa đến muộn. Mà tử địch mặc dù trọng thương nơi thân, bị hai gã cường giả áp chế không thể nhúc nhích, nhưng lấy ánh mắt của hắn rất dễ nhìn ra chỉ bị ngoại thương mà thôi, rất dễ dàng phục hồi như cũ. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Nam Thúc ân cần hỏi thăm, ánh mắt quét qua, nói. Tân nhị công tử đâu rồi? Không người lên tiếng, Kỷ phu nhân cũng ngốc trệ không thôi, nàng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại được. Kỷ tử địch nhìn Lý Vân Tiêu thật sâu, lúc này mới nói. Nam Thúc, Tân Đồng Đồng đã bị chết. Ân, chết rồi sao? Nam Thúc kinh ngạc hỏi, sau đó đột nhiên hoảng hốt, khiếp sợ nhảy dựng lên, vội vàng nói. Cái gì, ngươi nói cái gì, chết rồi sao, ai chết hả? Kỷ tử địch hít một hơi thật sâu, chỉ vào thi thể trên đất nói. Nam Thúc chính ngươi xem đi, nhị công tử Tân gia Tân Đồng Đồng chết rồi. Nam Thúc và hai gã thuật luyện sư thất giai khác đều hít một hơi lạnh, chấn động, vội vàng chạy đến lật cổ thi thể mà Kỷ tử địch chỉ vào lên, quả nhiên là Tân Đồng Đồng, hơn nữa là một chiêu bị mất mạng. Cái này, ai giết? Nam Thúc toàn thân rét run, nhị công tử Tân gia chết rồi, đây chính là chuyện phá trời ở thành Trường Cốc A, chuyện phát triển đến bước này dù hắn là một gã thuật luyện sư thất giai cũng căn bản không cách nào điều đình được A. Hắn, bị hắn giết. Một gã võ giả thương hội Mạc Vũ run rẩy dùng ánh mắt ý bảo Lý Vân Tiêu, hắn căn bản không dám giơ tay lên chỉ đối phương. Nam Thúc và hai gã thuật luyện sư thất giai trong lòng lập tức sáng tỏ, mặt sắc mặt ngưng trọng tiến về trước. Nam Thúc khẽ thở ra, chỉ cần không phải thương hội Mạc Vũ gây nên, vẫn có một đường hy vọng có thể bảo trụ, hắn chắp tay nói với Lý Vân Tiêu. Tại hạ thuật luyện sư thất giai Nam Nhạc Ngữ, xin hỏi tôn tính các hạ. Bọn hắn đã nhìn ra thương thế Tân Đồng Đồng, là bị một chiêu giết chết, tồn tại có thể một chiêu giết chết Tân Đồng Đồng tuyệt đối là cường giả võ đế, không thể nào vô danh được. Ba người cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, không biết Lý Vân Tiêu vì sao phải dùng khung gỗ chụp lấy đầu Minh, nếu là sợ người Tân gia đuổi giết thì căn bản đã không giết nhị công tử Tân gia rồi. Lý Vân Tiêu căn bản không để ý tới câu hỏi của ba người, trực tiếp đi vài bước tới trước mặt Tử Lăng nói. Ngươi không sao chứ? Trên mặt Nam Thúc một hồi xấu hổ, nhưng đối phương là cường giả võ đế, không thèm để ý tới hắn hắn cũng không có cách nào. Biến cố liên tiếp đã khiến Tử Lăng phục hồi thần trí lại từ thống khổ và khuất nhục lúc trước, giờ phút này rốt cục dám khẳng định Lý Vân Tiêu chính là người xấu xí kia rồi, liền vội vàng nói. Ta không sao,
cám ơn ngươi. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Không có việc gì là tốt rồi. Hắn quay người liền muốn rời đi. Trong lòng Kỷ phu nhân hoảng hốt, vội vàng nói. Đại nhân, ngài không thể đi. Lý Vân Tiêu căn bản chẳng để ý nàng, đi vài bước đã được hơn 100 mét. Kỷ phu nhân khẩn trương, vội cao giọng hô. Đại nhân ngài rời đi, Tân gia lập tức sẽ trút tất cả lửa giận lên người chúng ta mất, kính xin đại nhân cứu chúng ta. Nàng hiện giờ đã không còn ý mời chào nữa rồi, giết Tân Đồng Đồng, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hiện giờ sợ nhất đúng là Tân gia dưới sự giận dữ liền đổ lên đầu thương hội Mặc Vũ, hơn nữa dùng tác phong làm việc của Tân gia, đây cơ hồ là điều hiển nhiên. Nàng hiện giờ chỉ hy vọng Lý Vân Tiêu có thể lưu lại gánh chịu lửa giận của Tân gia. Nam Thúc cũng cảm thấy lo lắng, Tân gia chết nhị công tử, đã không phải hắn có thể hòa giải được nữa rồi. Tử Lăng cũng lo lắng hô. Kính xin công tử cứu thương hội Mặc Vũ, Tử Lăng không biết lấy gì hồi báo, khấu tạ công tử. Nàng rất xa muốn quỳ lạy với Lý Vân Tiêu. Tử Lăng cũng minh bạch then chốt trong đó, biết hiện tại duy nhất có thể cứu Mặc Vũ thương hội cũng chỉ có nam tử thần bí trước mắt này. Nàng quỳ hai đầu gối xuống, ở trong nháy mắt chạm đất đã bị một cổ lực lượng ngăn trở, trực tiếp bị bắn ra, vô pháp quỳ xuống. Lý Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đã từ hơn 100 dặm trong nháy mắt đã đến trước gót chân nàng, lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, người đã mở miệng, ta đây sẽ tiện thể đem Tân gia toàn bộ giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Người ở tại tràng tất cả đều hít một ngụm lãnh khí, lại càng hoảng sợ, cho rằng mình nghe lầm. Kỷ phu nhân cũng là hoảng sợ tột đỉnh, nàng mong muốn Lý Vân Tiêu lưu lại là hy vọng hắn có thể có biện pháp chu toàn giải quyết việc này. Để lửa giận của Tân gia không đến mức phát ở trên người mình. Về phần giết chết Tân gia, loại ý niệm này căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng tên nam tử trước mắt này lại tựa hồ như không giống bộ dáng của Phù Khoa, chỉ tiếc trên đầu hắn đeo một tấm gỗ tròn, không người nào có thể thấy được hình dáng và thần tình của hắn. Nam Thúc cũng là hoảng hốt, ngượng ngùng nói. Vị công tử này nói quá mức đáng sợ, Tân gia chính là một trong hai đại thế lực của Trường Cốc Thành, thời đại. Lý Vân Tiêu trực tiếp cắt đứt lời của hắn, nói. Tân gia ở đâu, chỉ cho ta một phương hướng. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút không quá chân thực, hắn thật đúng muốn đến Tân gia, người này đầu óc có chuyện. Thảo nào hội lấy một tấm gỗ tròn che đầu của mình. Người thanh niên, có chút bản lãnh rất khó được, nhưng quá mức tự đại rất dễ coi trời bằng vung, mang đến cho mình nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là mau chạy đi. Ở trong đám người vây xem, đột nhiên một người trung niên nam tử chậm rãi mở miệng nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ tiếc tài. Nam Thúc vừa thấy người nọ, lập tức cả kinh nói. Nguyên lai là Xuất Hưng Chiêu đại nhân. Mọi người vừa nghe nhất thời ồ lên, Xuất gia cũng là một nhà siêu cấp thế lực khác ở Trường Cốc Thành, cùng với Tân gia cộng trưởng Trường Cốc Thành. Chuyện nơi đây đã sớm kinh động toàn thành, Xuất gia cũng không có thiếu thám tử ở bốn phía quan sát. Nam Thúc vội vàng nói. Hưng Chiêu đại nhân ở đây không thể tốt hơn, mong rằng đại nhân có thể vì Mặc Vũ thương hội làm chứng, cũng không cùng với Tân gia có ý đối địch. Ha ha, Tân Đồng Đồng đều là bởi vì các ngươi mà chết, có ý đối địch hay không có quan hệ sao? Xuất Hưng Chiêu nói lập tức khiến Nam Thúc và toàn bộ người của Mặc Vũ thương hội như rơi xuống vực sâu. Đúng vậy, nhân gia nhị công tử đều chết rồi, xem như thật không có nửa điểm quan hệ. Lấy tác phong hành sự ngoan lệ của Tân gia, căn bản không thể nào buông tha chính mình. Ánh mắt Kỷ phu nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, có chút đứng không vững, thân thể lung lay sắp ngã, mắt thấy thương hội mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi diệt vong. Xuất Hưng Chiêu tung mời chào ý, quay về phía Lý Vân Tiêu nói. Người thanh niên, ta xem tu vi của ngươi hẳn là ở nhị tinh vũ đế, hơn nữa càng thêm hiếm có là ngươi hết sức trẻ tuổi. Chuyện hôm nay có thể nói là chọc thủng trời. Nhưng nếu là ngươi nguyện ý gia nhập Xuất gia trở thành khách khanh, ta có thể thay ngươi đảm đương xuống, đồng thời bảo đảm Mặc Vũ thương hội bình an vô sự. Xuất Hưng Chiêu một phen nói lập tức làm cho cả Mặc Vũ thương hội đều dấy lên hy vọng, giờ này khắc này cũng chỉ có người của Xuất gia có thể cứu được bọn họ. Tuy rằng Tân Đồng Đồng đã chết phiền phức rất lớn, nhưng Xuất Hưng Chiêu cảm thấy tiềm năng của Lý Vân Tiêu đáng giá hắn ra cái giá này. Đại nhân Cứu chúng ta. Tử Lăng cũng khẩn cầu đứng lên, nàng cũng phát hiện Lý Vân Tiêu ai cũng không để ý, chỉ là đối với lời của nàng còn có thể nghe được vài phần, hẳn là báo đáp ân tình cứu giúp của mình.
Quả nhiên, Lý Vân Tiêu tựa hồ trích nói chuyện với nàng, lạnh nhạt nói. Yên tâm, việc này ta sẽ chấm dứt, người nói cho ta biết Tân gia đi như thế nào. Mọi người choáng váng, tiểu tử này thực sự là cố chấp không thay đổi, thật đúng là nghĩ muốn đi Tân gia giết người a, đây không phải là triệt để chịu chết sao. Xuất Hưng Chiêu cũng là dâng lên một cổ lửa giận vô hình, chính mình có lòng yêu tài thiết tài, đối phương thậm chí ngay cả để ý cũng không để ý chính mình. Không nhìn tới khinh miệt như vậy lập tức cảm giác trên mặt không ánh sáng, mình nói như thế nào cũng là đại nhân vật ở Trường Cốc Thành, nhất thời cười lạnh nói. Tốt, tốt, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, bản tọa ngược lại muốn nhìn ngươi ngày hôm nay chết như thế nào. Hắn phất ống tay áo một cái, vẫn lạnh lùng đứng ở một bên, cười lạnh xem kết cục của Lý Vân Tiêu và Mạc Phú Thương Hội. Người của Mạc Phú Thương Hội vừa thấy Xuất Hưng Chiêu nổi giận, đều là lo lắng sâu đậm. Tân gia cục diện rối rắm còn không biết giải quyết như thế nào, bên này lại chọc giận Xuất gia. Tử Lăng kinh ngạc đứng ở đó không biết như thế nào cho phải, chỉ đường cũng không phải, không chỉ đường cũng không phải, chỉ đành quay đầu nhìn về phía Kỷ phu nhân cầu cứu. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đám mây đen, cuồn cuộn mà đến, lập tức đem bầu trời trong sáng che khuất lờ mờ không ánh sáng. Một đạo thanh âm băng lãnh xuyên thấu tầng mây xuống, lạnh giọng nói. Không nhọc các hạ tới cửa, người của Tân gia ta tự động đưa tới cửa cho ngươi giết. Trường Cốc Thành tuy lớn, nhưng Tân gia và Xuất gia tai mắt trải rộng toàn thành, Tân Đồng Đồng vừa chết, sự tình lớn như vậy lập tức trước tiên truyền về Tân, Xuất hai nhà. Tân gia gia chủ Tân Tác Nhân ngốc trệ một chút, lập tức nổi giận nhảy lên, trong khoảnh khắc kiểm kê cường giả, cuốn tới. Trong lúc nhất thời bầu trời đều bị một cổ vô hình chi khí phong tỏa, Mạc Phú Thương Hội ai nấy vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng. Trên bầu trời sát khí ngập trời ép tới bọn họ không thở nổi. Lý Vân Tiêu hơi ngẩng đầu lên, mọi người chỉ thấy Mộc Khoanh Tròn đi lên ngước hạ, đều là thầm nghĩ, lúc này hối hận đi, còn muốn chạy cũng đã chậm. Không ít võ giả ở dưới cổ uy áp này đều là lạnh run, hầu như muốn quỳ xuống. Ai biết Lý Vân Tiêu lại nói một tiếng. Đều đến đông đủ rồi chứ. Tất cả mọi người lại điên cuồng toát mồ hôi, bầu không khí sợ hãi đều trở nên giảm đi rất nhiều. Hừng quả nhiên là đám cặn bã chết tiệt. Trên bầu trời dần dần hóa ra hơn 10 đạo nhân ảnh, người cầm đầu hai mắt như hổ, lưỡng đạo quang mang sắc bén chí cực ngưng mắt nhìn xuống, thoáng cái liền thấy thi thể con trai mình trên mặt đất, nhất thời kêu rên khóc ròng nói. Con ta, người chết thật thê thảm a. Vô luận là ai, nhi tử của mình chết đi cũng sẽ không dễ chịu, mặc dù là nhất phương hào kiệt, cũng không ngoại lệ. Tân Tác Nhân bi thương gần chết, hóa thành căm giận ngút trời. Những đám mây trên trời đều tựa hồ muốn nổi lên. Xuất Hưng Chiêu hơi biến sắc mặt, liên tục lui ra xa trăm mét, rất sợ lửa giận của Tân gia lan ra, sẽ lan đến gần chính mình. Nếu Lý Vân Tiêu không nhận tình của hắn, cũng không cần phải cuốn vào. Lý Vân Tiêu nói, nghe nói con trai ngươi tội ác tày trời, hành hạ thiếu nữ vô tội đến chết không có một vạn cũng có 8.000, người như vậy đã chết còn không phải trừng phạt đúng tội sao? Phía sau lưng Tân Tác Nhân một gã nam tử đồng dạng lớn lên như cóc đi lên trước, lạnh lùng phẫn nộ quát. Có thể bị nhị đệ ta sủng hạnh mà chết, là các nàng có phúc. Nhị đệ ta thích làm việc thiện, chúc phúc cho mọi người, lại rơi vào chết thảm như vậy, xem như đem ngươi thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Lý Vân Tiêu. Hắn vẫn cảm thấy chính mình rất vô lại và lưu manh, nay mới biết kỳ thực chính mình rất quân tử. Tân Đại Công Tử nói rất khôi hài. Nhưng không ai dám cười, đều là sắc mặt ngưng trọng. Khóe miệng Tân Đại Công Tử hiện ra một tia đắc ý, trên mặt nào có nửa phần bi thống, giữa con em của đại thế gia thân tình dị thường lạnh lùng. Để ta thay đệ đệ đáng thương đã chết của mình báo thù đi. Trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm, giải phong đi ra, lập tức hóa thành cự hình, trong miệng khẽ quát một tiếng liền lâm không xuống. Chính mình cả người càng dưới chân điểm một cái, trực tiếp dẫm lên thanh kiếm kia. Tùy theo xuống, hai tay kết xuất một quyết ấn, đồng thời ấn ra. Tân Đồng Đồng bỏ mình đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt đại khoái nhân tâm, đặc biệt gần nhất nghe đồn Tân Đồng Đồng đã tiến giai vũ đế, càng làm cho hắn ngủ khó an giấc. Lúc này nội tâm hắn vẫn là vô cùng cảm tạ Lý Vân Tiêu đây. Bất quá cũng cần đầu người của Lý Vân Tiêu chiếm được hảo cảm của phụ thân. Trong tay Lý Vân Tiêu dần dần huyễn hóa ra cây búa, càng lúc càng lớn. Từng đạo lôi điện ở trên đó đùng đùng lóe ra, trực tiếp lâm không đánh ra. Toàn bộ vũ đế cường giả đều là con người đột nhiên co rút,
trong lòng bỗng nhiên chấn động, uy áp thật lớn trên cây búa để cho bọn họ đồng thời kinh hãi không thôi. Một ma ha cổ văn ở trên cây búa chợt hiện lên, lập tức hướng phía cự kiếm nện xuống. Tân đại công tử trong giây lát phát giác chính mình đắc ý vênh váo đưa tới đại họa, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại có một cây búa này, không có vật gì khác nữa. Mà mình như là một con trâu trấu dưới cây búa kinh thiên kia. Không, tha mạng a. Tân đại công tử cũng không phải đem hết toàn lực chống đối, mà là đem hết toàn lực giống lớn một tiếng cầu xin tha thứ. Phanh! Cây búa biến thành to lớn lâm không đập xuống, tân đại công tử cả người tiếng kêu thảm thiết bao phủ ở trong tiếng sấm, chỉ thấy một mảnh lôi quang hiện lên, sau đó một người toàn thân đen kịt như than rơi xuống. Thanh kiếm kia của hắn cũng bị đập biến hình, rơi ở bên cạnh tựa như đồng vỡ sắt gãy. Lần biến cố này để tất cả mọi người nhìn tới ngốc trệ, cả đám há to mồm hóa đá tại đó. Kỷ Tử Địch cả người đại chấn, hắn chính là tham gia Hồng Nguyệt Thành luận võ chọn rể, thoáng cái đã nhận ra cây búa, hoảng sợ quá mức, lập tức hiểu ra người trước mắt là ai. Hắn đứng đó khuôn mặt kích động đỏ bừng, thậm chí có chút hô tay múa chân. Kỷ phu nhân càng khiếp sợ hơn, còn cho là nhi tử mình điên rồi, vội vàng đem hắn kéo qua một bên. Nộ a, chết tiệt, con ta a. Tân tác nhân bỗng nhiên ngất lịm, nổi giận gào thét, toàn thân sát khí trên người đều muốn phá thể bạo ra, liên tục quát. Giết, giết, giết toàn bộ giết cho ta. Lý Vân Tiêu tiếp được cây búa trở xuống trong tay, lạnh nhạt nói. Vừa lúc, ta một hồi công phu giết sạch từng tên. Đầy đường võ giả tất cả đều là biến đổi sắc mặt, hoảng sợ hướng ra mọi nơi bỏ chạy, trong đám võ giả lâm không đánh xuống tu vi thấp nhất cũng là vũ tôn. Lý Vân Tiêu một tay bấm tay niệm thần chú. Từng đạo kiếm ý từ trong cơ thể kích bắn ra, bên người hóa thành kiếm hình. Ở trên đầu hắn lập tức hiện ra vạn kiếm đổ đồ trận, chín thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ngưng tụ ra, tản mát ra kiếm ý kinh khủng, trực tiếp đem võ giả khắp bầu trời đều bao phủ đi vào. Đây là... Xa xa Suất Hưng Chiêu mạnh mẽ hít một ngụm lãnh khí, hoảng sợ không ngớt, càng có không ít võ giả đã đi qua Hồng Nguyệt Thành sau một lát ngốc trệ, lập tức nhận ra một chiêu kiếm thế, đều khiếp sợ.